Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 4. Phong Phi Vân dừng bước, không tiếp tục đi nữa bởi vì cho dù tiếp tục đi cũng không thể nào từ nơi này mà đi ra bên ngoài, hình như là hắn đã lao vào một tòa bí địa, rất có thể đã chạm đến trận pháp nào đó, bây giờ đang tại chỗ này mà đi vòng vòng. Nhất muội nguyên hỏa. Phong Phi Vân vận linh khí xung xích đầy đầu ngón tay, hắn muốn đốt linh khí rọi sáng không gian chung quanh, nhưng mà tuy là hắn có thể cảm giác được độ nóng của ngọn lửa trong tay nhưng mà mắt lại không thấy được chút ánh sáng nào, cho dù dùng tới Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không nhìn rõ được. Thậm chí ngay cả nhất muội nguyên hỏa cũng không cách nào chiếu sáng được không gian, xem ra nơi này thật sự có bố trí cấm trận nào đó, hay là chỉ có nhị muội nguyên hỏa mới có thể chiếu sáng được. Không gian khác biệt thì cần phải có hỏa diễm cấp khác biệt mới có thể rọi sáng. Ví dụ như cuộc sống hiện thực trên thế giới này, chỉ cần rơm củi thông thường là có thể chiếu sáng. Mà ở một số nơi tiên sơn phúc địa dành cho người tu tiên tụ tập thì chỉ có nhất muội nguyên hỏa mới có thể chiếu sáng được nơi đó. Dĩ nhiên trên thế giới này vẫn tồn tại một số hung địa đặc thù hay không gian đặc biệt, ở những nơi kia thì chỉ có nhị muội nguyên hỏa mới có thể chiếu sáng được. Đương nhiên còn có đệ uẩn A Tị trong truyền thuyết nữa, quanh năm đều là đêm tối vô biên, chỉ có ánh sáng của tam muội chân hỏa mới có thể ở nơi này mà thẩm diệu quang mang. Trình độ quỷ dị nơi này vượt qua rất xa so với đánh giá của Phong Phi Vân. Miểu quỷ ban chỉ. Phong Phi Vân hướng về bức tường vỗ tới một trường, ngón tay cái trên miểu quỷ ban chỉ nhanh chóng chuyển động phát ra một luồng linh khí bàng bạc, bất thình lình xuất ra. Phong Phi Vân cảm giác giống như hắn đang đánh vào một ngọn núi lớn, bức tường không nhúc nhích một chút nào, ngược lại thì cánh tay của hắn lại bị chấn động đến tê dại, nếu không phải hắn có tinh lực dồi dào thì một kích vừa rồi đoán chừng đã chặt đứt cánh tay của hắn. Dù vậy, hắn vẫn bị chấn động phải lui về phía sau vài bước. Lộp bộp, dưới chân truyền tới một tiếng vỡ vụn vang lên, hình như đạp phải vật gì đó. Phong Phi Vân muốn cúi người xuống nhặt vật kia lên nhưng mà một luồng sức mạnh vô hình đã gia tăng trên người của hắn, làm cho cơ thể hắn không tự chủ được mà bay lên trên, càng bay càng cao, thật giống như tuyệt đối sẽ không đụng vào trần tháp miếu vậy. Từ đâu tới đây thì lại trở về nơi đó, cũng không cần tới nơi này nữa. Lại là thanh âm già nua kia. Trong lúc mơ hồ, Phong Phi Vân phát hiện mình lại có thể thấy rõ mọi thứ trong tháp miếu, chỉ thấy một tăng y đang ngồi xếp bằng trên đệm cói. Xung quanh đầy vết chân, còn có một viên Phật châu mục nát bị người ta dẫm lên vỡ vụn. Chẳng lẽ vừa rồi ta đã ở đây mà đi vòng quanh vị tăng y này? Không cho phép Phong Phi Vân suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt đều biến mất, một luồng gió rét thổi tới làm cho cả người hắn cũng phải giật mình một cái. Phù phù, cả người rơi vào trong nước. Xúc địa thành tốn, ngàn dặm trong gang tấc. Phong Phi Vân từ trong nước bò lên, trước mắt là sông lớn cuồn cuộn. Bên bờ sông cây mọc tùm, có một con chim sơn ca đang hót ở trên cây, thanh âm thật là êm tai. Ở nơi này hiển nhiên không phải là tháp miếu. Ở nơi này cũng không có đỗ thủ cao và yêu nam truy sát. Hắn bị người ta dùng linh thông đưa đến nơi ngoài mấy trăm dặm, ở nơi này chính là bên ngoài sông hộ thành của Tử Tiêu cổ thành. Linh thông xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên lý tuyệt không phải người bình thường có thể dùng được, chẳng nhẽ một vị tăng y kia vậy mà lợi hại đến thế. Phong Phi Vân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. 9 cây cổ liễu, 9 tòa tháp miếu, vậy thì trong tòa phủ đệ kia rốt cuộc cất giấu bí ẩn gì đây? Lẽ nào phải gặp được chủ nhân của tòa phủ đệ ấy thì mới có thể biết được câu trả lời? Lòng hiếu kỳ của Phong Phi Vân nếu như bị khơi dậy thì coi như là 10 đầu kỳ ngưu cũng không kéo hắn trở lại được. Cửa viện được đẩy ra, Phong Tiên Tuyết mặc một bộ bạch y đi vào, vừa lúc nhìn thấy Phong Phi Vân và Phong Danh đứng ở trong viện thì nhìn chăm chú. Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra mấy phần kinh sắc, đặc biệt là lúc nhìn thấy Phong Phi Vân càng thêm mấy phần kinh ngạc. Vợ à, cả đêm vợ cũng không quay trở về, là đi đâu vậy? Phong Phi Vân cẩn thận quan sát Phong Tiên Tuyết, chỉ thấy nàng ngoại trừ mang trên mặt vẻ mệt mỏi cũng không có bất cứ một chút khác thường nào. Phong Phi Vân cố ý nhìn chăm chú vào trong mắt của nàng, song đồng vẫn trong trẻo xinh đẹp như tinh nguyệt, lúc này trong lòng mới bỏ đi hoài nghi đối với nàng. Vẻ mặt của một người có thể thông qua chuyển động của huyết nhục mà thay đổi nhưng ánh mắt lại tuyệt đối không cách nào thay đổi được. Phong Phi Vân vốn là có chút hoài nghi nàng và tên yêu nam đã truy sát hắn là cùng một người, nhưng mà khi nhìn thấy song đồng trong đôi mắt nàng không có che giấu điều gì thì lại cảm thấy đúng là mình đã quá đa nghi. Phong Tiên Tuyết nói,
Vốn là hôm qua ta dự định đi đến Phong gia bản bộ nhưng nửa đường lại gặp một con chó điên, nó đuổi theo ta suốt một đêm. Ha ha, thật sự là đúng lúc mà, chẳng qua muội chỉ gặp phải một con chó điên, ta gặp đến hai con, nó đuổi theo thiếu chút nữa ta tưởng chừng không còn được kêu cha gọi mẹ nữa. Phong Phi Vân cười nói. Lẽ nào ngươi cũng không muốn biết tại sao con chó điên kia lại đuổi theo ta sao? Cơn tức trong lòng Phong Tiên Tuyết rất lớn, ngay cả Phong Danh đứng bên cạnh cũng có thể cảm giác được rõ ràng, ngoan ngoãn lùi ra rất xa, sợ bị liên lụy đến. Phong Phi Vân nói, tại sao? Bởi vì con chó điên kia vốn là muốn đuổi theo ngươi, nhưng bởi vì trên người ta nghe thấy được khí tức của ngươi nên mới đuổi theo ta. Phong Tiên Tuyết tức giận nói. Trong lòng Phong Phi Vân giật bắn lên. Đã đoán được đó là người phương nào rồi, ngước mắt nhìn xung quanh một chút, nói. E rằng là một con chó mẹ đấy, bây giờ nàng ấy đang ở đâu? Hừ, ngươi nói nàng là chó mẹ, chẳng phải cũng thừa nhận mình là con chó được sao, các người đúng là một đôi cẩu nam nữ. Rất dễ nhận thấy Phong Tiên Tuyết tức giận cũng không phải là bị người kia đuổi theo suốt một đêm, tức giận như vậy là do tên khốn Phong Phi Vân này rõ ràng gọi nàng là vợ mà lại đi trêu chọc nữ nhân khác. Nàng vốn cho rằng Phong Phi Vân đã lãng tử hồi đầu, nhưng thật không ngờ hắn vẫn cứ là một kẻ phong lưu. Muội thực sự bị nàng ấy đuổi theo suốt một đêm. Phong Phi Vân biết nhất định là Đông Phương Kính Nguyệt đã đi đến Tử Tiêu Cổ Thành, với tu vi của nàng cùng với linh tính Hạo Thiên Linh Kính, nói không chừng thật sự đã nhận ra được khí tức của hắn trên người Phong Tiên Tuyết. Phong Tiên Tuyết nói, ngươi không tin lời của ta. Hi hi. Ta chỉ là không tin muội có thể trốn thoát khỏi bàn tay của nàng ấy. Phong Phi Vân nói. Tu vi Đông Phương Kính Nguyệt cực cao, trong tay lại nắm giữ một món linh khí, ngay cả Phong Phi Vân cũng rất khó trốn thoát khỏi tay của nàng, huống chi tu vi Phong Tiên Tuyết còn không bằng hắn thì tại sao có thể trốn thoát khỏi tay của Đông Phương Kính Nguyệt được chứ? Trừ khi Phong Tiên Tuyết che giấu tu vi. Trong mắt Phong Tiên Tuyết lóe lên một chút vẻ khác thường, hơi im lặng một chút, lại nói. Đáng lẽ ta cũng không tin mình có thể trốn thoát khỏi tay của cô ấy, nhưng thực sự đã trốn thoát được. Câu trả lời mơ hồ của nàng hiển nhiên không phải là nói thật. Phong Phi Vân dĩ nhiên là nhìn thấu điều đó ở trong mắt nàng, nhưng cũng không có nói thẳng ra, bởi vì hắn cũng không muốn suy đoán lòng dạ phụ nữ, dù cho đoán cũng đoán không ra, vậy thì tội gì làm cho mình đau đầu nhức óc chứ. Phong Tiên Tuyết hiển nhiên là không muốn tiếp tục dây dưa với đề tài đó nữa, vội vàng hỏi. Không phải là ngươi theo dõi đỗ thủ cao sao, có kết quả không? Phong Phi Vân cười ha ha. Nếu ta thật sự đuổi kịp đỗ thủ cao, e rằng bây giờ đã không về được rồi. Ngươi thật không có đuổi kịp hắn. Phong Tiên Tuyết hiển nhiên không tin lời nói của Phong Phi Vân. Dĩ nhiên là không rồi. Phong Phi Vân cũng không muốn để cho nàng biết rõ mình bị đỗ thủ cao và tên yêu nam đuổi chạy khắp thành. Nghĩ đến tên yêu nam, Phong Phi Vân không khỏi nhíu mày, nói. Đời thứ năm Phong gia có xuất hiện tài tuấn nghịch thiên nào không? Tu vi yêu nam kia tuyệt đối không kém hơn đỗ thủ cao là bao nhiêu, thực lực càng cường giả hơn cả những trưởng lão cấp bậc tiền bối nữa. Nếu như đời thứ năm Phong gia thực sự xuất hiện một nhân kiệt như vậy thì không thể nào không bị mọi người biết đến. Phong Tiên Tuyết còn chưa trả lời thì Phong Danh đứng bên cạnh cũng đã cướp lời. Nghe nói đời thứ năm Phong gia thực sự là có xuất hiện một vài tài tuấn nghịch thiên. Nhưng mà họ đều ở những nơi cực kỳ bí ẩn mà thí luyện để trùng kích vào cảnh giới cao hơn. Họ chính là người trí dũng kiệt xuất thực sự của lớp trẻ Phong gia, tu vi của mấy tài tuấn nghịch thiên này cao hơn cả loại người như Phong Vũ, chẳng qua vẫn chưa từng lộ diện, cho nên mới không muốn người khác biết. Phong Tiên Tuyết nói thêm vào. Ta cũng nghe qua tin đồn có liên quan, lúc 3 năm trước cao tầng Phong gia đã triệu hồi những anh kiệt thật sự của đời thứ 5 Phong gia, họ dùng một số lớn linh dược để trọng điểm bồi dưỡng. Lại được phép tu luyện công pháp đứng đầu, ngay cả mấy vị lão tổ Phong gia cũng đích thân xuất thủ muốn đưa bọn họ bồi dưỡng thành cự kình của Phong gia tương lai. Thiên hạ không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, tuy là chuyện này được giấu kín nhưng vẫn có tin đồn truyền ra ngoài. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Cái này thì đúng rồi, một đại gia tộc chân chính nhất định sẽ đào tạo ra mấy người kinh thái tuyệt diễm, làm sao có thể là những người bần rong kia chứ? Thì ra là con em gia tộc kinh thải tuyệt diễm cũng đã sớm được triệu hồi, tên yêu nam kia có thể là một trong số những kia hay không? Phong Tiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói. Dù cho những tài tuấn nghịch thiên kia ưu tú như thế nào đi nữa thì chuyện cũng có liên quan gì đến ngươi,
cho dù với chút bản lĩnh của ngươi mà có tham gia tiềm long đại chiến đoán chừng ngay vòng thứ nhất đã bị loại rồi. Ngươi vẫn nên dùng thêm chút thời gian đó mà suy tính xem đối phó với con chó mẹ kia thế nào đi. Nếu như cô ấy đuổi theo đến đấy, e là có vài người sẽ bị cô ấy cắn chết tươi đấy. Nói xong lời này, nàng liền xoay người đi vào trong, ầm một tiếng đóng cửa vang lên. Cơn thịnh nộ của nàng còn chưa tiêu tan. Phong Phi Vân sững sờ tại chỗ, tiếp đó vuốt vuốt cổ, cười to nói. Nếu như thiên hạ có một con chó mẹ đẹp như vậy, dù cho bị nàng cắn hai cái thì ta cũng rất vui lòng. Bành! Một cái ghế đầu từ trong cửa sổ bay ra, thiếu chút nữa đã đập vào đầu của Phong Phi Vân, thật may là hắn né kịp, nếu không thì không phải ở trên đầu sẽ bị đập thành một cái khe hở cho máu chảy ra sao. Quá bạo lực, quá bạo lực. Tuy là Phong Tiên Tuyết nói chuyện không dễ nghe nhưng cũng rất có lý, nếu như Đông Phương Kính Nguyệt thực sự tìm tới Tiềm Long Biệt Viện thì e rằng lực tàn phá so với Đỗ Thủ Cao còn cao hơn. Đến lúc đó Phong Phi Vân hắn không nổi danh cũng khó nha. Vùng trời Tiềm Long Biệt Viện có bố trí trận pháp, cho dù là Hạo Thiên Linh Kính cũng chưa chắc có thể tìm ra được ta, chỉ cần ta không rời khỏi Tiềm Long Biệt Viện thì bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt kia nhất định không tìm được ta. Phong Phi Vân không nghĩ nhiều nữa. Định bụng sẽ bắt đầu nghiên cứu thẻ tre này thật tốt. Miếng thẻ tre này dài khoảng gan bàn tay, rộng khoảng hai ngón tay, chính là làm từ bạch ngọc trúc ở nước Tây Vực, chất liệu gỗ vô cùng rắn chắc, coi như là thiết đao bình thường cũng rất khó làm hao tổn đến nó. Sau khi chạm tay vào thì thấy nó mang theo vài phần lạnh ngắt, có vẻ khá nhẵn bóng, thật giống như cầm một miếng bảo ngọc. Trên thẻ tre có khắc từng dòng huyền văn đồ khắc cổ quái, giống như ghi lại chính là một góc sơn xuyên đại hà nào đó. Bởi vì thẻ tre thực sự quá nhỏ nên căn bản nhìn không ra toàn cảnh những sơn xuyên đại hà này, hiển nhiên cũng sẽ rất khó biết nơi này rốt cuộc là đã ghi chép nơi nào. Thương sinh động phủ. Vị trí chính giữa thẻ tre có khắc bốn cái chữ nhỏ, mỗi một chữ nhỏ thật giống như chân một con ruồi, nếu không phải chăm chú nhìn kỹ thì rất khó mà phát hiện ra bốn cái chữ nhỏ này. Bốn chữ nhỏ này chính là thương sinh động phủ. Bên cạnh dòng chữ nhỏ có dùng mực đỏ vẽ một điểm nhỏ. Hình như chính là vị trí của thương sinh động phủ. Nghe đồn tư chất phong vũ còn thấp kém, thậm chí ngay cả nền móng tu tiên cũng không có nhưng lại tìm được một chỗ mật địa trong kính hoàn cổ sơn, lấy được một giọt linh tuyền, thối thể luyện cốt, chẳng những thiên tư thượng thừa mà tu vi càng đột phá vượt bậc. Chẳng lẽ chỗ mật địa kia chính là thương sinh động phủ khắc trên thẻ tre này? Suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân càng ngày càng rộng mở, liên tưởng đến rất nhiều thứ, cuối cùng càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Nếu như trên thẻ này này khắc lại chính là địa mạo của kính hoàn cổ sơn thì lại chứng thực thương sinh động phủ là có thật. Trong lòng Phong Phi Vân mừng rỡ, phải biết rằng linh tuyền có thể so với linh dược kỳ bảo, có thể làm cho tay cụt mọc lại, bạch cốt sinh cơ, tu vi thăng cấp. Phong Phi Vân tu luyện chính là bất tử phượng hoàng thân, nếu có thể nhận được một giọt linh tuyền thì trình độ tu luyện liền có thể tăng nhanh tốc độ cực đại, nếu có thể tu luyện tới tầng thứ ba hoán huyết, tu vi nhất định cao ca mãnh tiến. Đến lúc đó hiển nhiên cũng sẽ không sợ loại người như Đỗ Thủ Cao hay tên yêu nam. Lúc Phong Vũ phát hiện ra linh tuyền chính là thân thể phàm nhân, nhiều nhất chỉ có thể tiêu hóa một giọt linh tuyền, nếu như uống nhiều nhất định bạo thể mà chết. Nếu như trên miếng thẻ tre này khắc lại chính là bản đồ thương sinh động phủ thì nhất định là Phong Vũ muốn chờ lúc tu vi cường đại sẽ đi vào trong đó dùng linh tuyền thối thể, nhưng lại không ngờ để lộ tin tức ra ngoài, ngược lại là rước họa sát sinh vào thân. Phong Phi Vân đại khái suy đoán ra nguyên nhân hậu quả trong đó, nhưng chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao thì trên thẻ tre rốt cuộc ghi khắc lại có phải là địa mạo kính hoàn cổ sơn hay không thì cũng chưa thể xác định được. Bành! Đột nhiên, cửa chính bị một người dùng một cước đá văng, Phong Tiên Tuyết hung hăng từ bên ngoài đi vào, khẽ quát lên. Phong Phi Vân, ngươi và con chó mẹ kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Tiên Tuyết vốn đã quay về phòng. Định bụng sẽ ngồi thiền tu luyện nhưng mà trong lòng càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng vẫn là không nhịn được liền xông qua đây, muốn hỏi rõ ràng chuyện này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu tiểu tử Phong Phi Vân đã thể muốn thay đổi triệt để thì làm sao có thể đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không đem việc này hỏi cho rõ ràng thì nàng không cách nào an tâm mà tu luyện. Phong Phi Vân vốn đang nghiên cứu thẻ tre, nào ngờ nàng lại đột nhiên xông tới. Hắn vội vàng đem thẻ tre nắm ở trong tay rồi đưa vào trong tay áo. Khụ khụ, vợ à, việc này, mắng chửi người khác cũng không phải là một thói quen tốt. Phong Phi Vân cười gượng hai tiếng,
thản nhiên nói. Cái mũi cao của Phong Tiên Tuyết cao lại, đôi môi nhẹ nhàng vểnh lên, đi thẳng tới Phong Phi Vân đang đứng bên cạnh giường, liền nhìn về phía ống tay áo của hắn mà nắm lấy, nói. Ngươi vừa mới giấu cái gì vào trong tay áo? Sát, cái này đều bị muội nhìn thấy. Phong Phi Vân tự nhận là mình làm việc không để lại dấu vết, nhưng không nghĩ đã bị nàng nhìn thấy được. Phong Tiên Tuyết tuy là tuổi không lớn lắm, hơn nữa dáng dấp lại tao nhã nhưng cũng không phải là một người thục nữ, nàng trực tiếp kéo cánh tay của Phong Phi Vân lại, đôi tay nhỏ bé liền hướng vào trong tay áo của hắn sờ soạng. Tay của nàng ấm áp mà linh hoạt, chạm vào cánh tay của Phong Phi Vân quả thực giống như bị điện giật vậy, làm cho lòng người như phát sinh cờ bay phấp phới. Tưởng chừng như mất hồn vậy, làm cho trong đầu người ta mơ tưởng viễn vong. Tuy là cảm thấy rất thích nhưng mà Phong Phi Vân vẫn bắt đầu giãy giụa, giống như bị nàng ox vậy, cả kinh kêu lên. Không được nha, vợ à, muội mò ta thật là nhột. Phong Tiên Tuyết hình như cũng cảm thấy có chút không ổn, trong lúc nhất thời vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng lên, vội vàng buông tay ra nói. Vậy tự ngươi móc ra đi, ta cũng không mò nữa. Nhưng mà lúc nói xong lời này nàng lại hối hận, lời này quả thực càng khiêu khích thần kinh người ta mà. Phong Phi Vân cười hắc hắc. Loại bảo bối này không ngại lấy ra đâu nha. Đừng, đừng, đừng động thủ, ta lấy ra là được mà. Quá bạo lực rồi, quá bạo lực rồi. Phong Tiên Tuyết chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nha đầu, tuổi tác chỉ mới 14, so với Phong Phi Vân còn phải nhỏ hơn 3 ngày. Hơn nữa hai người từ nhỏ đã chơi đùa cùng với nhau, cũng coi như là thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai. Phong Phi Vân đối với nàng vẫn có chút yên tâm. Huống chi Phong Tiên Tuyết quanh năm ở trong Tử Tiêu cổ thành, đối với địa mạo xung quanh cũng có nhiều quen thuộc, hoặc là nàng có thể nhận ra được vị trí địa mạo trên thẻ tre này cũng nên. Nếu như trên thẻ tre ghi chép lại vị trí thật sự có linh tuyền, Phong Phi Vân cũng không ngại tặng nàng hai giọt. Phía trên miếng thẻ tre phát họa đạo đạo hoành hác, tựa như sơn xuyên, tựa như hà đồ, tựa như cấm cốc, tựa như tuyệt nhai, ghi chép lại chính là một nơi địa mạo nguyên thủy làm cho người ta cảm giác huyền bí vô hạn. Phong Tiên Tuyết cầm thẻ tre, cẩn thận quan sát, đôi mỹ ngâu căn bản cũng không chấp động, thật giống như đang lặng lẽ ghi nhớ vết tích trên bản đồ, nhưng giữa hai lông mày của nàng thỉnh thoảng hơi nhíu lại, dễ nhận thấy hoa văn khắc trên thẻ tre thực sự quá mức phức tạp, rất khó đi qua đại não của con người để ghi nhớ kỹ càng. Muội có biết xung quanh Tử Tiêu cổ thành có nơi nào có địa mạo như vậy không? Phong Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt nàng, tựa như muốn từ trong mắt nàng nhìn ra chút gì vậy. Càng nhớ lại hoa văn khắc trên thẻ tre nàng càng cảm thấy đầu óc quay cuồng, giống như muốn vỡ ra vậy, cuối cùng chỉ có thể coi như không có gì, không dám nhìn thêm một chút nào nữa hết. Hoa văn khắc trên này tuyệt đối không thể ghi nhớ lại trong đầu. Trên thẻ tre ghi chép rất nhiều nơi tuyệt nhai kỳ sơn, lại có đại hà thâm cốc, nhưng thật ra có phần giống như kính hoàn sơn cách đây 800 dặm, nhưng mà kính hoàn cổ sơn âm u nguyên thủy, kéo dài liên miên cả ngàn dặm. Trên thẻ tre này chẳng qua cũng chỉ ghi chép một góc trong đó, nếu muốn tìm ra góc này ở trong thâm sơn rừng rậm thì quả thực còn khó hơn lên trời. Phong Tiên Tuyết lại nói. Hơn nữa, chẳng qua cũng là ta suy đoán đó có thể là kính hoàn cổ sơn mà thôi, căn bản cũng không thể xác định một góc địa mạo ghi chép trên thẻ tre chính là chỗ đó. Dù sao thiên hạ to lớn, cũng không phải chỉ có một góc kính hoàn cổ sơn này. Phong Phi Vân cũng không để ý nhiều như vậy. Trong lòng đã khẳng định đó nhất định chính là kính hoàn cổ sơn không thể nghi ngờ gì hơn, đoạt lấy thẻ che lại, nhét vào trong ngực, nói. Kính hoàn cổ sơn ở hướng nào của Tử Tiêu cổ thành? Hướng Tây Bắc, thị trấn Long Thạch. Phong Tiên Tuyết nói. Bây giờ ngươi sẽ đi tới kính hoàn cổ sơn. Làm sao có thể, bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt vẫn còn đang ở Tử Tiêu cổ thành, nếu như ta rời khỏi Tiềm Long biệt viện thì dám chắc sẽ bị nàng ấy để mắt tới. Đến lúc đó không chết trong tay nàng ta mới là chuyện lạ. Tối hôm qua lại bị hai con chó điên kia đuổi quá chừng, chân tay mệt mỏi mềm nhũn hết cả, bây giờ ta phải ngủ một giấc thật ngon trước đã, vợ à, vợ có muốn ngủ chung với ta không hả? Phong Phi Vân nhìn chăm chú xuống đôi chân thon dài thẳng tắp của Phong Tiên Tuyết, tuy là y phục bạch y kính sam nhưng căn bản không che đậy được vóc dáng tuyệt vời của nàng, dù cho không cần chạm vào cũng có thể xác định được đôi chân ngọc ấy tuyệt đối khá mềm mại. Hai mắt Phong Phi Vân lộ ra vẻ bỉ ổi, từ hai chân của nàng lại chuyển qua trước bộ ngực của nàng, đúng là đầy đặn tròn trịa mà, quả thực so với tiểu vu nữ La Ngọc Nhi kia thì còn trổ mã hơn. Điều này không khỏi làm hắn xúc động, trước mắt là tu tiên giới,
nam nhân đều phải luyện cốt thối thể, chẳng lẽ nữ nhân ngực to thân hình thon gọn đều đứng ở đây cũng không được phép hay sao? Phong Tiên Tuyết đối với ánh mắt sắc lang này của Phong Phi Vân thì đã sớm khó chịu, rất muốn nhào tới móc hai mắt của hắn ra, nhưng lại sợ sau khi mình nhào tới không móc được mắt của hắn mà còn bị hắn phản công ở trên giường. Thì ra cô ấy là Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Tiên Tuyết nói. Phong Phi Vân đã nằm ở trên giường, hình như thật sự muốn đi ngủ, sau khi lấy chăn bông đắp lên trên người, lại ngẩng đầu lên, trêu đùa nói. Vợ à, bây giờ cũng là ngày lành tháng tốt, nếu vợ không muốn rời đi thật vậy thì vui vẻ ở lại đây đi, ta nhất định làm cho vợ có một buổi sáng khó quên. Phong Tiên Tuyết lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người rời đi, nói. Hay là ngươi đi tìm vị Đông Phương cô nương kia đi, rồi làm cho nàng cùng với ngươi trải qua một buổi sáng khó quên há. Bành! Cửa bị đóng lại, tiếng bước chân của Phong Tiên Tuyết dần dần đi xa. Thật ra ta cũng muốn, nhưng cô ấy lại không muốn. Phong Phi Vân vừa cười vừa la thật lớn, thật giống như chỉ sợ Phong Tiên Tuyết không nghe được vậy. Phong Tiên Tuyết đúng là đã đi rất xa, ngay cả tiếng bước chân cũng đã biến mất. Trong viện rất nhanh lại khôi phục sự yên tĩnh, không bao lâu sau có một bóng người từ trong gian phòng kia lẻn ra, leo qua tường rồi dọc theo một con đường mòn hẻo lánh đi tới chỗ bức tường trong Tiềm Long biệt viện. Người này dĩ nhiên là Phong Phi Vân. Nếu đã biết được trên thẻ tre ghi khắc chính là địa mạo Kính Hoàn Cổ Sơn thì hắn đâu còn bình tĩnh được nữa, coi như mạo hiểm phiêu lưu để Đông Phương Kính Nguyệt truy sát thì hắn nhất định cũng muốn tìm được Thương Sinh Động Phủ. Chỉ cần có thể lấy được linh tuyền, tu vi liền thăng cấp. Như vậy thì coi như là thiên hạ to lớn cũng phải có đất dung thân. Nhà đầu ngốc Tiên Tuyết này quả nhiên là ngực lớn nhưng không có đầu óc, như vậy mà đã dễ dàng buông tha cho ta. Mỹ nữ vô não mà. Phong Phi Vân cảm thán đôi câu, sau đó liền tung người lên một cái đã nhảy vọt khỏi tường rào đá xanh của Tiềm Long biệt viện, rơi xuống trên cây phong trên đường lớn. Tiềm Long biệt viện nằm ở nơi ngoại thành xa xôi, xung quanh cũng không có chợ phồn hoa. Đường tuy là rộng lớn nhưng lại có rất ít người, nhưng thật ra lại có một chiếc cổ xe đồng thần lộc dừng ở giữa đường lớn. Sơn lộc thuần tuấn, trên bốn vó đều có móng ngựa bằng đồng, trên lưng che phủ bởi vảy màu xám bạc, trên cổ quấn xích sắt lớn như cánh tay, cổ xe kéo theo 8 cái bánh xe thật to. Lá phong đỏ như lửa bị gió thổi rơi rơi, tung bay lả tả trên đường lớn. Đang lúc cổ xe đồng thần lộc đứng bên cạnh cây phong, đang lúc thần lộc vẫn còn đang hắt hơi. Trong lỗ mũi phun ra luồng khói xanh. Phu xe, đi đến Long Thạch Trấn bao nhiêu tiền? Phong Phi Vân đi tới, tay nhẹ nhàng sờ trên lưng thần lộc, trong lòng thầm khen, một con ngựa thần thật tốt. Loại xe đồng thần lộc này ở trong Tử Tiêu cổ thành cũng không phải là hiếm thấy, chỉ cần đưa ra giá cả cao một chút thì người đánh xe có thể đưa ngươi đi tới bất kỳ chỗ nào ngươi muốn. Đây chính là muốn ra khỏi thành rồi. Thanh âm trong cổ xe đồng truyền tới. Ngươi sợ ta đây không trả nổi giá. Phong Phi Vân cười nói, nhưng mà nụ cười trên mặt rất nhanh đã biến mất, bởi vì thanh âm của phu xe kia quả thực quá quen thuộc. Ta là sợ ngươi rời khỏi thành làm chuyện xấu. Phong Tiên Tuyết từ trên cổ xe đồng chui ra, ngồi lên trên vị trí người điều khiển cổ xe, trong tay nắm xích sắt xuyên qua chóp mũi thần lộc, gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười đắc ý, cười đến mức thật xinh đẹp. Nàng dĩ nhiên là rất đẹp, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp. Tay đẹp, chân cũng đẹp, đặc biệt là cười tươi như vậy thì quả thực sẽ câu dẫn mất linh hồn bé nhỏ của người khác. Cũng không biết Phong Phi Vân là đang ảo tưởng cái gì, dưới tình cảnh này, nhìn thấy nàng đang cười ngây ngô mà suy nghĩ. Nụ cười này đúng là làm cho lòng hắn hơi giật mình, tựa như suốt đời không thể quên đi nụ cười này. Cũng giống như chuyện nam nữ vừa gặp đã yêu nhau vậy, tâm tình lay động cũng là chuyện bình thường thôi. Nhìn cái gì vậy, muốn đánh nhau phải không? Trên trán Phong Tiên Tuyết bốc lên hắc tuyến, cho rằng tên Phong Phi Vân này lại đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì đây. Khụ khụ, cái này, Tiên Tuyết muội muốn đi đâu vậy? Lần này hiếm thấy Phong Phi Vân không có hứng thú trêu ghẹo nàng, cũng không có gọi nàng là vợ. Cái đầu nhỏ của Phong Tiên Tuyết hơi nghiêng, ngón tay cầm lấy sợi tóc vuốt vuốt, chớp chớp mắt, cười nói. Ta biết ngươi muốn đi Kính Hoàn Cổ Sơn, vì vậy liền đi mướn trước chiếc cổ xe đồng thần lộc này để chờ ngươi. Ngươi xem, ta mới đợi được thời gian một chun trà mà người đã mò tới. Lần này đến lượt Phong Phi Vân trên trán bốc lên hắc tuyến, trong lòng xúc động, thì ra trong thiên hạ này vẫn còn có nữ nhân không phải là cây đèn cạn dầu.
Nếu như đem nữ nhân này xem như là kẻ đần độn vậy thì mình mới chính là kẻ đần nhất trái đất này. Cho dù tiểu cô nương Tiên Tuyết này nhìn như loại ngực lớn không có não nhưng trong đầu cũng sáng sủa lắm, một hai câu tuyệt nhiên không lừa được nàng. Phong Phi Vân nói, thật ra thì, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc phải đi Kính Hoàn Cổ Sơn. Mang theo một nữ nhân đến nơi thâm sơn tìm bảo vật cùng với việc đi vào kỹ viện tầm hoa vấn liễu khá giống nhau, nhưng khác biệt lớn nhất là ở chỗ một người không cần trả tiền, một người cần phải trả tiền. Phong Phi Vân dĩ nhiên là không muốn mang nàng theo, dù sao thì cô nam quả nữ đi vào sâu trong rừng rậm cũng khó tránh khỏi phát sinh một số chuyện ngoài dự liệu. Phong Phi Vân lần này là đi tìm Thương Sinh Động Tiên chứ không phải đi tìm cái động tiên nào khác. Nhưng mà ngươi vừa mới nói muốn đi Trấn Long Thạch mà. Ánh mắt Phong Tiên Tuyết híp thành hình trăng lưỡi liềm, lông mi run lên một cái, đem toàn bộ sức mạnh của mình hoàn toàn thu liễm lại, lúc này tựa như một con mèo nhỏ đáng thương, chỉ hy vọng Phong Phi Vân có thể mang nàng cùng lên đường. Phong Phi Vân cảm thấy đau đầu, nói. Tiên Tuyết, cũng không phải là ta không muốn dẫn muội đi, thực sự là chuyến đi này quá nguy hiểm, nghe nói buổi tối ở Kính Hoàn Cổ Sơn tương đối không an toàn, có huyết thi bò từ dưới mộ lên đi dạo, có nữ quỷ hát vang dưới ánh trăng. Lại có bộ xương khô bạch cốt tập hợp thành lập sơn trại, chuyên môn đi bắt những cô gái có dáng dấp xinh đẹp mà luộc nước sôi ăn sống. Những nơi như thế này thì muội vẫn không nên đi là hơn. Phong Phi Vân biết Phong Tiên Tuyết từ bé đã sợ ma quỷ, vì vậy bèn đặc biệt nói những thứ này để hù dọa nàng. Không sao đâu, nhưng nếu ngươi không mang ta đi thì ta liền dán cáo thị khắp thành nói trong Kính Hoàn Cổ Sơn có báu vật xuất thế. Đến lúc đó toàn bộ cường giả của Tử Tiêu Cổ Thành đều hướng về Kính Hoàn Cổ Sơn, dù cho ngươi không mang ta đi thì ta cũng có thể cùng mọi người đi đến đó. Phong Tiên Tuyết vẫn giả bộ vui vẻ, cười thoải mái, đôi chân thon dài mảnh khảnh treo trên cổ xe đồng, nhẹ nhàng vẫy tay với cô tiểu muội muội Tử La nhà bên cạnh. Nàng càng giả bộ là cả người lẫn vật đều vô hại thì Phong Phi Vân càng đau đầu. Vậy được rồi, muội có thể đi. Nhưng đến lúc đó nếu bị dọa đến khóc nhè thì cũng đừng oán trách ta. Phong Phi Vân dẫm lên càng xe rồi nhảy vào trong cổ xe đồng thần lộc, nếu đã không thể bỏ nàng ở lại vậy thì cũng chỉ có thể mang nàng theo. Tu vi của nàng cũng không tệ, Phong Phi Vân không sợ đến lúc đó nàng sẽ gây cản trở, chẳng qua chỉ là tò mò tại sao nàng cứ nhất định muốn đi theo. Ha ha, vậy chúng ta ngay bây giờ đi đến Kính Hoàn Cổ Sơn nha. Trên mặt Phong Tiên Tuyết mang theo nụ cười quỷ dị. Chúng ta phải đi thật nhanh, dù sao ta vẫn cảm thấy chuyến đi này sẽ không yên ổn. Trong lòng Phong Phi Vân mang theo mấy phần lo lắng, phải biết rằng Đỗ Thủ Cao và tên yêu nam kia đều thấy qua thẻ tre, với ý chí của bọn họ thì dám chắc đã phân tích ra trên thẻ tre ghi chép chính là địa mạo của Kính Hoàn Sơn, tuy là bọn họ không cách nào ghi lại địa đồ văn lộ trên thẻ tre nhưng rất có thể đã chờ ở Trấn Long Thạch. Bởi vì Trấn Long Thạch chính là con đường nhất định phải đi qua mới đến được Kính Hoàn Cổ Sơn. Một con thần lộc kéo cổ xe đồng tám bánh cứ như một bộ kỵ binh dũng mãnh chạy nhanh ra khỏi Tử Tiêu Phủ Thành, lao nhanh về hướng Tây Bắc làm cho những lá rụng bên vệ đường cả kinh mà bay cuốn lên. Tiềm Long Đại Chiến và Binh Thư Thiết Quyển Hội đang đến gần, mấy vị tài tuấn nghịch thiên đời thứ năm phong gia kia dám chắc cũng sắp xuất thế, một khi những người này xuất hiện nhất định danh chấn thiên hạ. Nếu ta muốn ở nơi này tỏa sáng một chút tài tuần nghịch thiên, mở ra một con đường mới, như vậy thì bây giờ nhất định phải nắm bắt thời gian để nâng cao tu vi. Lần đi Kính Hoàn Cổ Sơn này cũng có vẻ vô cùng cấp bách. Long Thạch Trấn nằm ở cánh đồng hoang rộng lớn ở hướng Tây Bắc, gần với Kính Hoàn Cổ Sơn, đây chính là một trấn nhỏ duy nhất trong phạm vi mấy trăm dặm. Bởi vì trong Kính Hoàn Cổ Sơn có nhiều linh thạch, mạch khoáng nên sẽ lấy Long Thạch Trấn làm trạm trung chuyển. Vì vậy cái trấn nhỏ này mới khá nổi tiếng ở Tử Tiêu Cổ Thành. Rất nhiều người tu luyện đều biết đến sự tồn tại của cái trấn nhỏ này. Lúc Phong Phi Vân chạy tới Long Thạch Trấn thì màn đêm đã buông xuống, bánh xe quay tròn theo con đường nhỏ vào trong trấn làm cho sự tĩnh mịch của trấn nhỏ bị phá vỡ. Khách ra đây là muốn đi Kính Hoàn Cổ Sơn. Bây giờ trời đã tối, trong núi rất không an toàn, nếu không đi ngay thì hay vào trạm dịch Bạch Mã của chúng tôi nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai rồi theo đoàn xe cùng lên đường, như vậy ngược lại an toàn không ít. Cổ xe đồng thần lộc mới vừa dừng hắn, một thằng nhỏ đội mũ trỏm đã vội vàng ra đón, cười cợt nhả nói. Nhóm tuấn nam mỹ nữ giống như Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết thì thằng nhóc này gặp qua cũng không ít. Có vẻ họ đều là những con em của gia tộc đến đây đi tuần tra khu mỏ, hoặc là đến Kính Hoàn Sơn rèn luyện,
hay hoặc giả là một số đệ tử tiên môn đến trong thâm sơn siêu tầm dược vật và linh bảo. Gặp phải khách nhân như vậy, đối phương đều khá hào phóng, bởi vì bọn họ cũng không thiếu tiền. Phong Phi Vân liếc nhìn lại, liền đem toàn bộ trấn nhỏ nhìn thấu đến từng ngõ nhách, thậm chí có thể thấy được sơn lĩnh đen nghìn nghịt ở phương xa, có từng luồng gió âm hàn, mùi thơm thoang thoảng của tùng bách từ trong núi thổi tới làm cho người ta cảm thấy khoan khoái. Tiểu ca, tại sao buổi tối ở Long Thạch Trấn lại lạnh tanh như vậy, ngay cả một ngọn đèn cũng không có? Phong Phi Vân ngửi được một luồng khí tức không bình thường. Lúc này mới vừa vào đêm, dù cho trấn nhỏ không thích tiếng động ồn ào, cũng không thể ngay cả một ngọn đèn dầu cũng không có. Thằng nhóc kia hình như đã quá quen biết với loại chuyện quái dị này, đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói. Nghe nói gần đây gia tộc Ngân Câu đào được vật chẳng lành gì đó trong hầm mỏ. Trong kính hoàn cổ sơn có rất nhiều hầm linh thạch, các đại gia tộc và tiên môn đều khai thác hầm mỏ ở trong núi, cùng nhau ở trong đó phân chia tài nguyên. Kính hoàn cổ sơn cũng giống như tiên sơn linh phủ vậy, dù sao cũng chính là chỗ chôn xương của những người tu tiên tuyệt hảo, mộ tổ tiên của mấy đại gia tộc trong Tử Tiêu cổ thành đều ở trong kính hoàn cổ sơn này. Những hài cốt tu tiên giả, bởi vì nguyên nhân tu luyện, từ lâu đã khác hẳn với người thường, xảy ra dị biến tương đối lớn. Loại biến hóa này được gọi là nhân biến. Nếu như sau khi chết chôn ở một chỗ đặc thù, những chỗ này sẽ sinh ra địa biến. Lúc nhân biến cùng địa biến phát sinh cộng hưởng, vậy thì tử thi chôn trong lòng đất cũng sẽ phát sinh thay đổi, loại thay đổi này khá phức tạp, kết quả cuối cùng sinh ra cũng không giống nhau. Như chết mà sống lại, cái này được gọi là sinh biến. Như sẽ hóa thành huyết thi hung tàn, cái này được gọi là thi biến. Như sẽ ngưng tụ linh khí xung quanh, biến đổi sinh thái khu vực, hình thành tuyệt địa hung sát, cái này được gọi là hung biến. Dù sao thì biến hóa cũng có rất nhiều loại, mỗi một loại đều kinh hãi thế tục, giống như bảo địa kính hoàn cổ sơn vậy, đã phát sinh địa biến. Sau khi những lão tổ của gia tộc tu tiên chết già thì sẽ được chọn chôn cất ở những nơi thế này, hy vọng có thể mượn địa thế của nơi này để cho người chết được sống lại. Nhưng mà đã mấy ngàn năm trôi qua, người chết sống lại ít lại càng ít. Ngược lại thì ác thi hung quái xuất hiện nhiều không kể xiết. Trong vòng 800 dặm xung quanh kính hoàn cổ sơn từ trước tới nay chưa hề được yên ổn, coi như là ban ngày, ở trong rừng gặp một vị lão thi đang chơi cờ, như vậy cũng hoàn toàn có khả năng. Điều chẳng lành gì vậy? Lòng hiếu kỳ của Phong Phi Vân lại dâng lên. Thằng nhóc kia hình như có chút kiêng kỵ nên cũng không muốn nhiều lời, nhưng mà sau khi Phong Phi Vân ném một đồng tiền vàng cho hắn, hắn lại không có một chút cứ kiêng nào. Mấy ngày gần đây, nghe nói trong hầm mỏ gia tộc Ngân Câu đào được một khuôn huyết nê, cũng trong ngày hôm đó có mấy người chẳng biết tại sao lại bỏ mạng. Không còn có người nào dám động thủ tiếp tục đào mỏ, cho đến vài ngày sau có một đại nhân vật của gia tộc Ngân Câu từ trong Tử Tiêu phủ thành chạy tới thì hầm mỏ mới tiếp tục được đào, còn về sau này đào được cái gì thì không biết được. Thằng nhóc kia hết sức cẩn thận, có nhiều chuyện không dám nói ra, sợ phải chọc tới thứ chẳng lành gì đó. Hoa Lạp. Phong Phi Vân lại móc ra một nắm đồng tiền vàng bỏ vào trong tay của hắn. Thằng nhóc kia mừng rỡ, nghĩ thầm bây giờ đã gặp được một kim chủ, tiếp tục nói. Ta có một vị anh bà con ở phương xa, làm việc thống kê ở trong hầm mỏ, nghe hắn nói ngày hôm qua ở trong hầm mỏ đào ra được một tòa cổ di chỉ, hình như chính là một tòa miếu thờ được chôn cất trong lòng đất mấy ngàn năm trước. Trong miếu thờ có chôn cất rất nhiều thi thể cổ tăng, những thi thể này xảy ra hung biến, hàng đêm niệm kinh hồi lâu không dứt. Đến lúc trời tối, trăng hiện ra thì những cổ tăng chết đi này vậy mà lại trở nên điên cuồng dị thường, có gào thét, có tiếng giống to hung ác, có ngửa mặt lên trời thét dài, có người đoán bọn họ đều là những tăng nhân chết oan, oán khí trong lòng qua mấy ngàn năm cũng không thay đổi. Nghe loại chuyện quỷ dị như vậy, Phong Thiên Tuyết đã sớm bị dọa sợ đến sắc mặt tái xanh, vóc người lanh lợi đáng yêu không tự chủ được mà nhẹ nhàng xích lại gần Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không sợ nhất chính là người chết, nói. Cho dù là như thế thì những cổ tăng kia cũng còn bị kẹt ở trong hầm mỏ, người của Trấn Long Thạch cũng không có lý do gì sợ hãi mới phải. Thằng nhóc kia hình như cũng sinh ra mấy phần sợ hãi, nói. Trước đây thì đại nhân vật của gia tộc Ngân Câu cũng đã liên thủ phong bế hầm mỏ lại, nhưng nghe dường họ của ta nói là trước khi phong ấn hầm mỏ lại thì đã có 3 vị cổ thi tăng nhân từ bên trong chạy ra ngoài, bây giờ cũng không ai biết bọn họ ở nơi nào, dự là đã chạy tới Long Thạch Trấn cũng không chừng. Ngao! Một tiếng sói tru ở sơn lĩnh đằng xa vọng tới, vang dội cả bầu trời đêm,
mang theo mấy phần sát khí trang nghiêm. Tuy là tu vi Phong Thiên Tuyết không tầm thường nhưng đích thực là rất nhát gan, lúc này đã không nhịn được mà kéo cổ tay của Phong Phi Vân lại, đem cả cái đầu thiếu chút nữa đã chôn vùi trên bả vai của hắn. Phong Phi Vân sờ sờ cằm, nói. Không phải là anh họ bà con xa của ngươi hay sao? Thằng nhóc kia hơi sửng sốt, tiếp theo đó lúng túng cười một tiếng. Thật ra thì dường họ với anh bà con xa của ta đều làm việc ở trong hầm mỏ. Phong Phi Vân cũng không quản những lời này là thật hay không, hay là thủ đoạn mời chào khách của thằng nhóc này, nhưng mà lúc này quả thực trời đã không còn sớm nữa, và lại hắn cũng chưa quen thuộc kính hoàn cổ sơn, bây giờ đi vào núi thì coi như hắn dám đi, Phong Thiên Tuyết cũng tuyệt đối không dám đi. Vậy thì tạm thời bây giờ cứ ở lại Trấn Long Thạch thêm một đêm, chỉ hy vọng Đỗ Thủ Cao và tên yêu nam kia không nhanh như vậy mà đã đuổi theo kịp. Trạm dịch Bạch Mã chính là một trong ba nhà trạm dịch ở trên Trấn Long Thạch, tuy là không nguy nga tráng lệ nhưng cũng coi là yên tĩnh rộng rãi. Sau khi thằng nhóc này dẫn hai người Phong Phi Vân vào trong trạm dịch thì liền vội vàng đóng cửa chính lại, đồng thời lấy chốt cài bằng sắt khóa trên cánh cửa, hình như thực sự sợ hãi những cổ thi tăng nhân kia đêm hôm sẽ âm thầm đi vào. Bên ngoài trạm dịch tuy là một màu đen nhánh nhưng bên trong lại thắp sáng bằng một ngọn đèn thanh đồng, chỉ là bởi vì cửa sổ được tấm ván gỗ đóng lại, khe cửa bị vụn gỗ lấp kín cho nên ở bên nó ngoài không nhìn thấy ánh sáng được. Thấy thế này, làm cho Phong Phi Vân vốn có nghi ngờ ở trong lòng lại tin được mấy phần. Tuy là trời đã tối, nhưng trong trạm dịch cũng không thiếu khách nhân, những người này mang theo bên người rất nhiều linh khí, phần lớn tu vi đều dừng lại ở linh dẫn sơ kỳ. Dù như vậy thì những võ giả bình thường cũng không thể sánh bằng. Tuy là kính hoàn cổ sơn rất nhiều chỗ quỷ dị, hơn nửa lại nguy hiểm đáng sợ vô cùng nhưng mà bên trong lại giấu không ít dược liệu hiếm có, vận khí tốt thậm chí có thể nhặt được luyện khí khoáng thạch. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hàng năm đều đặc biệt có tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy tới kính hoàn cổ sơn, phần lớn những người này đều qua đêm ở trạm dịch Bạch Mã của chúng tôi. Cho nên khách quan người có thể yên tâm. Nơi này của chúng tôi tuyệt đối không phải hắc điếm, tính mệnh và tài sản đều được bảo đảm. Thằng nhóc kia cúi đầu khom lưng nói với Phong Phi Vân. Đó cũng không chắc chắn, ta làm sao cứ có cảm giác có ánh mắt bất thiện phóng tới đây thế? Phong Phi Vân hỏi. Lúc Phong Phi Vân và Phong Thiên Tuyết đi vào trạm dịch Bạch Mã cũng đã thu hút ánh mắt của mọi người trong trạm dịch. Tuy là loại tổ hợp tuấn nam nĩ nữ như vậy thấy cũng không ít nhưng thiếu nữ đẹp như Phong Thiên Tuyết lại rất hiếm thấy. Điều này làm cho tinh thần của những khổ tu giả quanh năm sống với việc liếm máu trên lưỡi đao đều bị kích động. Tại trấn nhỏ ngoài núi này, chính là nơi núi cao cách xa hoàng đế, dù cho làm ra những chuyện trái với thông lệ thì cũng không có ai quản được. Mấy người đàn ông vạm vỡ râu ria lồm xồm kia căn bản không che giấu được thú tính trong ánh mắt, liếm liếm môi, đã bắt đầu nóng lòng muốn thử. Như vậy cũng giống như một con sói chưa từng trải qua mùa đông vậy, đột nhiên nhìn thấy một con dê con thơm phức. Loại dụ dỗ này căn bản không phải lý trí có thể khống chế được. Tiểu nha đầu Phong Thiên Tuyết này bây giờ càng giả bộ là người nhát gan, đáng thương, cố ý thè lưỡi thật đáng yêu, nhút nhát đi sau lưng Phong Phi Vân, thật giống như rất sợ tiếp xúc với những người hung ác này vậy. Đừng nói là những tu sĩ trong trạm dịch này, ngay cả Phong Phi Vân cũng bị nàng làm cho toàn thân phát hỏa, nếu không phải biết rõ bản tính của nàng thì đoán chừng cũng đem nàng trở thành nàng Lori ngây thơ rồi. Mang nàng tới một nơi không người để cho nàng xem đại kim ngư một chút. Có câu nói là thâm sơn nhiều cô đơn lạnh lẽo, liệu cô nương có thể nguyện uống cùng anh em ta một chén không? Ha ha! Một tên đại hán râu ria bặm trợn, tay cầm một tô rượu thật to bưng lên, trực tiếp đi lại gần Phong Thiên Tuyết, đôi mắt to như cái chuông đồng kia hừng hực nhìn nàng chằm chằm, thật giống như mãi mãi cũng nhìn không đủ. Phong Thiên Tuyết lại ở phía sau lưng Phong Phi Vân quay mặt đi tránh né. Có vẻ có chút sợ hãi. Càng như thế thì mấy tên đại hán kia càng cười hả hê, lại có hai người đi tới vây quanh nàng, lại bưng chén rượu lên rót cho nàng. Phong Phi Vân tuy là biết rõ đây là mưu tính của Phong Thiên Tuyết nhưng bây giờ trước mặt tất cả mọi người ở đây thì ai cũng cho rằng Phong Thiên Tuyết là nữ nhân của hắn, nếu nữ nhân của mình ở trước mắt bao nhiêu người bị người khác trêu ghẹo mà hắn vẫn thờ ơ thì e rằng tất cả mọi người sẽ xem thường hắn. Khụ khụ, các vị. Nàng chính là vợ ta, có biết rót rượu cho vợ ta thì kết cuộc sẽ như thế nào không? Phong Phi Vân nói. Ba gã đàn ông vạm vỡ râu ria kia hình như lúc này mới chú ý tới hắn, đều không có hảo ý mà nhìn qua hắn, mang trên mặt nụ cười gian ác. Ba người đều là cảnh giới linh dẫn sơ kỳ,
trên cánh tay tráng kiện đều mang theo áo giáp huyền thuyết bảo hộ nặng nề, có vẻ ô quang xâm xâm, hàng năm bọn họ đều vận chuyển linh khoáng thạch, hành tẩu trong núi non sông ngòi hiểm trở không ít, những loài thú dữ, ác điểu đều có thể bị bọn họ tay không đánh chết, dĩ nhiên là lại không biết dáng vẻ như thế sẽ đe dọa đến những thiếu niên xinh đẹp. Kha kha, kết cuộc thế nào? Một đại hán liền đưa tay tóm lấy cổ Phong Phi Vân. Thình thịch, không có ai thấy rõ chuyện gì xảy ra, vị đại hán kia liền trực tiếp đụng nát một góc bức tường, bay ra khỏi trạm dịch, bị màn đêm nuốt mất. Phong Phi Vân vẫn đứng nghiêm nghị ở chỗ cũ, giống như từ đầu tới cuối cũng chưa từng nhúc nhích cái nào, ngẩng đầu ưỡn ngực lộ ra khí độ bất phàm. Hai vị đại hán kia và những vị khách tu tiên còn lại lúc này đều ngây ngốc, tuy là hoàn toàn không biết rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ lại biết lần này là đụng vào cao thủ. Thiếu niên này không dễ chọc nha. Trong trạm dịch yên lặng ngay, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Phong Phi Vân, rất nhiều người cũng đang âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Tu vi bất phàm như vậy thì nhất định có bối cảnh rất lớn, rất có thể chính là tài tuấn trẻ tuổi của một đại gia tộc nào đó. Vù vù. Bức tường của trạm dịch mới vừa rồi bị vị đại hán kia đụng phải làm thành một cái lỗ thủng to đùng, có gió lạnh vù vù thổi vào làm cho mọi người càng cảm thấy lạnh lẽo. À! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bên ngoài truyền tới, trong thanh âm xen lẫn sự hoảng sợ làm cho người nghe được tiếng hét thảm thiết này đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nhưng mà tiếng kêu thảm thiết này vừa mới vang lên lại liền im bặt, giống như bị vậy gì cắn đứt cổ vậy, cũng không phát ra được thanh âm nào nữa. Đây là tiếng của Lạc Tam. Hai vị đại hán kia vốn vẫn còn vây ở hai bên trái phải của Phong Phi Vân, nghe ra được tiếng gào thảm thiết kia chính là tiếng của vị đại hán vừa bị Phong Phi Vân ném ra khỏi trạm dịch. Rốt cuộc hắn đã gặp chuyện đáng sợ gì? Bây giờ màn đêm cũng đã hoàn toàn buông xuống, Long Thạch Trấn gần đây cũng không yên ổn. Hai vị đại hán này tuy là dáng dấp cao lớn thô kệch nhưng cũng là loại người rất cẩn thận, lấy hai thanh đại đao nhạn linh nặng trăm cân treo ở trên tường xách lên, từ cái lỗ hỏng nát vụn trên tường xông ra ngoài. Đăng đăng, có tiếng của kim loại va chạm nhau vang lên, tiếp theo lại là hai tiếng kêu thảm thiết, lại không một tiếng động vang lên. Trong trạm dịch cũng có cao thủ tu tiên muốn dựa vào linh thông thiên lý mục nhìn rõ mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài, nhưng nhìn đến mấy cũng chỉ là một màn đen kịt không giới hạn. Tựa như muốn thôn phệ linh hồn của con người. Ba dã đại hán linh dẫn sơ kỳ liền không ngừng biến mất ở trong màn đêm, mang theo bầu không khí âm trầm quỷ dị, đè nén làm cho người ta không thể thở được. Lúc này mọi người trong trạm dịch Bạch Mã đều sinh ra hoảng sợ trong lòng, có người nói nhỏ. Nghe nói dạo này trong kính hoàn cổ sơn đào ra điều chẳng lành, có đồ không sạch sẽ chạy ra ngoài. Chớ nói lung tung, có người khiển trách, hiển nhiên là đang cấm kỵ thứ này. Lần này Phong Tiên Tuyết sợ thật, nói rụt rè. Theo ngươi, thật sự có cổ thi tăng nhân ăn thịt người không? Trong hai mắt Phong Phi Vân giấy lên hai luồng hỏa diễm, lấy linh khí truyền vào trong đồng tử, thi triển thần thông Phượng Hoàng Thiên Nhãn, vách tường của trạm dịch cũng đều bị nhìn thấu, hướng về màn đêm vô biên kia. Một luồng thi khí từ nơi rất xa thổi tới, mang theo mùi thối của thi thể bị ăn mòn rất nồng nặc làm cho quang hoa của Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng bị chấn vỡ. Phượng Hoàng Thiên Nhãn chẳng qua chỉ nhìn lướt qua một cái liền bị thi khí làm cho chấn vỡ. Mặc dù chỉ là thoáng qua một cái nhưng lại nhìn thấy một cảnh khiến cho người ta kinh hồn khiếp vía, chỉ thấy hai mắt của ba vị đại hán kia đều bị người ta móc sạch, huyết khí cả người đều bị uống cạn, giống như ba cái xác không hồn khô quắt đang đi dạo ở ngoài trạm dịch vậy. Hình như có sinh vật đang điều khiển cơ thể của bọn họ. Trời ơi, chẳng lẽ là thuật cản thi của Tây Vực Phủ? Trong lòng Phong Phi Vân mới vừa sinh ra ý nghĩ như vậy liền lại nhanh chóng bác bỏ, dù sao nếu thật là dị nhân cản thi ra tay đánh chết bọn họ thì cũng sẽ không móc mắt bọn họ, cũng sẽ không uống máu của bọn họ. Vậy rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Thình thịch! Không để cho hắn suy nghĩ nhiều nữa, một vị đại hán đã từ chỗ bức tường vỡ nát xông vào trong, cả người hắn đều là vết máu, hốc mắt đều bị móc sạch, máu tươi trong cơ thể không biết đã bị sinh vật nào uống cạn. Chỉ còn lại da thịt khô héo biến thành màu đen. Hắn đã chết mà không thể nào chết thêm lần nữa, nhưng mà hắn lại cứ như một âm binh quỷ tướng, đi thẳng về hướng một người đàn ông trung niên trong trạm dịch. Người đàn ông trung niên này tu vi đã đạt đến linh dẫn trung kỳ, phản ứng không thể nói là không nhanh nhẹn, nhanh như tia chớp đã rút ra một thanh chiến kiếm ở trên lưng, hai tay ra sức chém thật mạnh. Sức mạnh của một kiếm này to lớn vô cùng, mũi kiếm phá không, mang theo tiếng gió rít sắc bén.
Đăng. Nhưng mà một kiếm này chém trúng đỉnh đầu của thi thể đại hán kia cứ như chém vào trên một tầng thiết bì, cứ vậy mà sinh ra tiếng va chạm sắt đá, còn giật tán ra một mảng tia lửa lớn. Điều này có thể đủ làm cho cự thạch vạn cân cũng bị một kiếm này nghiền nát, vậy mà không hề xẻ nát ra thịt đại hán kia. Người đàn ông trung niên cực kỳ hoảng sợ, cái này thật sự là quỷ dị, đại hán này lúc còn sống cũng chỉ là cảnh giới linh dẫn sơ kỳ, vậy mà sau khi chết lại cứng đầu cứng cổ, kim cương bất hoại, chẳng lẽ trong thời gian ngắn vừa rồi mà thi thể xác hắn đã bị người khác tế luyện qua? Thực lực xác khô của vị đại hán kia cũng không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần, giơ tay lên đã đánh cho chiến kiếm trong tay tên đàn ông trung niên kia bị bay ra ngoài, kiếm vừa rơi xuống chân thì lại liền chặn ngang hông tên đàn ông trung niên này. Răng rác, thanh âm xương sống vỡ vụn vang lên. Nửa người trên và nửa người dưới bị cắt thành hai khúc. Mùi máu tanh bốc lên, máu tươi văng đầy đất, mùi máu tươi xông làm cho người khác muốn ngất đi. Thần kỳ quá, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Chẳng lẽ là gặp phải người của Cản Thi động phủ sao? Có tu sĩ bị cảnh trước mắt làm cho kinh sợ hét lên. Mọi người cùng liên thủ chế ngự con quái vật này đi, nếu không thì chúng ta đều phải chết. Một lão giả hơi lớn tuổi muốn mọi người cùng liên thủ lại với nhau để giết chết cái xác khô đại hán kia, nhưng hắn mới nói nửa phân nửa thì một xác khô đại hán thứ hai đã xông vào, hai tay cứ như sắt thép mà nhấc lão lên xé ta làm hai mảnh. Phốc! Xác khô vị đại hán kia há mồm gặm lấy thi thể mà ăn thịt, uống máu, nhìn cứ như đang thưởng thứ một món ăn ngon. Phong Tiên Tuyết thấy cảnh như vậy thiếu chút nữa đã nôn mửa, cô chui vào trong góc nhà, cả người run lẩy bẩy, gương mặt khuynh thành tái nhợt như người chết trong quan tài. Coi chừng! Lỗ tai Phong Phi Vân hơi động một cái thì liền vội vàng xông lên phía trước, hai tay ôm lấy chiếc eo thon của nàng, nhấc nàng lên khỏi mặt đất. Ngay sau khi hai người lăn đến phía bên cạnh thì bức tường vừa rồi đã bị một cái xác khô của vị đại hán khác đụng vỡ nát, đem bàn đá trên mặt đất cũng bị đạp vỡ vụn ra. Nếu không phải Phong Phi Vân ôm nàng ngã nhào xuống đất thì lúc này sợ rằng nàng đã bị xác khô đại hán kia một tát đánh nát người rồi. Ta dập sợ lắm. Phong Tiên Tuyết ôm chặt lấy cổ Phong Phi Vân, đầu thì vùi chặt trong lồng ngực của hắn, giọng nói có chút run rẩy. Nàng đã bị dọa đến muốn khóc lên. Tuy là nàng có tu vi không tầm thường nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương 14 tuổi, căn bản không thể so sánh với loại hai đời làm người của Phong Phi Vân. Ý chí tương đối hơi yếu kém, gặp phải chuyện quỷ dị như vậy dĩ nhiên bị dọa đến rối loạn tâm trí. Loại sợ sệt này là phát ra từ nội tâm, giả bộ cũng không giả bộ được. Không chỉ có Phong Thiên Tuyết, lúc ba cái xác khô kia xông vào trạm dịch thì mọi người mới vừa rồi còn cười nói vui vẻ giờ đây gần như cũng bị dọa đến toàn thân run rẩy, còn có thể duy trì trấn tĩnh cũng chỉ còn lại 3-5 người mà thôi. Phong Phi Vân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đen nhánh, đem cô đặt vào trong lòng, nói. Đừng sợ, có ta. Ba vị đại hán biến thành ba cổ tử thi quái dị, lực đại vô cùng, đau thương bất nhập, không người nào biết sốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì, quả thực là so với thi biến còn đáng sợ hơn nhiều. Bành! Một cái xác khô trong đó đã bắt lấy một vị nữ tu sĩ trẻ tuổi, há miệng ra cắt đứt cổ của nàng, máu nóng có mùi thật nồng chảy ra. Hắn nuốt hết thảy vào trong họng làm phát ra tiếng lạc lạc. Bành! Khi máu tươi trong người nàng bị uống cạn, hắn liền tàn nhẫn ném xuống đất. Cái xác khô này lại đi tìm một mục tiêu khác để hạ thủ. Khách tu tiên trong trạm dịch Bạch Mã không ít, khoảng chừng 4 đến 50 người, nhưng mà lúc này những người này đều bị dọa sợ hãi phải thụt lùi về phía sau, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Chúng ta sẽ không cùng chết ở chỗ này đó chứ. Một thiếu niên tuổi còn hơi trẻ bị dọa đến mất hết hồn vía. Ta đã sớm nói Kính Hoàn Sơn là nơi chẳng lành, các người càng muốn đến, lần này phiền phức lớn rồi. Một vị tiên môn sư huynh trong miệng không ngừng oán giận, mà những sư đệ, sư muội sau lưng hắn lúc này cũng đều hối hận không thôi. Sư huynh, không phải huynh tu luyện linh thông băng phong thiên lý sao, tại sao không nhất triển thần uy làm cho ba con quái vật này bị đông chết đi? Một vị tiểu sư muội thuần mỹ ngây thơ nói, ánh mắt mang theo sự sùng bái mà nhìn chằm chằm vị sư huynh này, hy vọng vị sư huynh này có thể dẫn bọn họ rời khỏi tình thế không lối thoát này. Vị sư huynh kia vốn đã hoàn toàn không có chiến ý, nhưng thấy dung nhan tiểu sư muội tuyệt sắc thì lại không muốn mất mặt ở trước mặt nàng. Vì vậy đành cường hành áp chế sợ hãi trong lòng,
trên lòng bàn tay tế xuất ra một trưởng linh phù, nhanh chóng kết xuất ra 49 đạo chỉ ấn. Linh phù hóa thành một phiến hàn quang làm cho một cái xác khô bị bao bọc lại. Lúc hàn quang thu lại, cái xác khô kia đã bị đông cứng lại trong hàn băng màu lam nhạt, chẳng mảy may cử động được nữa. Sư huynh thành công rồi, không hổ là thanh thiên tài tuấn của đại diễn môn chúng ta. Đôi mỹ ngâu của vị tiểu sư muội kia long lanh, liên tục nhảy nhót kêu lên, thật giống như sư huynh nàng chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ vậy. Vị sư huynh kia cười đắc ý, vừa muốn nói ra mấy câu oai phong lẫm liệt để củng cố oai phong trước mặt sư đệ, sư muội thì đúng lúc này. Phốc, băng bao vây cái xác khô kia bị vỡ ra, một tiếng hét to điên cuồng vang lên, một chưởng làm cho đầu của vị sư huynh này bay vào trong bụng, ngay cả xương vai cũng đều bị vỡ nát. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng thét chói tai đầy tuyệt vọng liên tục vang lên, vị tiểu sư muội thuần mỹ kia bị dọa thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, ngay cả sư huynh cũng đều bị giết, trong thiên hạ sợ là không có người nào có thể chế ngực được ba con quái vật kia. Có một loại cảm giác rằng ngày tận thế đã đến cứ đổ nhào vào trong lòng mỗi người. Bây giờ ta sẽ để cho các ngươi biết dám đùa giỡn với vợ của ta thì ta sẽ làm hắn chết không toàn thây. Cho dù các ngươi đều biến thành xác khô, ta cũng muốn tháo gỡ xương khớp của các người ra. Phong Phi Vân đem Phong Tiên Tuyết bố trí ổn thỏa ở trên một chiếc ghế dài, sau đó lại không sợ hãi mà bước thẳng tới phía trước, bàn tay dồn sức ấn trên vai của một cái xác khô âm thầm dùng linh khí thôi động ngón tay cái trên miểu quỷ ban chỉ, mượn thần uy linh khí một trường đánh ra làm cho nửa người cái xác khô kia bị biến thành từng mảnh vụn, xương chất đầy đất. Bành! Cánh tay cứng rắn như sắt. Bắp tay cứ như là đồng trụ vậy mà nhất thời sụp đổ tan tành, biến thành phấn vụn. Phong Phi Vân không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại là một cảnh hết sức kinh hoàng. Cái xác khô kia cứ như kim cương bất hoại vậy mà lại bị hắn dùng một chưởng vỗ bể nát nửa người. Mọi người nhìn Phong Phi Vân cứ như là nhìn yêu nghiệt. Ngay cả Phong Tiên Tuyết lúc này cũng đưa mắt quay qua nhìn hắn, sâu trong đồng tử mang theo vẻ ngạc nhiên khác thường. Hắn vậy mà mạnh như thế, chẳng lẽ hắn cũng che giấu tu vi? Cô hiển nhiên không biết Phong Phi Vân hắn có linh khí, cho rằng Phong Phi Vân chính là dựa vào thuần lực mà đánh cho cái xác khô kia biến thành phấn vụn. Đông đông! Bước chân Phong Phi Vân ổn trầm, tuy là nắm trong tay một món linh khí là đã đủ để đối phó với mấy cường giả có cảnh giới cao hơn mình, nhưng mà bây giờ đối với ba cái xác khô kia lại vô cùng quỷ dị cho nên hắn phải hành động thật cẩn thận. Trên lòng bàn tay Phong Phi Vân giật tán ra một mảng lớn hỏa quang, trong hỏa quang cất giấu sát huy linh khí, lại là đâm thủng ngực một cái xác khô khác, làm cho cả bộ xương cốt đều bị chấn vỡ. Chiến uy trên người Phong Phi Vân càng ngày càng thịnh, tiên căn trong đan điền lóe lên quang hoa sáng chói, cứ như một ngôi sao nở rộ. Giờ phút này hắn không hề do dự nữa, sải bước tiến lên thật nhanh làm cho người khác cảm thấy uy năng diệt thiên. Toái! Nhấc chân lên rồi lại rơi xuống và rồi dẫm ngay trên đỉnh đầu của cái xác khô còn lại, một luồng lực cực lớn từ lòng bàn chân truyền ra làm cho thân thể vị đại hán kia bị đập vụn, hóa thành cho cốt bay lên đầy trời. Chỉ suốt ba chiêu, một chiêu là hủy một cái xác khô, sạch sẽ gọn gàng, hiện ra phong cách của một cường giả. Tuy là không bằng loại người kinh thải tuyệt diễm như Đỗ Thủ Cao nhưng cũng coi là thiên tài kia xuất phượng mau lân giác. Nếu như vừa rồi những khách tu tiên kia là bị xác khô của ba vị đại hán kia dọa cho không thể cử động thì lúc này chính là bị tu vi của Phong Phi Vân làm cho cả kinh mà cũng không thể nhúc nhích. Quá mạnh mẽ! Tu vi của hắn quả thực là còn lợi hại hơn cả sư phụ, hơn nữa hắn vẫn còn nhỏ tuổi như vậy. Vị tiểu sư muội thuần mỹ kia si ngốc nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, đôi tay nhỏ bé nắm chặt trước ngực, đôi mắt to tròn kích động chớp chớp. Phong Phi Vân ngạo nghễ đứng ở giữa sân. Bộ dáng cứ như cao thủ chứng trạc tuyệt thế vậy, ánh mắt thản nhiên phiêu giật, mang trên người khí chất tiên nhân, đứng vững vàng ở đó làm cho những thiếu nữ tiên môn khác bị mê hoặc đến mức trái tim đập loạn xạ. Phong Tiên Tuyết biết rõ người này đang giả bộ, rất muốn đi đến đá vào chân hắn hai cái nhưng mà khi thấy bạch cốt nằm đầy trên đất thì trong lòng nàng lại cảm thấy lạnh cả người, không nhịn được lại co rúm thân thể mềm mại lại, chỉ ảo não hừ lạnh một tiếng. Ngân! Oán hận trong lòng nàng rất lớn. Nghe tiếng hừ lạnh như thế, Phong Phi Vân hiển nhiên biết cô vợ trẻ này là đang tức giận, vội vàng lững thững đi tới, nghiêm nghị nói. Tiên Tuyết muội muội, ta biết bây giờ muội rất sợ, không ngại thì tối nay ngủ chung với ta đi, ta sẽ bảo vệ muội. Ngân ngân, ngủ cùng với người ta còn sợ hơn. Phong Tiên Tuyết sao có thể không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái quỷ quái gì chứ,
hiển nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được rồi, nhưng mà ngoài trạm dịch lại có ô quang chớp động, hình như có sinh vật hắc ám nào đó chạy nhanh trong đêm. Suy suy, tiếp theo lại có thanh âm tranh cãi quái dị loáng thoáng vang lên, càng nghe càng làm cho da đầu tê dại. Ngủ cùng với ngươi không phải là không được, nhưng mà ngươi không được động tay động chân, hơn nữa nhất định phải mặc y phục mà ngủ. Phong Thiên Tuyết hai tay ôm đầu gối, cả người co lại thành một khối, giờ khắc này cô mới thật sự giống như một tiểu cô nưỡng nhát gan, sợ sệt. Cả người Phong Phi Vân đều là chính khí, nhưng mà hắn lại nhíu mày nói. Tiên Tuyết muội muội, cái này không phải là làm khó ta hay sao? Muội biết rõ ta có thói quen ngủ trần chuồng mà, được, được. Hôm nay không ngủ trần chuồng vậy, hôm nay nhất định không ngủ trần chuồng. Người tu luyện cũng là người, không thể nào không ngủ được. Phong Phi Vân và Phong Thiên Tuyết tối hôm qua đã một đêm mất ngủ, nếu như đêm nay lại không ngủ thì chẳng những thể lực không có, ngay cả tu vi chiến lực cũng sẽ giảm đi nhiều, nếu như lại gặp một cái xác khô quái vật nào đó chỉ sợ không có được may mắn như bây giờ. Ba cái xác khô kia chẳng qua cũng chỉ là con rối mà thôi. Trong màn đêm vô biên kia không biết còn cất giấu sinh vật nào nữa hay không, đây mới thực sự là nguy hiểm thật sự. Trong trạm dịch Bạch Mã cũng còn không ít khách tu tiên, có mấy người tối nay không thể nào ngủ được, định sẽ thay phiên nhau canh giữ ban đêm. Mà Phong Phi Vân dĩ nhiên là kích động không thôi. Hắn nắm bàn tay mềm mại của Phong Thiên Tuyết, không chờ đợi gì mà đi vào trong phòng trọ nghỉ ngơi, về phần sinh vật bí ẩn kia. Nếu như dám không thức thời mà tiến tới quấy rầy Phong thiếu gia chúng ta thì Phong thiếu gia nhất định sẽ rất tức giận. Đỗ Thủ Cao là một người cho tới bây giờ vẫn không sợ bóng đêm, hắn từ nhỏ đã lớn lên trong đống xác chết, có lúc không có chỗ ngủ, thậm chí hắn còn ngủ nhờ ở một mộ phần ven đường cả đêm. Bước chân hắn rất nhanh, mặc dù là màn đêm đen kịt nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng rực để soi đường. Ngẩng đầu lên, nhìn về hướng màn đêm vô biên kia, chỉ thấy có một cái nhà ở đằng xa. Xa xa còn có cao sơn đại lĩnh, sói đang chu, có mùi máu tươi hòa trong làn gió rét. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi, ngửi một cái, lẩm bẩm, tới Long Thạch Trấn rồi. Sột soạt, mới đi tới cửa trấn, hắn liền dừng bước, trực giác sát thủ lâu năm nói cho hắn biết có mối nguy hiểm vô hình đang đến gần. Hắn mang cả người hắn đều dâng lên, nhiều năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải một loại cảm giác làm cho tâm linh hắn cảm thấy thật kinh khủng. Tựa như đứng sau lưng hắn chính là tử thần lưỡi dài vậy. Người nào, đi ra đây. Trong lòng Đỗ Thủ Cao mặc dù băng hàn nhưng vẫn cố bình tĩnh ung dung như cũ, trên người bộc phát ra khí thế sát kiếm sắc bén. Phốc, một cánh tay kho héo từ nhô ra từ trong lòng đất, cánh tay dính đầy bùn đất huyết sắt tóm ống quần hắn lại, giống như sẽ kéo hắn vào trong vực sâu địa ngục vậy. Vèo, đao Đỗ Thủ Cao xuất ra. Tốc độ chẳng biết là so với lần truy sát Phong Phi Vân hôm trước nhanh hơn gấp bao nhiêu lần nữa, một đao xẹt qua, chẳng những chặt đứt được cánh tay kia mà đao khí càng cuồn cuộn hơn nữa, lại thêm hóa thành long quyển đánh úp về phía trong lòng đất, như muốn đem cái thứ quái vật kia cắn nát ra. Nhưng mà cánh tay thứ hai, thứ ba, thứ tư, lần lượt từ dưới lòng đất chui ra. Vô số cánh tay khô quắt từ dưới đất chui lên, trên lòng bàn tay dính đầy bùn máu, lông thi thật dài. Có cái còn lộ ra cả bộ phận bạch cốt, nhưng mà những thứ của người chết này lại kết xuất thành từng Phật thủ ấn khác nhau, bày biện ta đủ loại hình dáng. Phật môn linh thông, thiên thủ Như Lai. Trong lòng Đỗ Thủ Cao lạnh run, bay vọt lên, chân đạp hư không, rơi xuống trấn khẩu ở ngọn một bụi thanh trúc. Bùn đất trên mặt đất bắt đầu chuyển động chậm rãi, hình thành một pho tượng Phật tôn ấn ký nằm lăn trên mặt đất, mà những cánh tay của người chết chui ra từ dưới lòng đất đều bị nhốt lại trong Phật tôn ấn ký. Một mặt là huyết thủ âm kinh khủng, một mặt lại là kết xuất Phật thủ ấn, quả thực tạo thành hai thế đối lập mãnh liệt làm cho người ta không nhịn được tò mò, lẽ nào người chết có thể tu luyện thành linh thông Phật môn vô thượng sao? Dưới lòng đất rốt cuộc là có thứ gì đây? Bùn đất trên mặt đất lưu động, ngừng kết thành một pho tượng Nê Bồ Tát cao 5 thước, Nê là bùn đất ý mũ mũ Phật nhãn, Phật nhĩ, Phật thân, Phật y đều tinh tế tỉ mỉ quang thân, ẩn chứa Phật vận vô thượng. Trên Nê Bồ Tát có rất nhiều cánh tay thật dài, mỗi một cánh tay đều khô quắt mà uy nghiêm đáng sợ, nắm Phật ấn bất đồng, ở giữa là tầng tầng quỷ hỏa. Hiểu biết của Đỗ Thủ Cao không thể nói là không lớn, nhưng mà bây giờ cả người đều phát run, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm pho tượng Nê Bồ Tát quỷ khí nghiêm nghị kia. Bỗng dưng, pho tượng Nê Bồ Tát này từ dưới đất bay lên,
mang theo từng đạo phong lôi quang, xông thẳng trời cao, đánh ra mấy chục đạo Phật trưởng ấn. Đỗ Thủ Cao không dám đứng im thêm chút nào nữa, hắn điều động linh khí toàn thân, kích hoạt uy lực linh đao đang cầm trong tay, một đạo đao quang như thiên hà chém thẳng xuống. Cùng lúc đó, khí tượng tinh la mà thế trong người hắn triển hiện ra, tựa như một mảnh tinh không trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, dựa vào 360 viên tinh tú chi lực, đương không chấn nhiếp. Một chiêu này của hắn đã là một kích mạnh nhất, đủ để đánh một người cấp bậc trưởng lão tan thành mảnh vụn. Nhưng mà sau khi một chiêu này xuất ra, hắn lại cảm thấy cơ thể mình giống như bị va vào đồi núi vậy, mép miệng bị rách ra một mảng lớn, máu tươm ra như suối. Ngực hắn bị trưởng ấn đạo Phật đánh trúng, thiếu chút nữa đã đánh xuyên thủng người hắn. Thình thịch, cả đời Đỗ Thủ Cao gặp cường giả tu tiên không thể nói là ít, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng bất lực như bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên hắn ngã xuống, nằm dạp trên mặt đất, không cách nào đứng dậy nổi. Xương cốt cả người hắn như bị chấn nát, muốn quật cường đứng lên nhưng làm thế nào cũng không bò đậy nổi. Vù vù, pho tượng Nê Bồ Tát cao năm thước kia lại trở về mặt đất, đang xoay tròn tiến lại gần, hình như muốn chấn sát Đỗ Thủ Cao. Mạng ta xong rồi. Đỗ Thủ Cao cắn chặt hàm răng, nhắm hai mắt lại. Mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bên tai truyền tới một tiếng nổ vang trời, giống như sấm sét cuồn cuộn, một đạo điện quang từ trên trời giáng xuống đánh cho pho tượng Nê Bồ Tát kia lui ra xa. Lẽ nào hôm nay sẽ có người tới cứu ta? Không, dù cho có người muốn cứu ta thì tuyệt đối cũng không đánh lại pho tượng Nê Bồ Tát kia. Đỗ Thủ Cao đột nhiên mở mắt, chỉ thấy một vầng trăng sáng treo trên đầu ngọn liễu, quang hoa tỏa ra nhợt nhạt làm cho người ta cảm thấy đẹp vô cùng. Một cô gái không nhiễm chút trần ai đạp trăng đi tới, mái tóc đen dài như tơ tung bay trong bầu trời đêm, dáng người uyển chuyển như nguyệt quan tiên tử, trong tay lại còn ôm một chiếc hồng tỳ bà cổ sắc cổ hương. Trên gương mặt tuyệt sắc khuynh thành lất phất chiếc khăn lụa trắng, trên có thêu một con hồ điệp trông rất sống động, tuy nhìn không thấy được mặt nàng nhưng mà khí chất trên người nàng làm cho một tên sát thủ tuy không gần nữ sắc như Đỗ Thủ Cao cũng phải run lên. Một kích vừa rồi nhất định là Đông Phương Kính Nguyệt đã nhờ vào uy lực của Hạo Thiên Linh Kính phát xuất mới đẩy lùi được pho tượng Nê Bồ Tát kia. Cũng chỉ có Hạo Thiên Linh Kính mới có thần uy như thế. Đôi chân uyển chuyển của nàng từ từ rơi xuống trên mặt đất, trong đôi mỹ ngâu mang theo khói sóng vô hạn, vừa nhìn về phía Nê Bồ Tát u ám dọa người kia thì đã nhìn thấy được manh mối. Minh Nguyệt Hạo Thiên, ngón tay mảnh khảnh của nàng hơi duỗi một chút, một đạo linh mang từ đầu ngón tay giật xuất ra. Hạo Thiên Linh Kính nối liền bầu trời. Lại một đạo điện quang cường tráng từ Hạo Thiên Linh Kính nổ bắn ra ngoài, đem những cánh tay trên pho tượng Nê Bồ Tát kia toàn bộ đều bị đánh nát, ngay cả thân mình nó cũng bắt đầu rạn nứt, từng bàn tay to lớn rơi xuống nền đất đen. Đùng đùng. Lúc tất cả những cánh tay kia tan mất trong bùn đất thì cuối cùng cũng hiện ra một vị cổ tăng được bao bọc ở bên trong. Một vị cổ tăng vậy mà được bao vây trong Nê Bồ Tát. Vị cổ tăng này đứng thẳng nghiêm nghị, hai tay chắp trước ngực, bảo tượng trang nghiêm, nhưng mà áo cà sa trên người hắn lại sớm bị mục nát hơn phân nửa, huyết nhục trên người cũng đen kịt ám trầm, có chỗ lại bị kiến hay côn trùng gì đó gặm cắn thành lỗ hổng. Gương mặt kia cũng đã bị móp méo khô bại, chỗ lỗ mũi và xương gò má càng lộ ra xương trắng, trên môi và trán chỉ lại một chút huyết nhục. Tình cảnh thế này quả thực rất đáng sợ, đủ để hù chết một người nhát gan. Đông Phương Kính Nguyệt tuy là con gái nhưng lại thản nhiên ung dung, lẳng lặng đứng im, gật đầu một cái, nói. Xem ra người tới đưa tin nói không sai, hầm mỏ trong Kính Hoàn Sơn quả thực là đã đào ra điều chẳng lành. Đông Phương Kính Nguyệt vốn muốn tới Tử Tiêu Cổ Thành tìm tung tích Phong Phi Vân, nhưng vừa lúc gặp phải người đưa tin của gia tộc Ngân Câu, biết được trong Kính Hoàn Cổ Sơn đào ra được thứ gì đó kinh hãi thế tục, vì lợi ích gia tộc nên nàng liền đi suốt đêm tới Long Thạch Trấn. Về phần muốn tóm tên tiểu tử Phong Phi Vân thì cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Đông Phương Kính Nguyệt đem Hạo Thiên Linh Kính tế ở trong tay, lần nữa hướng về cổ thi tăng nhân kia mà tấn công, muốn đem thứ tà ác này tiêu diệt hoàn toàn, nhưng không ngờ cổ thi tăng nhân này lại mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng, vậy mà lại đón được một kích linh khí, lúc này đã chạy trốn vào trong màn đêm, biến mất hoàn toàn. Đúng là một con quỷ thật lợi hại, chiến lực không hề dưới một tu sĩ thần cơ đỉnh phong. Đông Phương Kính Nguyệt đối với địa thế Kính Hoàn Cổ Sơn không hiểu rõ nên cũng không dám truy kích tùy tiện, đành phải để mặc cho pho tượng cổ thi tăng nhân kia chạy trốn.
sát thủ thái thượng đoạt mệnh cung. Tâm trí giữa Đông Phương Kính Nguyệt và Phong Phi Vân đều giống như nhau, nhưng mà trình độ thận trọng thì nàng càng cao hơn Phong Phi Vân, chẳng qua chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện ra hình vẽ ký hiệu phía sau tai Đỗ Thủ Cao. Đó là hình vẽ đặc hữu của sát thủ thái thượng đoạt mệnh cung. Hừ, một nữ nhân. Đỗ Thủ Cao hừ lạnh một tiếng, chẳng chút nào che giấu sự xem thường trong lời nói, từ dưới đất từ từ đứng dậy, vẫn là đứng thẳng ngay ngắn như trước, nhưng lại khập khễnh hướng về Long Thạch Trấn mà bước đi. Hắn là một người quật cường và lại là một người không chịu thua kém người khác. Hôm nay cô cứu ta một mạng, sau này ta nhất định thay cô giết 10 người để trả lại. Đỗ Thủ Cao cũng không quay đầu lại, trong thanh âm không mang theo bất cứ cảm tình nào. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Người giúp ta giết một người là đủ rồi. Người nào? Đỗ Thủ Cao dừng bước. Phong Phi Vân. Đông Phương Kính Nguyệt vẫn không quên được nỗi nhục bị Phong Phi Vân một quyền đánh ngã xuống đất, tên kia quả thực chính là một tên khốn kiếp. Với thiên tư của Đỗ Thủ Cao, chỉ cần không chết thì tương lai nhất định thành tựu bất phàm, nếu như hắn nhất định phải giết một người thì người này gần như có thể nói là chết chắc. Lúc này Phong Phi Vân hiển nhiên không biết Đông Phương Kính Nguyệt đã mời một sát thủ đáng sợ nhất thiên hạ tới giết hắn, bởi vì bây giờ dù cho là thiên vương lão tử tới thì hắn cũng sẽ tuyệt đối không để ý tới. Phong Phi Vân, tại sao ngươi lại phải quấn mền thế? Phong Tiên Tuyết siết chặt quả đám, rất muốn đánh hắn hai quyền. Đi ngủ dĩ nhiên là phải quấn mền rồi. Phong Phi Vân cũng cảm thấy không có chỗ nào không ổn cả. Nhưng mà không phải ngươi đã nói sẽ không ngủ trần chuồng hay sao? Vẻ mặt Phong Tiên Tuyết đã méo lệch cả ra. Phong Phi Vân đã sớm nhảy lên trên giường, trên người đã sớm cởi sạch sẽ, quấn mền thật chặt, cười ha hả nhìn Phong Tiên Tuyết. Quấn chăn hiển nhiên cũng sẽ không coi là ngủ trần chuồng rồi. Phong Phi Vân chìa cánh tay trần trụi ra, kéo lấy tay nàng, cười nói. Tiên Tuyết, lúc còn bé không phải chúng ta vẫn thường ngủ trần chuồng với nhau hay sao? Nghĩ tới lúc đó thì bây giờ muội cũng đừng có xấu hổ như vậy nữa, làm sao mà khi trưởng thành rồi muội lại không cương trực như trước kia vậy? Cương trực, nếu như ta còn cương trực như trước thì chẳng phải ngươi liền chiếm tiện nghi ta hay sao? Phong Tiên Tuyết tức giận dậm chân, Phong Phi Vân này quả thật là một tên không biết xấu hổ. Con khỉ ấy, mà trên người muội có cái tiện nghi gì mà ta chưa từng chiếm qua không? Phong Phi Vân cười hắc hắc. Nhưng sau khi thấy ánh mắt Phong Tiên Tuyết càng lúc càng bất thiện thì vội vàng đổi giọng, nói. Vợ à, tốt nhất là vợ nên đóng cửa để nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu không thì ngày mai làm sao đi tìm Thương Sinh Động Phủ được. Sau khi nghe tới bốn chữ Thương Sinh Động Phủ, vẻ mặt Phong Tiên Tuyết lúc này mới trở nên nhu hòa, nói. Vậy ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất. Thiên hạ nào có ai có suy nghĩ sẽ để cho một nữ nhân ngủ dưới đất chứ? Phong Phi Vân lại nói, chúng ta cùng ngủ dưới đất vậy. Phong Phi Vân nói xong thì không băn khoăn gì mà khoác chăn, nhảy từ trên giường xuống, Phong Tiên Tuyết vẫn còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã bị quấn vào trong chăn, sau đó ngã trên mặt đất. Phải biết rằng bên trong Phong Phi Vân không có mặc gì cả, cảm xúc kia tuyệt đối rất kích thích. Lúc đầu Phong Phi Vân vẫn cho rằng không có gì đáng ngại, nhưng mà sau khi đem nàng quấn kít trong chăn thì cũng cảm thấy không ổn. Hình như lúc bé không có lớn như vậy, của nàng có nhiều chỗ lớn hơn, của hắn cũng có nhiều chỗ lớn, hơn nữa còn không nghe theo sự sai bảo của chủ nhân. Phong Tiên Tuyết vốn đã bị dọa sợ đến mặt mày biến sắc, cả người e thẹn, nhưng mà ở hình ảnh ở giữa chân mày nàng lại đập thẳng vào mắt, cứ như một ngọn lửa lan tràn khắp người nàng. Cả người cũng thay đổi, trong đôi mắt cũng bắt đầu sinh hàn khí, tựa như một người khác vậy, chẳng hề xấu hổ nữa, ngón tay cứ như thiết chảo. Trực tiếp hướng để cổ Phong Phi Vân mà tóm chặt lại, hình như muốn bóp đứt cổ hắn vậy. Phong Phi Vân hình như đã sớm ngờ được nàng lại đột nhiên xuất thủ vậy, tốc độ càng nhanh nhạy hơn, lắc cổ một cái là đã tránh thoát được ngón tay sắc bén của nàng, một tay chợt công kích, đánh vào trên cánh tay ngọc ngà của nàng. Phong Tiên Tuyết không ngờ tốc độ phản ứng của Phong Phi Vân lại nhanh như vậy, dù sao thì bây giờ hai người đều đang quấn chặt trong chăn, gắt gao ôm lấy nhau, chẳng qua chỉ cách bởi một lớp quần áo. Dưới tình huống thân mật không có khoảng cách như bây giờ, hắn để có thể làm ra đủ thủ đoạn đáp trả. Như vậy thì chỉ có thể nói, hắn đã sớm dự liệu được mình sẽ ra tay. Ngọn lửa chỗ mi tâm Phong Tiên Tuyết càng thanh thoát hơn, lan tràn khắp người nàng, cả khuôn mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, đường nét càng thêm tinh xảo, ngay cả khí chất cũng trở nên có chút mờ ảo, trên mặt có một tầng vũ khí sinh thành.
cùng với tên yêu nam mà Phong Phi Vân gặp phải tối qua thì hết sức giống nhau, nhưng mà tên yêu nam kia mặc nam trang, tóc búi lại, nhìn tuấn lãng vô cùng, nhưng mái tóc đen của nàng thì lại phân tán rời rạc, đôi mắt quyến rũ như tơ, quả thực làm chúng sinh điên đảo. Khí chất và tướng mạo một người lại có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nàng chợt giãy giụa thân thể mềm mại, muốn thoát khỏi chăn, nhưng mà cánh tay Phong Phi Vân lại cứ như hai con rắn quấn chặt lấy nàng vậy, quấn quanh lấy hai vai và hai chân của nàng, tiếp theo lại quay cuồng lấy nàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đem Tiên Tuyết muội muội giấu ở đâu rồi? Phong Phi Vân vẫn luôn cảm thấy người này có gì đó không giống Phong Tiên Tuyết, khi nàng mặt dày mày dạn muốn đi theo Phong Phi Vân tới Kính Hoàn Cổ Sơn, Phong Phi Vân cũng cảm giác được có chuyện không hay, vì vậy mới định tối nay sẽ bắt nàng hiện ra nguyên hình. Suy đoán quả thực không sai, Phong Tiên Tuyết lại chính là tên yêu nam tuyệt thế kia, không, nói đúng ra thì chính là một yêu nữ tuyệt thế mới đúng. Khuôn mặt của nàng vốn là như thế, nếu như giả trai thì có thể làm mê mệt được toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ, nếu như là giả gái thì chính là hồng nhan họa thủy. Không mượn ngươi xen vào. Hai tay Phong Phi Vân ôm người nàng thật chặt, khi thì bóp ở trên lưng ngọc, khi thì chế trụ đôi chân thon dài mượt mà để cho nàng không cách nào trốn thoát. Thật đúng như lời Phong Phi Vân nói, cả người nàng đều bị hắn chiếm sạch. Phong Phi Vân hiển nhiên không muốn sàm sỡ nàng thật, chỉ là tu vi của nàng thì đã cao hơn Phong Phi Vân mấy cảnh giới. Nếu thật sự để cho nàng thoát ra khỏi chăn thì đến lúc đó dù cho có linh khí trợ giúp thì hắn cũng tuyệt không có đường sống. Nếu đã không trốn thoát được vậy thì một chưởng đánh chết tên khốn kiếp này. Hai mắt Phong Tiên Tuyết bắn ra hàn quang bén ngót, cánh tay mảnh khảnh vươn ra khỏi quần áo. Một phiến linh quang xông ra giữa bàn tay, một chưởng đánh vào lưng Phong Phi Vân. Lúc này nàng đã bị Phong Phi Vân vây quanh, một chưởng này quả thực là rất khéo kéo. Nguy rồi! Phong Phi Vân có thể cảm giác được rõ ràng một luồng khí lãng bốc lên mãnh liệt từ phía sau đang đi tới, xương sống giống như bị đông lại vậy, lúc này nếu như không hành động thì nhất định chết trong nàng rồi. Hai mắt Phong Phi Vân trở nên nghiêm túc, vừa đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đen lanh lợi của Phong Tiên Tuyết. Phong Phi Vân, ngươi chết chắc rồi. Đâm rồi. Lời nói của Phong Tiên Tuyết mới nói phân nữa thì đột nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy chỗ ngực mát mẻ vô cùng. Tên Phong Phi Vân này thực sự là kẻ không gì mà không thể làm được. Hắn đã đưa tay ra xé nát y phục trước ngực nàng, lộ ra chiếc yếm đào màu trắng sữa. Phong Phi Vân đã từng chiếm đoạt vô số dân nữ, phong lưu hảo hán ngự nữ vô số, dân chúng trong thành Linh Châu bây giờ đều gọi hắn là Tiêu Dao Ngọc Hoàng Bồ Tát chuyển thế. Nhưng trước đó thì loại chuyện xé quần áo phụ nữ hắn đã làm không ít lần, kinh nghiệm dĩ nhiên là rất phong phú. Xé quần áo nữ nhân, chính là một kỹ năng sống, không khổ công gọt rũa nhiều lần thì dám chắc không thể xé một cách hoàn mỹ được. Có người dùng sức quá nhỏ hiển nhiên sẽ không xé được y phục, có người dùng sức quá lớn, cũng là làm cho người con gái bị đau, còn có người xé không đúng vị trí thì rõ ràng là muốn xé chỗ ngực thì hắn lại xé phải chỗ trên lưng. Rõ ràng là muốn xé chính là cái váy, hắn lại xé rách cái quần nhỏ. Quần nhỏ cũng xé rách, ngay cả một điểm bí mật cuối cùng cũng bị bại lộ, vậy thì việc xé y phục còn có lạc thú gì nữa? Những tình huống nói trên đều là người thiếu kinh nghiệm gặp phải sai lầm, Phong Phi Vân hiển nhiên là không phạm những sai lầm này. Bởi vì hắn là một tên lão đạo đầy kinh nghiệm. Câu chuyện về ông lão bán dầu có tài thiện xạ bách bộ xuyên dương cách xa 100 bước bắn xuyên qua lá dương, nhắc nhở mọi người. Chỉ cần một chuyện được lặp đi lặp lại không ngừng là có thể quen tay hay việc, trở thành một bậc nhân tài cao thủ trong chuyện này. Một chiêu vây ngụy cứu triệu này đích thật là tuyệt vời, một lần hành động là phá được một chưởng chết người của Phong Tiên Tuyết. Phong Tiên Tuyết vội vàng thu tay về, dùng bàn tay che ngực lại, tuy là như vậy nhưng mà lãnh ý trong mắt nàng càng sâu đậm hơn, đôi chân ngọc thon dài bất ngờ đạp một cái, mang theo cự lực nghìn cân đá vào bụng dưới của Phong Phi Vân. Hắn đau đến mức cả người co rúm lại, nàng ra tay thật sự rất nham hiểm, nếu như một cước này lệch xuống dưới thêm mấy phần thì sợ là vô số ngự nữ của Phong gia chúng ta sẽ phải từ thần đàn rơi xuống, nửa đời không thể cử động được. Một kích thuận lợi, Phong Tiên Tuyết dĩ nhiên là thừa thắng truy kích, tuy là đôi chân ngọc hết sức thon nhỏ nhưng lại tràn đầy gợi cảm, nhưng mà lại cứ muốn tiếp tục đá, vẫn phải đá chúng vào cái thứ của quý của người nam nhân. Đâm rồi. Phong Phi Vân lại dùng chiêu vây ngụy cứu triệu. Trực tiếp xé quần của nàng, khụ khụ, mọi người cũng đừng cho là Phong thiếu gia chúng ta phạm vào cái loại sai lầm thấp kém, lúc này mới thật sự là phản ứng nhạy bén, không câu nệ truyền thống bảo thủ được.
Một tiếng vải bị vé rách giữa hai chân nàng, thanh âm đó vang lên ở chỗ bắp đùi, quả nhiên là nhận được hiệu quả rõ rệt. Hai chân Phong Tiên Tuyết không dám cử động nữa, ngược lại chỉ kẹp lại thật chặt, rất sợ vừa nhấc chân lên thì cảnh xuân liền hiện ra hết. Hai người đồng loạt ngừng tay, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, không nhúc nhích. Nhưng mà lúc này Phong Phi Vân lại có chút ngượng ngùng, trà sát bàn tay vào nhau còn có thể cảm nhận được một luồng ấm áp giữa các ngón tay, giống như mới lướt qua một bụi cỏ trong khê cốc vậy, ý vị rất lưu luyến không quên được. Phong Phi Vân, ngươi có thể đừng vô sỉ một chút được không? Trên trán Phong Tiên Tuyết sâu thành từng chuỗi hắc tuyến, một tay nắm chặt vạt áo che chỗ ngực bị xé rách, một tay nắm chặt quần, rất sợ quần bị vén lên thì liền bị Phong Phi Vân nhìn thấy không sót một thứ gì. Khụ khụ, ta cũng bị bất đắc dĩ thôi, chẳng qua chỉ là một cách tự giải thoát chính đáng mà thôi. Phong Phi Vân chẳng chút nào cảm thấy xấu hổ, hai bắp tay rắn chắc như loài hổ lang ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Phong Tiên Tuyết, vẫn không có ý buông ra đây. Phong Tiên Tuyết tuy là tức giận sắp phát điên nhưng lại không thể làm gì, một khi nàng lại dùng đến sát chiêu thì có trời mới biết cái đồ con rùa Phong Phi Vân hắn lại dùng đến cái thủ đoạn hạ lưu thế nào nữa. Ngươi, làm sao mà ngươi cứ như có ba cái tay thế? Phong Tiên Tuyết tức giận vô cùng, cảm giác được chỗ dưới bụng đang có cái gì khác thường đang chuyển động, tỏa nhiệt nóng hỏi làm cô rất khó chịu, tưởng rằng Phong Phi Vân lại động thủ, lại làm một hành động đê tiện nào khác. Lần này Phong Phi Vân thật sự lúng túng, lúc này hắn đúng là không có mặc gì cả, cảm giác nhạy cảm đến cực điểm, không cẩn thận thì tà hỏa đổ sinh, muốn áp chế cũng không thể nào. Khặc khặc, ta làm sao có thể có ba cái tay cơ chứ, đó là do ta tế xuất pháp bảo cực mạnh đấy, nếu như muội lại dám ra tay thì không phải chỉ quần áo bị xé rách đâu, cẩn thận chỗ khác cũng bị rách nát hết đấy. Lúc này Phong Phi Vân cũng chỉ có thể uy hiếp nàng, không để cho nàng dám manh động. Chỉ có như vậy mới có thể chế ngực được nàng mà thôi. Mạnh nhất, pháp bảo. Phong Tiên Tuyết liền biến sắc, không ngờ lòng dạ Phong Phi Vân lại sâu xa đến thế, vậy mà lại cất giấu hậu chiêu như vậy. Pháp bảo dưới bụng dưới càng lúc càng nóng bỏng, cứ như hỏa diễm đang thiêu đốt, cứng rắn mà lại sắc bén, tựa như một thanh chủy thủ đặt ở chỗ dưới rốn nàng ba phân, nếu như nàng thật sự xuất thủ thì thanh chủy thủ này có thể đâm thủng người nàng. Trên trán nàng túa đầy mồ hôi. Vậy mà nàng lại rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm như vậy, đang lúc sinh tử cứu tai thì Phong Phi Vân lại hết sức âm hiểm, sát chiêu như vậy quả thực là bất tuyệt. Phong Phi Vân tuy là da mặt đủ dày nhưng lại dùng thanh chủy thủ này uy hiếp một nữ nhân thì thật sự có chút thẹn thùng, dù vậy thì hắn vẫn gải bộ bình tĩnh, nói. Ngươi cũng không phải Tiên Tuyết muội muội, rốt cuộc ngươi là ai? Cô gái ở trong lòng có thể nói là đại mỹ nhân tuyệt sắc, có diện mạo xinh đẹp làm loạn thiên hạ. Tuy là Phong Tiên Tuyết cũng xinh đẹp vô cùng nhưng cùng so sánh với nàng thì lại kém đi mấy bậc. Hơn nữa tu vi của nàng cao tuyệt, không kém hơn những nhân vật cấp trưởng lão khác, Phong Tiên Tuyết căn bản lại không thể sánh bằng, khí chất trên người cùng với Phong Tiên Tuyết lại hoàn toàn khác hẳn, tại sao có thể cùng một người chứ? Lúc này tính mạng đều nằm trong tay Phong Phi Vân, mặc dù nàng muốn phản kháng nhưng cũng là có lòng nhưng không đủ lực, nói. Ta chính là Phong Tiên Tuyết, từ đầu tới cuối đều là ta. Hừ, lời này của cô chỉ có thể dùng để lừa những đứa bé 3 tuổi. Phong Phi Vân hiển nhiên không tin lời của nàng. Ngọn hỏa diễm giữa mi tâm Phong Tiên Tuyết không hề nhảy lên nữa, tướng mạo của nàng lại biến thành dáng dấp Phong Tiên Tuyết, giữa hai mắt xuất hiện song đồng, có kiếm hoa nhàn nhạt lưu chuyển giữa đồng tử. Nếu ta không phải là Phong Tiên Tuyết thì không biết ngươi đã chết bao nhiêu lần rồi. Trong mắt Phong Tiên Tuyết mang theo vẻ phức tạp, nói. Tối hôm qua ta và Đỗ Thủ Cao cùng nhau truy sát ngươi, nếu không phải ta âm thầm gây trở ngại cho Đỗ Thủ Cao thì ngươi cho rằng với tu vi bây giờ của ngươi thì có thể chạy thoát khỏi đao của hắn hay sao? Nàng nói cũng không sai, Đỗ Thủ Cao có thể một đao đánh chết người cấp bậc trưởng lão, nếu hắn thật sự toàn lực ứng phó thì Phong Phi Vân tuyệt đối không tiếp nổi nửa chiêu của hắn, dĩ nhiên đây là đang nói dưới tình huống không dùng linh khí. Ta biết rõ miếng thẻ tre ghi chép thương sinh động phủ ở trong tay của ngươi. Nếu như ta không phải Phong Tiên Tuyết thì ngay từ lúc ở Tiềm Long biệt viện ta đã ra tay giết ngươi đoạt lấy thẻ tre rồi, nói cho cùng thì ngươi có thể sống sao? Phong Tiên Tuyết nói. Ánh mắt Phong Phi Vân dần trở nên nhu hòa, có chút khó hiểu, nói. Vậy thì tại sao muội lại làm như vậy? Ta. Phong Tiên Tuyết nhẹ nhàng cắn môi, tinh mâu hàm yên, chậm rãi cúi đầu, vùi đầu vào trong lòng Phong Phi Vân, nói lẩm bẩm. Ta rất khờ.
Người nói người còn nhớ lúc nhỏ chúng ta cùng chơi trò gia đình, ta làm tân nương, người làm tân lang, chứng hôn chính là con đại hoàng cậu ven đường. Những lời nói dối này của ngươi chỉ để lừa con gái, nhưng mà ta lại tin. Hai tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy Phong Phi Vân, tựa đầu rồi vùi vào trong lòng hắn, có vẻ thân mật mà lại vừa ngọt ngào, hạnh phúc. Nhưng mà Phong Phi Vân lại ngây ngẩn cả người, hắn có chút không thể thích ứng với loại cảm giác ngọt ngào này, tuy là hắn thường xuyên gọi nàng là vợ, nhưng cũng chỉ là những lời nói đùa, nếu như thật sự muốn lấy nàng làm vợ thì hắn biết hắn phải bước qua được một cửa ải. Bởi vì một Thủy Nguyệt Đình mà đã làm cho hắn mất hết tất cả lòng tin vào nữ nhân. Khụ khụ, cái đó, muội đã biết rõ đều là chuyện gạt người thì cũng đừng tin làm gì nữa. Phong Phi Vân vội vàng buông nàng ra, mở chăn rồi bước ra ngoài, nhanh chóng mặc quần áo vào. Dù cho đã đứng rất xa nàng nhưng mà tim hắn vẫn không thể bình tĩnh lại được. Hắn không sợ nữ nhân giết hắn chỉ sợ nữ nhân đối tốt với hắn. Phong Thiên Tuyết nhíu mày một cái, do dự một chút lại nói. Thật ra thì tên muội vốn không phải là Phong Thiên Tuyết, nhưng mà sau khi được nghĩa phụ nhận nuôi thì mới đặt tên cho muội là Phong Thiên Tuyết. Nghĩa phụ của nàng chính là nhị bá Phong Vạn Lý của Phong Phi Vân. Vậy lúc trước muội tên là gì? Tại sao lại phải ẩn náu ở Phong gia? Tâm tư Phong Phi Vân tinh tế vô cùng, rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng. Giữa các đại gia tộc thường hay chỉ định quân cờ qua lại. Loại quân cờ này thường được ẩn nấp rất kỹ, tác dụng trong tương lai cũng rất lớn, rất dễ nhận thấy Phong Tiên Tuyết chính là một quân cờ mà nhiều năm về trước được sắp xếp nằm vùng ở Phong gia. Địa vị nàng ở Phong gia càng cao thì việc phát huy tác dụng cũng càng lớn. Mà nếu muốn leo lên địa vị cao trong Phong gia thì ở Tiềm Long đại chiến nhất định phải trổ hết tài năng, vì vậy dĩ nhiên nàng sẽ không từ một thủ đoạn nào để tăng cấp tu vi và thực lực, cho nên nàng mới có thể thuê đỗ thủ cao đánh chết Phong Vũ. Cướp đoạt thẻ tre. Nàng là vì muốn tìm linh tuyền trong Thương Sinh động phủ, dùng linh tuyền để cho bản thân được đột phá lần nữa, không lâu sau sẽ ứng đối tại Tiềm Long đại chiến. Tuy là nàng chỉ nói một câu như thế nhưng mà Phong Phi Vân cũng đã suy đoán được rất là nhiều thứ. Phong Tiên Tuyết nói, bây giờ muội vẫn không thể nói rõ với huynh được, Phong Phi Vân, huynh có thể đừng ép muội được không? Được, ta không ép muội vẫn cứ là vợ của ta. Phong Phi Vân cười nói. Tuy rằng chẳng qua chỉ là một câu nói đùa nhưng mà Phong Tiên Tuyết nghe thấy lại cảm thấy xúc động trong lòng, huynh ấy rõ ràng biết âm mưu mình bất chính, thậm chí bất lợi cho Phong gia nhưng vẫn có thể giả vờ cái gì cũng không biết, chẳng lẽ hắn thật sự yêu mến mình hay sao? Nếu không phải là thích mình thì làm sao có thể không màn tới an nguy của gia tộc chứ? Càng nghĩ thì mặt Phong Tiên Tuyết càng ửng hồng, lộ ra vẻ ngượng ngùng, ngón tay không ngừng miết trên vạt áo. Hận không thể tìm một góc trong phòng để trốn. Người này thật sự là oan gia mà, nếu mình thật sự là Phong Tiên Tuyết mình nhất định sẽ lấy huynh ấy, chăm sóc quản lý huynh ấy, làm cho huynh ấy không còn là một kẻ ăn chơi trác tán nữa. Trời ơi, làm sao mà mình lại nghĩ lung tung nhiều quá vậy? Mặt nàng càng lúc càng đỏ hơn. Nàng cũng không biết thật ra Phong Phi Vân từ lâu đã không phải là Phong Phi Vân, đối với gia tộc Phong gia cũng không có lòng trung thành mãnh liệt như thế. Nếu như sau này thân phận Phong Tiên Tuyết bị bại lộ, bị Phong gia không dung thứ thì hắn thậm chí có thể đứng về phía của nàng, cùng nàng đối địch với cả Phong gia. Hắn chỉ quan tâm đến người tốt với hắn không hề bị trói buộc, hạn chế bởi gia tộc. Suốt đêm không nói chuyện, Trạm Dịch Bạch Mã cũng không có phát sinh thêm sự kiện quái quỷ nào nữa, thật giống như những cái xác khô đêm qua cũng chỉ là một giấc mộng kinh hoàng. Sáng hôm sau, trời vừa sáng. Rất nhiều người liền vội vàng vàng lên đường, rời khỏi Long Thạch Trấn. Trong những người này, có rất nhiều người lúc đầu đều dự định vào trong Kính Hoàn Cổ Sơn hiếu kỳ muốn tìm kiếm bảo vật, thu thập khoáng thạch, nhưng mà sau khi trải qua chuyện đêm qua thì những người này không dám bước vào Kính Hoàn Sơn dù chỉ là một bước. Dĩ nhiên cũng không thiếu những người can đảm, họ vẫn không bị những thi linh quỷ quái kia dọa cho khiếp sợ, ngược lại còn muốn đi vào trong hầm mỏ của gia tộc Ngân Câu để dò xét thực hư thế nào. Trong lòng luôn hiếu kỳ thật ra thì miếu thờ trong lòng đất sốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những người này kết giao cùng lên đường, tu vi mỗi người đều không tầm thường, cũng không đáng sợ. Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết cũng đã rời khỏi Trạm Dịch Bạch Mã, lên đường thẳng tiến vào trong Kính Hoàn Cổ Sơn. Bởi vì quanh năm các đại gia tộc đều khai thác quặng nên xe cộ đi qua lại cũng rất nhiều lần, điều này tạo thành một con đường mòn bằng phẳng. Cổ xe đồng thần lộc chạy vội trên lối mòn.
giống như một cơn thần phong thổi qua, rất nhanh đã vượt qua mặt đám khách tu tiên kia, biến mất trong rừng rậm xanh tươi tốt. Hai người trẻ tuổi này có lá gan thật là lớn, lại dám lên đường một mình. Vị thiếu niên kia tu vi cực cao, có thể một chưởng đánh nát cái xác khô tối hôm qua thì người ta dĩ nhiên là tài cao mật lớn rồi. Phong Phi Vân đứng trên trần cổ xe, hai ngọn hỏa diễm trong hai mắt bốc lên, nhìn về Long Thạch Trấn đang dần dần lùi ra xa, chỉ còn thấy trong trấn có một luồng khí tượng bay lên không trung, như tinh tú răng đầy trời. 360 tinh tú bày ra hình dáng một cái la bàn, bao phủ nửa màn trời. Khí tượng tinh la mà thế, Đỗ Thủ Cao quả nhiên đã chạy tới Long Thạch Trấn, may là tối hôm qua hắn không có đi đến trạm dịch Bạch Mã. Phong Phi Vân đưa mắt xem khí vật, trong lòng cảm thấy may mắn. Phong Tiên Tuyết tay cầm xích sắt đen kịt, ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói. Huynh vậy mà lại biết xem khí thuật, đây chính là tuyệt hoạt của Chí Sư và Tầm Bảo Sư đấy. À, nhưng mà nhãn lực không đỉnh mà thôi, không có gì là không thể. Phong Phi Vân lắc đầu cười nói. Bây giờ hai người cũng coi là đã hiểu rõ nhau, cũng không giấu giếm tu vi, đêm qua hai người lúng túng cả một đêm, sáng sớm hôm nay một câu cũng không nói với nhau, cho tới bây giờ mới xem như là mở miệng qua lại. Phong Thiên Tuyết lắc đầu nói. Người tu tiên có nhãn lực lợi hại không ít, nhưng mà nhãn lực cũng chia thành rất nhiều loại. Như muội tu luyện xong đồng toái nguyệt kiếm, đó chính là tẩu lực lượng hình. Còn có người ánh mắt chỉ cần liếc một cái là có thể thấy được chuyện xảy ra ngoài ngàn dặm, đây là linh thông hình. Mà có thể xem khí, nhìn thấu, vọng tinh, nhất định là người có đại trí tuệ, chẳng những dựa vào nhãn lực, hơn nữa còn phải dựa vào suy tính của đại não mới có thể làm đến bước này. Người như vậy tương đối rất ít, thành tựu tương lai nhất định không thấp. Nàng hình như đã phát giác ra điều gì không ổn, trừng mắt liếc Phong Phi Vân, nói. Huynh có thể nhìn thấu sao? Hì hì, muội nghĩ sao? Hỏa diễm trong hai mắt Phong Phi Vân nhàn nhạt, vừa đúng lúc nhìn chằm chằm trên người của nàng cười hì hì. Không biết xấu hổ. Kiếm quang trong hai mắt Phong Tiên Tuyết ngưng tự, một đạo ô quang nổ bắn ra, hóa thành một đạo lợi kiếm đâm thẳng vào đôi mắt tà ác của Phong Phi Vân. Thình thịch, Phong Phi Vân vội vàng nghiêng người tránh khỏi một kiếm nguy hiểm này. Hắn từ trên trần cổ xe nhảy xuống, ngồi cạnh Phong Tiên Tuyết. Hỏa diễm trong hai mắt đã thu liếm, cười nói. Muội nghĩ nhiều rồi, mắt ta không nhìn thấu được cái gì hết. Hơn nữa thân thể nữ nhân có sự hấp dẫn rất lớn, nhất định rất huyền bí, nếu như liếc mắt một cái thấy hết sạch thì còn có ý nghĩ gì nữa chứ? Vậy huynh cũng đã sớm thấy hết của muội rồi, chẳng phải muội đối với huynh cũng không có sức hút nào hay sao? Phong Tiên Tuyết chớp chớp mắt, hàng lông mi thật dài run run. Phong Phi Vân hơi dừng lại một chút, nói. Vậy cũng là chuyện lúc bé, coi như nhìn cũng không nhìn thấy gì. Vậy còn bây giờ? Phong Tiên Tuyết nói. Phong Phi Vân hơi ngẩn ra, nhìn bốn phía xung quanh, điên cuồng nuốt nước bọt, nói. Tiên Tuyết, muội sẽ không cương trực như vậy chứ. Tuy là bây giờ đang ở chốn hoang vu nên thời gian qua ta cũng đã rất khách khí, nhưng nếu như muội dám cởi, thì ta cũng có can đảm dám nhìn. Hứ, trong đầu huynh lúc nào cũng đầy những ý nghĩ xấu xa. Phong Tiên Tuyết nói, ha ha, chọc muội thôi. Tiếng cười của Phong Phi Vân vang vọng khắp núi, còn kèm theo tiếng hừ lạnh đầy giận dữ của Phong Tiên Tuyết, hai người hình như lại bắt đầu cấu véo nhau rồi. Cổ xe đồng thần lộc đi vội vào trong kính hoàn sơn, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu ngọn núi và đại cốc, cảnh tượng trước mắt cũng đã thay đổi, một tòa thạch lâm hiên ra. Thần lộc dừng lại, Phong Phi Vân từ trong cổ xe chui ra, đứng ở cạnh thạch lâm, vừa nhìn thẻ tre trong tay. Vừa nhìn địa mạo thay đổi xung quanh. Thế nào, có phải ở nơi này hay không? Phong Tiên Tuyết đã đi tới. Có mấy chỗ giống nhau, nhưng cũng có mấy chỗ khác nhau. Phong Phi Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy một vách núi dựng đứng sông thẳng lên trường cao ở phía trước, bề mặt vách đá bằng phẳng nhẵn bóng, thật giống như mấy trăm ngàn năm trước đã bị người khác dùng một kiếm bổ ra vậy. Phía dưới sườn núi có mấy tảng cự thạch lâm, diện tích khoảng mấy chục mẫu. Mỗi một tảng đá lớn đều cao chừng mấy chục thước, nặng chừng mấy vạn cân. Mà ở bên kia thạch lâm cũng là một cái sơn cốc sâu không thấy đáy, bên trong tràn ngập xương trắng, có một con vân hạc từ dưới bay thẳng lên, nhưng tuyệt đối không nhìn thấy được đáy sơn cốc. Dựa vào ghi chép trên thẻ tre thì Thương Sinh Động phủ ở ngay dưới đáy sơn cốc. Phong Phi Vân đứng cạnh thạch lâm, nhìn về hướng đáy cốc,
muốn nhờ Phượng Hoàng Thiên Nhã nhìn thử xem dưới đáy sâu bao nhiêu. Nhưng mà trong sự tối tăm nơi đáy cóc lại có một thực lực khác thường nào đó ngăn cản ánh mắt hắn, chẳng qua chỉ nhìn thấy được khoảng trăm trượng thì lại không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa hết. Càng lúc càng kỳ quái, Thương Sinh Động phủ lại có thể ở dưới đáy sơn cốc này hay sao? Rầm rầm. Phong Phi Vân lóng tai lắng nghe, trong lúc mơ hồ nghe được dưới lòng đất hình như một thanh âm muộn trầm truyền đế, hết sức đề kháng, tựa như có người ở sâu trong lòng đất, cách chừng mấy trăm thước đang giơ đại chùy gõ vậy. Phong Tiên Tuyết hiển nhiên cũng nghe được thanh âm này, nói. Đây chính là tiếng va chạm trong hầm mỏ ở sâu trong núi. Tiếng khai thác quặng lại có thể truyền xa như vậy sao? Phong Phi Vân nói. Thanh âm trong lòng đất truyền đi nhanh hơn trong không khí nên càng nghe rõ ràng hơn. Phong Tiên Tuyết lại nói. Hơn nữa hầm mỏ trong lòng đất cũng kéo dài cực xa, có thể miệng hầm mỏ ở cách xa khoảng 10 dặm mà người đào mỏ lại đang khai thác khoáng thạch ở dưới chân chúng ta. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Mục đích chuyến đi này của chúng ta là vì linh tuyền trong Thương Sinh Động phủ, sau khi lấy được linh tuyền thì lập tức rời khỏi Kính Hoàn Cổ Sơn, ta có linh cảm không bao lâu nữa Kính Hoàn Cổ Sơn nhất định sẽ trở thành một nơi sinh sát hung địa. Với tu vi của Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết, tuy là vẫn chưa bay vút lên tận trời cao được nhưng mà muốn vượt qua vách đá thì lại không phải việc khó. Địa mạo đồ văn phác thảo trên thẻ tre cùng với nơi này vô cùng giống nhau. Mà vị trí của Thương Sinh Động phủ và đáy của sơn cốc cũng hết sức ăn khớp. Sương mù trong sơn cốc dày đặc, trên ngoài 10 thước vẫn là một mảng trắng xóa, bất cứ vật gì cũng không thấy được. Trên mặt đất không có một ngọn cỏ, trên tảng đá thì nhuốm đầy máu, còn có vô số tàn binh đoạn kích làm cho người ta cảm thấy sát khí lan tràn. Đây rốt cuộc là nơi nào, chẳng lẽ là một tòa cổ chiến trường sao? Phong Tiên Tuyết nhặt những đoạn kiếm gãy trên mặt đất lên. Trên bề mặt chúng đều dính đầy rỉ sắt, tựa như một khối cho bùn đất màu đỏ. Phong Phi Vân cầm lấy mảnh kiếm vụn đầy rỉ sắt lau chùi sạch sẽ, bên trong rỉ sắt lộ ra bạch quang tinh diệu, hình như vẫn còn từng dòng ấn ký điêu khắc cổ xưa, cũng không biết di vật này đã để lại bao nhiêu năm rồi. Đây là dùng hoa bạch thần nham và ngân xương cổ thiết chế tạo thành, một thanh kiếm vụn này vậy mà nặng đến 12 cân, đây tuyệt đối là do một tay đại luyện khí sư luyện thành, không hề tầm thường. Thị lực Phong Phi Vân thật khác thường, ngay cả chất liệu của vụn kiếm cũng nhìn thấy rất chuẩn. Đại luyện khí sư thật sự vô cùng ít ỏi, mỗi một người đều là một bậc thầy luyện khí, bọn họ ra tay luyện chế khí mãnh và binh khí thì dù cho không phải là cấp bậc linh khí thủ cũng tuyệt đối không thể là thứ tầm thường. Một mảnh kiếm vụn nho nhỏ mà đã có nguồn gốc lớn như vậy, ở trên đất lại đầy dãy tàn binh, chỉ sợ cũng không phải không có báu vật. Phong Phi Vân lại nhặt từ dưới đất lên vài món tàn binh. Trong đó có mũi trường thương, sừng đồng đỉnh, mảnh nhỏ cổ tháp, chuôi xích kính. Những tàn binh này hầu như đều là bảo vật do đại luyện khí sư luyện thành, thậm chí có hai món còn là mảnh vụn của linh khí. Ở nơi này rốt cuộc đã xảy một trận đấu đáng sợ đến thế nào mà ngay cả linh khí cũng bị đánh nát. Kỳ lạ, những binh khí này lưu lại ít nhất cũng đã nghìn năm, dù cho đã hỏng nhưng cũng tuyệt đối vô giá, tại sao những năm gần đây lại không có người nào đến nhặt chúng đi? Phong Phi Vân ở gia tộc Ngân Câu mua được xích long đoạn đao, đó chính là một món linh khí hỏng mà giá trị đã đạt đến 3.000 mai kim tệ, như vậy có thể thấy được những tàn binh trên đất này có giá trị cao thế nào. Phong Tiên Tuyết trầm ngâm chốc lát, nói. Thực sự là có chút kỳ quái, với tính cách Phong Vũ, nếu như thật sự đi đến tòa thâm cốc này thì tuyệt đối không thể nào không mang những tàn binh này đi. Đát đát, trong xương trắng truyền tới một hồi thanh âm ngổn ngang. Hình như có tiếng bước chân của ai đó, hoặc như là tiếng chân của mãnh thú, thậm chí giống như có bò sát đang bò trên mặt đất. Một luồng hàn khí dâng lên. Không hay rồi. Phong Phi Vân một cước chợt đạp trên mặt đất, một đạo cự lãnh màu xanh từ dưới chân hắn chuyển ra, lan tràn bốn phía xung quanh, chấn đắc toàn bộ binh khí trên mặt đất làm chúng bay lên. Có một cái bóng màu đen bị đánh bay ngang qua, không rõ rốt cuộc đó là vật gì. Lúc này trong sơn cốc lại khôi phục sự yên tĩnh, nhưng mà Phong Phi Vân lại không cách nào yên tâm, một cái bóng đen vừa rồi tuy là đã bị bức lui nhưng cũng chứng minh trong sơn cốc này quả thực tồn tại một loài sinh vật nào đó. Rất có thể những người đã từng đến tòa sơn cốc này đều đã chết trong miệng của những loài sinh vật kia. Tu vi tiên căn sơ kỳ. Đây vẫn là lần đầu tiên Phong Tiên Tuyết thật sự nhìn thấy Phong Phi Vân xuất thủ, có chút rất kinh ngạc thử quan sát hắn.
phải biết rằng một năm trước nàng nhìn thấy Phong Phi Vân thì hắn còn không biết bất kỳ cách tu luyện nào, chỉ xa cách một năm vậy mà đã đạt đến tiên căn sơ kỳ, tốc độ tu luyện như vậy quả thực là chưa thấy chưa nghe bao giờ. Nếu như là nàng biết rõ Phong Phi Vân thật ra chỉ tu luyện trong thời gian 3 tháng, chỉ sợ không phải chỉ đơn giản kinh ngạc như thế này. Chẳng lẽ dưới dáng vẻ phong lưu bất cần đời lại là một thiên tài tu tiên? Trong lòng Phong Thiên Tuyết trở nên vui mừng một cách khó hiểu, nhưng mà nghĩ lại một chút, hắn có thiên phú tu tiên bao nhiêu thì tại sao mình lại vui mừng chứ? Bản lĩnh hắn càng lớn thì mai sau làm chuyện xấu cũng càng nhiều. Tiên căn sơ kỳ mà thôi, muội cũng đã đạt đến thần cơ trung kỳ, so với muội kém hơn 4 cảnh giới thì có gì hay ho đâu chứ? Phong Phi Vân là từ trong nội tâm mà khâm phục nàng, tuổi còn nhỏ mà tu vi đã mạnh như thế. Như vậy tuyệt đối không phải chỉ có thiên tư xuất sắc đơn giản như vậy, phía sau việc này không biết nàng còn phải chịu bao nhiêu đau khổ, bỏ ra không ít mồ hôi. Có thể đạt đến cảnh giới linh dẫn, coi như là bước vào ngưỡng cửa tu tiên, đạt đến cảnh giới tiên căn, coi như là trở thành cao thủ một phương, mà người có thể bước lên cảnh giới thần cơ thì lại ít lại càng ít, chính là một người có sức mạnh bậc nhất trong gia tộc và tiên môn. Tựa như một thế lực lớn như Phong gia vậy. Một khi đạt đến cảnh giới thần cơ thì có thể phong làm trưởng lão, quyền lợi cực đại. Phong Tiên Tuyết tuổi chỉ 14 nhưng lại có thể đạt được thần cơ trung kỳ, tu vi có thể so với một vị trưởng lão, thành tựu tương lai quả thực bất khả hạn lượng. Phong Phi Vân bây giờ mới chỉ ở cảnh giới tiên căn sơ kỳ, dù cho sử dụng đặc thù bất tử phượng hoàng thân, hắn có thể vượt qua được một cảnh giới chiến đấu thì cũng đã tương đương với chiến lực tiên căn trung kỳ, nếu lại có thể tăng thêm thần uy linh khí. Cố gắng lắm mới có thể chống chọi với một cường giả thần cơ sơ kỳ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ ngang tài ngang sức với cường giả cảnh giới thần cơ sơ kỳ. Huống chi mặc dù mang linh khí bên người nhưng hắn vẫn không thể tùy ý sử dụng nên chiến lực cũng giảm bớt rất nhiều. Đây đều là do từ nhỏ muội đã dùng linh dược để cải thiện thể chất nên mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Nhưng mà huynh thì khác, huynh thông minh như vậy, hơn nữa thiên tư lại rất cao. Chỉ cần bằng lòng nỗ lực thì tương lai nhất định có thể cao hơn muội, thậm chí có thể trở thành đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ ở Phong gia. Phong Tiên Tuyết nghiêm túc nói, rất dễ nhận thấy nàng đối với Phong Phi Vân có kỳ vọng rất cao. Ha ha, tu vi còn chưa bằng một tiểu nha đầu như muội mà còn muốn làm đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ Phong gia sao? Chỉ sợ mấy người tài tuấn nghịch thiên kia của Phong gia cũng đã đạt tới cảnh giới thần cơ rồi, nếu muốn chiến thắng bọn họ sợ là không dễ dàng như vậy. Phong Phi Vân cũng biết mình bắt đầu tu luyện thì phải kiên trì, nếu muốn đuổi kịp thậm chí vượt hơn những người này thì chỉ có thể dùng linh tuyền, nếu có thể lấy được một giọt linh tuyền, như vậy thì hắn liền có thể nắm chắc việc trong vòng 3 ngày có thể đột phá đến cảnh giới tiên căn trung kỳ. Điều quan trọng chính là một khi tu luyện thành công tầng thứ 3 hoán huyết là có thể vượt qua được 2 tiểu cảnh giới chiến đấu, với tiên căn đỉnh phong cũng có thể chống lại với trưởng lão thần cơ trung kỳ. Nếu lại công thêm uy lực của linh khí thì cũng đủ để giết cường giả thần cơ đỉnh phong. Nhưng mà linh tuyền với linh dược lại rất ít ỏi, vô giá, đừng nói là 10 giọt, cho dù tìm được chỉ một giọt thù cũng đã là tiên duyên mạc đại rồi. Mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt, nứt ra một khe hở, phía dưới có vũ khí hắc sắc dâng trào, ngưng tụ thành từng đạo tựa như bóng hình quỷ vật. Sự thay đổi này quả thực là quá bất ngờ. Một con quỷ lưu lại trên lưng Phong Phi Vân một đường huyết trảo, vết thương biến thành màu đen, khói đặc bốc lên. Con quỷ này ở đâu ra vậy? Phong Phi Vân vẫn bất tử phượng hoàng thân, huyết khí toàn thân sôi trào lên, đem huyết dịch quỷ khí bị tấn công kia bức cho ra bên ngoài cơ thể. Những con quỷ này nhanh chóng chạy như bay trong trời đất, lại đánh nhào tới, dương nanh múa vuốt thật là dọa người. Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết cùng nhau xuất thủ. Trên lòng bàn tay dụng xuất linh khí, đốt cháy nhất muội nguyên hỏa, đánh ra hai đạo hỏa diễm tạo thành một bức tường ngăn cản những con quỷ kia lại. Cùng lúc đó khe nứt trên mặt đất lại càng lúc càng rộng ra, dưới nền đất khe nứt rộng đến nửa thước, đủ để nuốt chừng một người vào trong. Dưới khe nứt có cái gì đó? Phong Thiên Tuyết nói. Đó là, một tòa thạch đài, giống như một cái cửa vào động phủ, trên mặt còn có mấy huyết tự nữa, viết là. Thương sinh dĩ tử, vạn vật dĩ tuyệt. Thị lực Phong Phi Vân kinh người, tuy là khe nứt dưới đất có ánh sáng mờ mịt nhưng hắn cũng nhìn thấy được cửa vào của thương sinh động phủ. Thương sinh dĩ tử, vạn vật dĩ tuyệt. Đó dĩ nhiên chính là thương sinh động phủ. Không ngờ thương sinh động phủ vậy mà ở sâu dưới lòng đất, chỗ đó hình như nối liền với một cái linh mạch,
bởi vì Phong Phi Vân cảm nhận được linh khí chấn động mãnh liệt, tựa như một dòng linh khí đại hà trong lòng đất tuôn ra vậy. Lúc này trong sơn cốc cũng càng lúc càng không yên ả nữa, bóng những con quỷ kia càng lúc càng nhiều, phát ra tiếng kêu chói tai, tựa như ác quỷ đang khóc giống. Hơn nữa những bình khí hư hỏng vốn đang nằm trên mặt đất giờ cũng đang từ từ bay lên, giống như bị một cánh tay vô hình nào đó nắm lấy, đồng thời còn hướng về tòa động phủ dưới lòng đất mà đánh tới. Đây là do một sức mạnh vô hình lôi kéo bọn chúng, tự như muốn công phá một tòa phong ấn, đem thứ gì đó thả ra ngoài. Cửa vào động phủ ở sâu dưới lòng đất bị những tàn binh kia đụng phải nổ vang, tựa như từng tiếng sấm vang trời, ước chừng ngoài 10 dặm cũng có thể nghe được tiếng vang, tương đối chấn động nhân tâm. Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết lại ở rất gần nên bị những tiếng nổ này làm cho chấn đắc toàn thân, huyết khí sôi trào, suýt nữa cùng nhau phun ra một ngụm huyết dịch. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nơi này tại sao lại nguy hiểm đáng sợ như vậy? Lúc này Phong Tiên Tuyết đã thụ thương, sắc mặt tái nhợt dọa người, giống như muốn bất tỉnh. Phong Phi Vân nói, nơi này vốn không hề nguy hiểm đáng sợ, dù sao thì với một thân thể phàm nhân như Phong Vũ mà còn có thể an toàn rời đi thì ta nghĩ rằng chắc có thứ bí mật gì đó trong Thương Sinh Động Phủ bị kích động nên mới làm cho nơi này biến thành nơi hung sát. Phong Phi Vân vừa dứt lời, cửa động Thương Sinh Động Phủ dưới lòng đất bị những tàn binh kia công phá làm cho mở ra. Một đạo bạch quang chói mắt từ trong cửa động nổ bắn ra ngoài, xuyên thấu thẳng qua xương trắng trong thâm cốc, trực phá trường không. Vèo. Luồng ánh sáng này mang theo oán khí và hung khí, như bạch hồng quán nhật, so với ánh sáng mặt trời còn nóng rực hơn nữa, 800 dặm xung quanh kính Hoàn Sơn cũng có thể thấy được luồng ánh sáng rực rỡ này. Lúc này, rất nhiều người cũng chú ý đến luồng ánh sáng nơi chân trời, tựa như một thanh thần kiếm nối liền trời đất, ánh sáng thực sự quá chói lọi. Phong Phi Vân kinh hãi. Vốn muốn im lìm phát đại tài, chiếm lấy linh tuyền thì liền rời khỏi vậy mà bây giờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng đã làm cho cả Nam Thái Phủ và Tử Tiêu Phủ Thành đều kinh sợ, trong vòng vài hôm nữa nhất định các cường giả của những đại gia tộc sẽ chạy đến đây. Tiếng động vừa rồi quả thực quá lớn, không thua gì thần long xuất thế, đã làm cho toàn bộ cường giả trong kính Hoàn Cổ Sơn đều bị kinh động, những người này đều đang cưỡi ngựa không dừng, thần tốc hướng về thâm cốc chạy tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời xuất hiện bóng người qua lại không ngớt, tiếng xé gió liên miên bất tuyệt, quả thực là thần hồn nát thần tính. Một luồng cảm giác sơn vũ dục lai phả vào mặt. Trong thâm cốc, quỷ ảnh càng ngày càng ngưng tụ, dữ tợn vô cùng, ngũ quang khoa trương, có con mắt to chừng như nấm tay, có con hàm răng cứ như tấm thép, có con lỗ tai dài đầy lông lá. Bọn chúng cảm nhận được khí tức từ trong Thương Sinh Động Phủ dưới lòng đất truyền ra nên càng lúc càng trở nên điên cuồng. Mang theo lực lợi chảo hủ thực ăn mòn đem bức tường nhất muội nguyên hỏa do Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết tạo thành cũng bị công phá. Trong quang hoa chói mắt có nhiều ngọn hỏa diễm vỡ vụn rơi xuống, đem những hòn đá trên đất bị đốt cháy đen, phát ra tiếng suy suy. Khe nứt dưới nền đất càng lúc càng rộng ra, lúc đầu rộng chừng một ngón tay, tiếp đó lại rộng khoảng một bàn tay, sau đó là rộng một thước và đến cuối cùng đã rộng tới hơn 10 trượng. Tựa như một tòa vực thẳm nằm ngang trước mắt, phía dưới mơ hồ, có tiếng rít chói tai từ dưới đáy truyền tới, giống như có vô số thanh kiếm bay ở phía dưới vậy. Cửa động Thương Sinh Động Phủ thì treo lơ lửng ở giữa vực thẳm, trên cửa động có một tấm bia đá cổ kính vắt ngang, văn tự khắc bằng mực xanh mực đỏ, thương sinh dĩ tử, vạn vật nhất diệt. Đã mấy ngàn năm trôi qua, thế sự thay đổi, năm tháng luân chuyển, văn ấn cổ xưa trên kia cũng đã phai mờ đi không ít, gần như không thấy rõ nữa. Trên cửa động, một đạo quang hoa rực rỡ bắn ra từ trong cái khe làm người khác nhìn thấy mà giật mình, quả thật giống như ánh nắng mặt trời vậy, làm cho người khác không thể nhìn thẳng vào. Thứ gì vậy? Phong Tiên Tuyết đang đứng bên cạnh khe nứt, chợt cảm giác được phía sau có một cánh tay đang ngấm ngầm bóp chặt cổ nàng, cơ thể không khống chế được mà rơi xuống phía dưới. Thình thịch, một tảng thổ thạch thật to bị nàng giẫm lên bị vỡ nát, trong lòng bàn tay nàng xuất ra một đạo bạch luyện. Đánh về phía trên, muốn bay ngược lại lên tận trời, nhưng mà một luồng sức mạnh ở phía dưới lại vượt quá xa tưởng tượng của nàng, bạch luyện trong nháy mắt bị gãy lìa. Cái quái gì vậy? Phong Phi Vân không có bất cứ do dự nào, nhảy thẳng xuống khe nứt, đưa tay nắm lấy cánh tay Phong Tiên Tuyết, cánh tay kia chợt vỗ vào vách đá bên cạnh, toàn bộ bàn tay in sâu vào trong vách tường đá. Ở trong giờ phút nguy cấp này, rất có thể nhìn ra được chủ tâm của một người.
Phong Phi Vân biết rõ phía dưới vực sâu nguy hiểm vô cùng, ẩn núp biết bao sinh vật nguy hiểm đáng sợ, nhưng vì cứu nàng, vẫn không có bất cứ do dự nào mà tung người nhảy xuống. Thiên hạ còn có người nào có thể làm được như hắn không? Còn nói không thích muội. Trong lòng Phong Tiên Tuyết cảm động tột cùng, nàng hiểu được sau này dù cho là vì Phong Phi Vân mà chết thì nàng cũng sẵn lòng. Đúng là mối tình đầu của tuổi trẻ, si tình cũng không ngốc. Lên trước rồi hãy tính. Hai cánh tay Phong Phi Vân đồng thời phát lực, huyết dịch trong người cứ như là nước sôi trong chảo dầu, bộc phát ra sức mạnh kinh người, muốn đem Phong Tiên Tuyết ném lên trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, một đạo trưởng ấn cực đại từ sâu dưới vực thẳm xông thẳng lên, một trưởng đánh vào lồng ngực Phong Phi Vân, thực lực của một trưởng này quả thật đào núi lấp biển, đánh thẳng vào làm cho bộ ngực hắn lõm xuống, tiên diệp nhỏ giọt thành dòng. Hắn vẫn không buông tay, tiên diệp theo cánh tay hắn nhỏ xuống, từng giọt rơi vào mặt Phong Tiên Tuyết. Hắn cắn răng thật chặt, lần nữa dụng lực. Thình thịch, trưởng ấn thứ hai lại từ phía dưới vực thẳm đánh bay tới. Trưởng ấn tựa như một phiến mây đen to lớn, trực tiếp đánh vào người Phong Phi Vân làm cho hắn bay lên cao đến trăm thước, sau đó thình thịch một tiếng, hắn ngã trên mặt đất ở thâm cốc. Bụi đất bay lên, nện một phát tạo thành một cái hố có hình người. Con mẹ nó, tại sao lại tồn tại một vương triều thần tấn cường đại như vậy chứ? Phong Phi Vân xoa xoa mông, bụng ngực lại, trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Hắn bỏ đến bên cạnh khe nứt, nhìn về phía vực thẳm. Chỉ thấy có một luồng sức mạnh vô hình từ trong cái khe kia đã lôi Phong Tiên Tuyết vào trong Thương Sinh Động Phủ. Leng keng. Phong Phi Vân cảm giác được có cái gì đang rung rung kịch liệt trong ngực, phát ra tiếng đong đưa như chuông đồng hồ, tựa như tiếng chuông điều khiển người chết của cản thi nhân. Thẻ tre. Cái gì đó đang rung động kịch liệt chính là miếng thẻ tre to chừng bàn tay, nhưng mà lúc này đồ văn địa mạo trên thẻ tre đều đã bị thay đổi, di chuyển siêu siêu vẹo vẹo. Vậy mà cuối cùng lại hóa thành hình dạng một miếng phù lục. Bốn chữ Thương Sinh Động Phủ trên thẻ tre cũng biến thành Thương Sinh Động Phù. Chẳng lẽ miếng thẻ tre này? Không, Thương Sinh Động Phủ dẫn động một người nào đó đang tồn tại trong Thương Sinh Động Phủ cho nên ở nơi này mới phát sinh biến đổi kinh hoàng như vậy. Dù sao thì Phong Phi Vân cũng cảm thấy không chỉ có như vậy mà thôi, nhất định còn có cái gì đó mà hắn từng trải qua rồi, nhưng lúc này lại không thể nhớ ra được. Bây giờ Phong Tiên Tuyết bị kéo vào trong Thương Sinh Động Phủ, sống chết chưa biết, nếu muốn cứu nàng thì cũng chỉ xông vào Thương Sinh Động Phủ. Phong Phi Vân đang muốn xông vào Thương Sinh Động Phủ thì bỗng dưng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một cổ khí lãnh rơi từ trên xuống, khí thế khá bất phàm. Không ngờ nhanh như vậy mà đã có người chạy tới. Phong Phi Vân vội vàng lùi vào trong một góc nhỏ ở thâm cốc có xương trắng mờ mịt, dự định trước tiên hãy để cho những người này đi dò đường. Mộc sư huynh, dù sao thì đệ cũng cho rằng đạo ánh sáng này dường như là điềm lành, nói không chừng sẽ có một món linh khí sắp xuất hiện. Nếu thật sự có linh bảo xuất hiện, được sư huynh đệ chúng ta nắm ở trong tay rồi đem tặng cho tổ sư ra thì địa vị sau này của chúng ta ở đại diễn môn sẽ càng cao hơn những đệ tử chân truyền kia. Hai đàn ông người mặc đại bào màu hạnh hoàng từ phía trên đi vào sơn cốc, chân đạp lên nham nhạch, nhanh chóng đi xuống phía dưới. Mỗi một bước của bọn họ đều dẫm vào chỗ nham thạch nhô ra, tốc độ cực nhanh, cứ như lữ bình để vậy, rất nhanh đã đứng vững trên mặt đất. Hai người này khoảng 27, 28 tuổi, trên lưng mang theo cổ kiếm cấp bậc bảo khí, trên mặt bao bọc bởi một tầng linh mang nhàn nhạt, giống như một món giáp trụ bảo vệ thân thể bọn họ. Hiển nhiên là hai người này đều rất cẩn thận. Vũ khí trong thâm cốc rất dày, tuy là tu vi bọn họ đều đã đạt đến tiên căn sơ kỳ. Coi như là cường giả tu tiên một phương nhưng vẫn chỉ dám từng bước tiến lên phía trước, hình như cũng đã cảm nhận được một cổ túc sát khí trong thâm cốc vậy. Không hay rồi Mộc sư huynh, đệ cảm thấy nơi này căn bản không giống như điềm lành xuất hiện, ngược lại thì giống như một hung nhân thiên cổ muốn chui từ dưới đất lên. Tiếng của một người đàn ông trong đó có chút phát run, không dám tiến lên trước một bước. Quả thật là rất âm u, vừa rồi hình như huynh còn nghe được quỷ hồn đang khóc, mau rời khỏi nơi này đi. Lập tức rời khỏi đây, đem việc này bẩm báo với trưởng lão trong môn. Hai vị nam tử kia tuy đều là cao thủ nhưng can đảm chỉ có chừng mực, mới vừa hạ cốc cũng đã chùn chân, nhưng cũng đã quá muộn. Xít xít. 7, 8 con quỷ ảnh tử màu đen từ trong sương mù hiện ra vây lấy hai người bọn họ, rồi cùng nhau nhào tới. Cẩn thận, giết. Hai nam tử này chưa từng gặp qua cái gì quỷ dị như vậy, trong lòng đã sớm khiếp đảm không thôi.
tuy là tay cầm cổ kiếm nhưng lại cảm giác được cánh tay như nhũn ra, bắp đùi bị co rút, thập tầng tu vi cũng không phát huy ra được tam tầng. Phốc! Cổ kiếm bọn họ tuy là chém đứt quỷ ảnh tử nhưng mà những quỷ ảnh tử này lại lập tức ngưng tụ lại lần nữa, một chảo đã đem cái lỗ tai của một người nam tử trong đó xé xuống. Lỗ tai của ta, Mộc sư huynh cứu ta, cứu ta. Xong rồi, xong rồi. Chết chắc, chết chắc. Người nam tử kia vừa vung kiếm lung tung, đánh ra từng đạo linh khí ngổn ngang, vừa không ngừng kêu cứu nức nở. Nhưng Mộc sư huynh của hắn lúc này cũng không khá hơn hắn là bao, trên người đã có hơn chục vết thương, cũng ở đây kêu cứu, cũng khóc thét lên. Phong Phi Vân càng xem càng nóng giận, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước ra, mắng to. Hai người các ngươi dù sao cũng là cao thủ cảnh giới tiên căn, hơn nữa cũng đã sống đến chừng ấy tuổi, vậy mà sao cái đầu không biết suy nghĩ thế. Hai đệ tử của đại diễn môn mừng rỡ, không ngờ tới trong sơn cốc lại có người, quả thực giống như tuyệt sử phùng sanh. Tiền bối, mau cứu chúng tôi chính là đệ tử của đại diễn tiên môn, kế tục là lục trưởng lão pháp hoa tử của đại diễn tiên môn, nếu như tiền bối cứu mạng chúng tôi, sau này chúng tôi nhất định hậu tạ. Danh hào đại diễn tiên môn hiển nhiên Phong Phi Vân đã nghe qua, đây chính là một đại thế lực thượng hào ở Nam Thái Phủ, thực lực có thể cùng so sánh với Phong gia, nghe đồn đệ tử đại diễn tiên môn đạt hơn mấy chục vạn, chỉ là nhân vật cấp trưởng lão đã đạt đến hơn 300 người. Hơn 300 vị trưởng lão mà sư phụ của bọn họ có thể đứng thứ 6, như vậy có thể thấy địa vị của sư phụ bọn họ ở đại diễn tiên môn rất cao, tu vi cao cường, nếu có thể cứu bọn họ một mạng. Vậy cũng coi là cùng với nhân vật như lục trưởng lão của đại diễn tiên môn kết thiện duyên. Cuộc trao đổi này làm được. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng, nói. Những quỷ ảnh tử này sợ lửa, các người có thể dùng nhất muội nguyên hỏa công kích bọn chúng, vậy là có thể bức lui bọn chúng. Hai đệ tử kia vội vàng thi triển linh khí, phóng ra nhất muội nguyên hỏa, chớp mắt đã bức cho những quỷ ảnh tử kia rút lui, tiêu biến trong màn xương trắng mù mịt. Ha ha! Những con quỷ này vốn không chịu nổi một kích của ta, thần thông đại diễn tiên môn của chúng ta quả thực vô địch, chu ma chu tà. Hai người này phá lên cười, quả thực giống như hai vị tiên sư, đâu còn có bộ dạng lúng túng kêu cha gọi mẹ như lúc nãy. Tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, chút ít lòng thành này bày tỏ sự ngưỡng mộ. Vị mộc sư huynh kia lấy một khối hoàng thạch từ trong ngực ra, cung kính đặt vào trong tay Phong Phi Vân. Khối ngoan thạch này cũng to chừng nắm tay, mặt ngoài thô ráp, chất địa tùng tán, không có một chút đặc biệt nào, quả thực giống như một cục đá ở ven đường vậy. Đường đường là đệ tử của đại diễn tiên môn, lẽ nào đáp tạ ân nhân cứu mạng như vậy sao? Tùy tiện nhặt một khối đá vụn lên, liền lấy đó tặng người, quả nhiên là. Chút ít lòng thành. Phong Phi Vân mở to mắt, bên trong có hỏa diễm nhàn nhạt đang phát hỏa, liền vội vàng nhận lấy khối hoàng thạch, cười nói. Lại là một khối chân diệu linh thạch, khụ khụ, chút ít lòng thành này quả thật không phải nhỏ rồi. Phong Phi Vân dùng tay bóp một cái, tức khắc đem hoàng thạch đang cầm trong tay bóp nát, hóa thành một thanh hoàng sa, mà bên trong hoàng sa lại toát ra ánh sáng ngũ bạch sắc. Hiện ra một viên linh thạch lớn bằng đầu ngón tay út, bên ngoài nhẵn bóng vô cùng, sờ tay vào thấy lạnh buốt, vẫn không ngừng giật tản ra ngoài vũ khí bạch sắc. Cái này hiển nhiên không phải là thủy vụ thông thường. Mà là nồng độ linh khí đã đạt đến một trình độ nhất định thì mới có thể bị người khác nhìn thấy bằng mắt thường. Vị mộc sư huynh của đại diễn tiên môn vội vàng lấy từ trong lòng ngực ra một cái hộp nhỏ bằng ngọc thạch, đưa cho Phong Phi Vân, càng thêm cung kính, nói. Tiền bối quả nhiên là cao nhân, lại có thể nhìn thấu hoàng thạch, biết được bên trong chính là chân diệu linh thạch, chẳng lẽ tiền bối chính là một tầm bảo sư tôn quý. Nghe được ba chữ tầm bảo sư. Ngay cả vị đệ tử đứng bên cạnh cũng cảm thấy kính nể, phải biết rằng địa vị tầm bảo sư trong thiên hạ cực cao, cho dù chẳng qua chỉ là một vị tầm bảo sư cấp bậc thấp nhất thì địa vị cũng không dưới một vị trưởng lão. Số lượng tầm bảo sư so với chí sư còn phải ít ỏi hơn nhiều, Nam Thái Phủ rộng lớn, đất nước bao la nhưng có thể tìm được 10 vị tầm bảo sư thì đã quá khó khăn rồi. Nếu nói tầm bảo là tìm kiếm thiên tài địa bảo, linh mạch dưới lòng đất, viễn cổ thần tàng, khoáng thạch linh căn, vân vân. Thì chuyện này đối với trình độ tầm bảo sư đòi hỏi cực cao, nhất định phải có tài năng tinh thông pháp nhãn vô thượng, thiên văn địa lý, tinh tú khí tượng, lịch đại cổ văn, tập suy tính, vân vân. Có thể nói tầm bảo sư gần như chính là người giàu có nhất thiên hạ, đó là một nhóm người thần bí nhất, hành tẩu trong thâm sơn đại trạch,
tiềm hành trong địa mạch cổ mộ, chiến đấu với mãnh thú, đấu với tử linh, bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với khiêu chiến của thiên nhiên và phong ấn cấm địa viễn cổ. Đương nhiên muốn trở thành một vị tầm bảo sư cũng cần phải lấy được thiết lệnh do vạn tượng tháp ban tặng mới được, ngũ đại huyền sư đều không ngoại lệ. Năng lực Phong Phi Vân hoàn toàn không kém gì những tầm bảo sư nhất phẩm kia, nhưng mà lại không biết làm thế nào để có thiết lệnh của vạn tượng tháp, chỉ có thể chẳng nói đúng sai mà cười cười, sau đó cầm lấy viên chân diệu linh thạch nho nhỏ kia bỏ vào trong hộp ngọc cất giữ để tránh cho linh khí trong linh thạch bị trôi đi mất. Chân diệu linh thạch chính là một trong 18 loại linh thạch kỳ dị, cũng là một trong những loại linh thạch bình thường nhất trong 18 loại, chính là linh khí tinh thuần trong thiên địa ngưng tụ thành thạch. Tuy cũng chỉ là một viên lớn bằng đầu ngón tay út nhưng ở linh khí ngưng tụ ở bên trong cũng đã đủ để một vị tu sĩ tiên căn sơ kỳ tu luyện 3 năm trời. Lợi dụng linh thạch để tu luyện, so với linh khí hấp thụ trong thiên nhiên thì nhanh hơn gấp đôi. Nói cách khác, lợi dụng viên chân diệu linh thạch này tu luyện 3 năm thì tương đương với thành quả của một tu sĩ tiên căn tu luyện 6 năm. Dù cho chân diệu linh thạch chỉ là một loại linh thạch bình thường nhất trong 18 loại nhưng mà vẫn là vô giá. Không phải là nhân vật thiên tài của đại gia tộc thì căn bản không thể có được, so với một món bảo khí thì càng đắt giá hơn. Hai vị thực sự quá khách khí rồi, lần đầu tiên gặp mặt mà đã tặng cho ta lễ vật quý như vậy, ý tốt như vậy làm sao tôi dám nhận lấy chứ? Phong Phi Vân tuy là nói như thế nhưng mà hắn cũng đã đem hộp ngọc nhét vào trong ngực, hơi kéo vạt áo lại, hiển nhiên là không có khả năng móc ra lại. Mộc sư huynh cũng là một người thức thời, cười nói. Không dối gì tiền bối, ở trong kính Hoàn Sơn này cũng có một tòa hầm mỏ của đại diễn tiên môn, hàng năm đều có thể sản xuất ra hơn 100 khối linh thạch, huynh đệ chúng tôi trấn giữ hầm mỏ cũng đã 15 năm trời, lấy ra một viên linh thạch để tặng tiền bối thì cũng không phải việc gì khó. Tu vi hai người này cũng đã đạt tới tiên căn sơ kỳ, coi như là cao thủ một phương, trấn giữ một tòa hầm mỏ dĩ nhiên là dư sức, chỉ là bọn họ nhìn ngang nhìn dọc cũng chỉ có hình dáng chừng 20 tuổi. Chẳng lẽ lúc mấy tuổi bọn họ đã đến kính Hoàn Sơn trấn giữ hầm mỏ hay sao? Phong Phi Vân hiển nhiên cũng không tin rằng người trong đại diễn tiên môn lại có thể sai phái hai đứa trẻ này đến trấn giữ hầm mỏ, liền hỏi. Xin hai vị cho biết tuổi. 38, 36, đều hơn 30 tuổi. Trong lòng Phong Phi Vân chợt bừng tỉnh, người tu tiên tu vi càng cao lại càng có thể trẻ tuổi bất diệt, hèn chi hai người này biết hắn tuổi còn trẻ. Còn gọi hắn là tiền bối, hóa ra là bọn họ cho rằng Phong Phi Vân là do tu vi mạnh mẽ mà nghịch chuyển sinh lý, tóc bạc chuyển xanh. Dù sao thì nếu như có thể ung dung trong sơn cốc nguy cơ bốn phía này thì nhất định là người có tu vi cao tuyệt, ít nhất thì bọn họ cho là như vậy. Tiền bối chính là cao nhân đắc đạo, có biết trong sơn cốc này rốt cuộc đã xảy ra đại sự như thế nào mà thần quang trùng thiên, xuyên phá trời xanh không? Mục sư huynh hỏi. Cái này... Quả thật là có đại sự xảy ra, ta đoán là trong vài hôm nữa sẽ có hung ma xuất thế. Phong Phi Vân muốn dọa cho hai người này rút lui, dù sao thì trong thương sinh động phủ cũng có một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, nếu như xuất thế e rằng với thực lực của cả vương triều thần tấn cũng chưa chắc có thể trấn áp được. Phong Phi Vân chính là người nhìn xa trông rộng, hiểu biết việc đời, dường như đã có thể thấy được cảnh tượng máu nhuộm thiên lý. Quả nhiên là có hung ma xuất thế. Chúng ta lập tức đi thông báo cho trưởng lão trong môn đi. Vị mộc sư huynh kia lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc phi phù, cắn đầu ngón tay, đem máu vẽ trên phù lục, nhất thời đem linh tính của ngọc phi phù kích hoạt lên, hóa thành một đạo ngọc quang bạch sắc giống như phi kiếm xông thẳng lên 9 tầng trời, biến mất ở trong mây trắng núi xanh. Hiển nhiên đã đem sự tình nơi đây truyền lại cho đại diễn tiên môn. Tiên bối, người yên tâm, đệ tử đại diễn tiên môn chúng tôi đều là chân hào kiệt. Không thể nào bị hung ma làm cho sợ hãi, tôi đã thông báo cho trưởng lão trong môn rồi, nhiều nhất là 3 canh giờ thì cao thủ đại diễn tiên môn sẽ truy phong thiên lý mà tới. Mục sư huynh mang trên mặt vẻ hứng khởi, nhưng mà trong lòng cũng nghĩ thầm, những nơi đại hung như thế này đều kèm theo những thần bảo xuất thế, vị tiền bối này muốn hù dọa cho sư huynh đệ chúng ta rời khỏi đây, nhất định là muốn một mình chiếm lấy thần bảo. Kha kha, một khi các trưởng lão trong môn chạy tới đây lấy được thần bảo thì sư huynh đệ chúng ta sẽ có một cái công rất lớn. Phong Phi Vân không nhịn được mà bật cười, hai người này vừa rồi đều bị dọa đến kêu cha gọi mẹ, giờ vẫn còn nói là chân hào kiệt, đáng lẽ là muốn khuyên hai tên nhát gan này mau chóng rời khỏi đây thì có thể họ sẽ giữ được một mạng, nhưng thật không ngờ bọn họ chẳng những không đi lại còn thông báo cho trưởng lão ở đại diễn tiên môn.
một cổ sức mạnh trong thương sinh động phủ kia nếu như mà những người trưởng lão này có thể chống chọi lại được thì đó mới là chuyện lạ. Có điều là chẳng qua là sẽ thêm mấy cổ tử thi nữa mà thôi. Phong Phi Vân so với những người khác chính là hiểu rõ được một cổ sức mạnh kia vừa rồi đã đáng sợ như thế nào, nếu thật như có một người từ trong thương sinh động phủ lao ra thì coi như là 100 bị trưởng lão cũng không đủ để giết. Lại có người đến. Ba người vội vàng trốn vào một góc nhỏ trong sơn cốc. Một bóng người mặc áo màu xám cho từ trên thâm cốc nhảy xuống, hắn cũng không có mượn lực đạp vào vách đá, chỉ trực tiếp nhảy xuống mặt đất, hơn nữa còn không có phát ra một chút tiếng động nào, tựa như một chiếc lá rụng rơi xuống. Hắn ăn mặc có vẻ rất nghèo túng, tuổi tác cũng chỉ khoảng 17, 18 mà thôi, trên lưng mang một thanh đao mảnh khảnh, làm cho người ta cảm thấy bị một lực vô hình nào đó đè nén. Có quỷ ảnh màu đen nhào về phía hắn, nhưng mà hắn cũng không chuyển động một cái, đao trên lưng toát ra ánh sáng chói mắt, một cổ sát khí từ trong thân đao trùng xuất, trực tiếp chấn đắc những quỷ ảnh kia làm cho chúng bị tứ phân ngũ liệt. Thực lực quả là cường đại, đây cũng là một vị tiền bối. Mộc sư huynh thấp giọng nói, không phải là tiền bối thì không thể nào có thực lực cường đại như vậy. Vị sư đệ kia cũng nói theo. Phong Phi Vân cũng không nói gì. Xem ra hai người này đã ở trong hầm mỏ quá lâu, chẳng lẽ bọn họ không biết trên đời này có những nhân vật thiên tài, so với tiền bối trưởng lão lại càng cường đại hơn. Đó là sát thủ Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, Đỗ Thủ Cao. Phong Phi Vân lên tiếng nhắc nhở. Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung. Hai người cũng hít một hơi, toàn thân co quắp, hiển nhiên là bị cái danh này dọa sợ, cũng không dám nhìn về hướng Đỗ Thủ Cao, thậm chí cũng không dám thở lớn tiếng nữa. Sợ bị Đỗ Thủ Cao phát hiện. Phong Phi Vân đã sớm biết Đỗ Thủ Cao đã đến Kính Hoàn Sơn, đây chính là một tài tuấn trẻ tuổi có thể dùng một chiêu mà giết chết được ngay cả một trưởng lão, nếu như hắn xông vào thương sinh động phủ, vậy thì quả thực không tốt rồi. Vèo vèo vèo, lại có người đến, hơn nữa số người lại còn không ít. Đỗ Thủ Cao, thập lục hộ pháp Phong gia đã ở đây, ngươi theo chúng ta một chuyến đi. 16 đạo nhân ảnh từ trên thâm cốc trượt xuống. Mỗi một người đều mặc trọng giáp màu đen, cầm trong tay trọng đao to như ván cửa, trên người bọn họ đều mang theo linh khí bàng bạc, giẫm trên mặt đất tạo thành 16 cái hố thật to, thật sâu. Sát khí trên người bọn họ nối thành một chuỗi, như là biến thành một ngọn núi, đem sát khí trên người Đỗ Thủ Cao bị chèn ép phải co rúm lại. Trời ơi, là 16 chấp pháp hộ pháp của Phong gia, nghe đồn bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, chiến lực vô cùng đáng sợ. Đỗ Thủ Cao kia tại sao lại chọc phải Phong gia, vậy mà cũng đã làm cho thập lục hộ pháp cũng bị chấn động. Mộc sư huynh có vẻ rất hiểu những đại nhân vật này, bị cả kinh không nhẹ. Trong lòng Phong Phi Vân cũng rất rõ ràng, Đỗ Thủ Cao lại dám trắng trợn xông vào Tiềm Long biệt viện, đem 4 vị trưởng lão Phong gia giết chết, Phong gia không phái cao thủ đi đối phó hắn mới là chuyện lạ. Thập lục hộ pháp của Phong gia hình như có hình dáng rất nghiêu bức, mỗi người đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Đỗ Thủ Cao xem ra hôm nay thập tử nhất sinh rồi. Trong miệng Phong Phi Vân ngậm một cọng cỏ, cười mỉm, đánh giá thập lục hộ pháp, phát hiện trong 16 người này đã có người lớn tuổi, tóc đã bạc hoa râm, lại có người mắt ngọc mày ngài, tuổi tuyệt đối không vượt quá 20. Đặc biệt là một vị thiếu niên đứng giữa 16 vị hộ pháp, càng có vẻ khó lường, tuy là mặc trọng giáp mấy trăm cân nhưng mà phía dưới chân lại không hề bị lõm xuống chút nào, tựa như đạp trên mặt nước bằng phẳng vậy. Hai mắt hắn mang theo mấy phần tà khí, nhưng mà đồng tử lại hết sức thâm thúy, ngay cả Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân cũng không có cách nào nhìn thấu được hắn. Chẳng lẽ hắn chính là một trong những tài tuấn nghịch thiên ở Phong gia? Phong Phi Vân nghĩ thầm trong lòng. Đỗ Thủ Cao vẫn ung dung đứng ở đó, chẳng chút nào khẩn trương khi thấy 16 vị hộ pháp, chẳng qua chỉ thản nhiên nói. Chỉ bằng các ngươi thì có thể làm được gì Đỗ Thủ Cao ta? Gia chủ Phong gia phái các ngươi tới, nhưng mà chỉ để chịu chết mà thôi. Hừ, Đỗ Thủ Cao người có phần quá đề cao mình rồi, hôm nay Phong kiếm ta nhất định phải giết ngươi để nổi danh, ai cũng đừng xuất thủ, ta cũng muốn xem thử coi sát thủ Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung có bao nhiêu bản lĩnh. Vị tài tuấn nghịch thiên Phong gia kia tên là Phong kiếm, vậy mà lại muốn độc chiến với Đỗ Thủ Cao, khí phách với tự tin làm cho người ta phải khuất phục. Phong Phi Vân đứng một bên cũng là khinh tựa ẩn cười cười. Cùng với sát thủ sát nhân so tài, đây không phải là đang tìm cái chết hay sao? Xem ra tài tuấn nghịch thiên Phong gia có chỉ số IQ quá thấp rồi nha.
nếu Phong Kiếm đã tuyên bố thách đấu với Đỗ Thủ Cao thì hiển nhiên hắn cũng có bản lĩnh phi thường. Linh khí cả người hắn giật xuất cuồng bạo, giống như một con tiểu xà uốn lượn quanh người, xuất ra một quyền tấn công vang dội là đánh ra một đạo quyền ảnh cực đại. Khí thế kia làm cho người khác kinh ngạc, quyền uy càng tuyệt vời hơn, cuồng phong chấn đắc phù vù. Phong Phi Vân cũng thu hồi ý khinh miệt, trong thâm tâm gật gật đầu, tên Phong Kiếm này tuy là chỉ đánh ra một đạo quyền kình bình thường nhưng mà trong đạo quyền kình ấy lại xuất hiện rất nhiều kiếm khí cuồn cuộn khác thường. Một quyền kiếm khí đánh ra, quyền uy linh khí cực cao, so với cao thủ thần cơ trung kỳ như Phong Tiên Tuyết còn phải cao hơn một bậc. Quả nhiên không hổ là tài tuấn nghịch thiên, nếu như hôm nay không chết trong tay Đỗ Thủ Cao thì tương lai nhất định trở thành bá chủ Phong gia. Hai mắt Phong Phi Vân không hề chớp động một cái. Hắn rất muốn biết một chiêu này thắng bại như thế nào bởi vì cho tới lúc này thì tên sát nhân Đỗ Thủ Cao vẫn chỉ dùng đến một chiêu. Vèo. Phong Kiếm dĩ nhiên là vô cùng cường đại, lực một quyền cũng làm cho cát đá chấn động bay mù trời, nhưng mà trong chớp mắt thì tất cả quyền kình lại biến mất không tung tích. Đao trên lưng Đỗ Thủ Cao không biết từ lúc nào lại tự động xuất ra, một đao đã chém đứt cánh tay phải của Phong Kiếm. Chẳng qua chỉ là một đao nhưng mà Phong Kiếm lại hoàn toàn không tránh khỏi. Quá nhanh. Phong Kiếm giống như không cảm giác được đau đớn vậy, cả người đứng cứng còng, cũng không có nhúc nhích. Lúc đầu hắn cho mình là thiên tài có 102 trong thiên hạ, nhưng mà một đao kia của Đỗ Thủ Cao lại làm cho tất cả sự tự tin của hắn bị đánh tan tác. Hình như hắn đã biến thành một pho tượng mộc đầu nhân, mặc cho huyết dịch trên bả vai chảy như dòng nước, thần thái trong hai mắt càng lúc càng mờ nhạt. Phong Phi Vân thở dài nói. Phong Kiếm vô dụng. Phong Phi Vân đã gặp được không ít thiên tài, nhưng mà người có ý chí kiên định ít lại càng ít, Phong Kiếm tuyệt đối là thiên tài đứng đầu nhưng mà ý chí lại không bì kịp Đỗ Thủ Cao. Nếu như Đỗ Thủ Cao bị người ta một đao chém đứt cành tay thì càng kiên cường bất khuất chứ không trở thành một kẻ mất hồn mất vía như Phong Kiếm bây giờ. Đỗ Thủ Cao thu hồi đao, nói. Ta vốn muốn dùng một đao này lấy mạng của ngươi nhưng mà lại bị ngươi né được, chẳng qua chỉ chặt đứt một cánh tay của ngươi. Tu vi và thiên phú của ngươi cực cao, nếu có cố gắng thì tương lai sau này cũng chưa chắc có thể giết được ta. Phong Kiếm vẫn không nhúc nhích, tựa như đã mất đi linh hồn rồi vậy. Đôi mắt Đỗ Thủ Cao lạnh lùng nhìn Phong Kiếm chằm chằm, dường như cũng đã nhận ra cho tàn trong đôi mắt của hắn, lại nói. Vốn cứ tưởng ngươi là một đối thủ không tệ nên muốn giữ lại cho ngươi một mạng, không ngờ ngươi lại là một tên phế vật. Đã như vậy thì không cần thiết phải sống tiếp nữa. Phốc. Một đạo đao khí nhanh như tia chớp bay vút ra, trực tiếp chém Phong Kiếm thành hai khúc. Lúc Phong Kiếm té trên mặt đất thì 15 tên hộ pháp Phong gia mới có phản ứng, họ vội vàng hợp thành vòng chiến vây quanh Đỗ Thủ Cao. Đỗ Thủ Cao, vậy mà người lại dám giết Tằng Tôn cháu cố trai của Bát Thái gia, người gặp đại họa rồi. Phong gia và ngươi không đội trời chung, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Đỗ Thủ Cao bình thản ung dung. Ánh mắt quét nhìn những tên hộ pháp người mặc trọng giáp, nói. Chỉ bằng các ngươi. Lúc chữ cuối cùng vừa rơi ra, Đỗ Thủ Cao bốn bị vây chặt ở chính giữa bỗng nhiên biến mất tích, không có bất gì dấu hiệu nào để lại làm cho người ta cảm thấy quỷ dị vô cùng. Có người kêu lên. Đây là địa thuẫn thuật, chính là một chiêu kỳ môn linh thông, không ngờ Đỗ Thủ Cao lại tu luyện thành công. Linh thông trong tu tiên giới rất nhiều, nhưng mà những linh thông này cũng có chia thành cao thấp. Như Đỗ Thủ Cao lúc này là đang thi triển linh thông, chính là một môn kỳ môn linh thông hết sức khó tu luyện, một vạn người tu tiên cũng chưa chắc có một người có thể tu luyện thành công. Phong Phi Vân thực sự đã không thể chịu nổi 15 tên hộ pháp cứ như những con ruồi không đầu đang làm loạn kia, lên tiếng nhắc nhở, nói. Hắn nhảy xuống dưới vực thẳm, chạy về hướng Thương Sinh Động Phủ rồi. Đa tạ tiền bối cho biết, chúng tôi sẽ đi tóm tên tặc tử này. Có một vị hộ pháp đứng bên cạnh vực thẳm, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng Đỗ Thủ Cao xông vào Thương Sinh Động Phủ, vì vậy 15 tên hộ pháp cũng cùng nhau đuổi theo xuống phía dưới vực thẳm, cùng nhau đi vào trong khe hở của động phủ. Đợi một lúc bằng khoảng thời gian uống nửa chung trà, Phong Phi Vân mới đi ra, sau đó cũng hướng về vực thẳm mà chạy như điên xuống phía dưới. Bây giờ Đỗ Thủ Cao và 15 tên hộ pháp đã ở phía trước dò đường, hắn có thể yên tâm mà to gan xông vào trong Thương Sinh Động Phủ. Sau khi Phong Phi Vân xông vào Thương Sinh Động Phủ thì Đông Phương Kính Nguyệt cũng đã lướt tới, Hạo Thiên Linh Kính lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, tựa như một vầng trăng sáng. Trên mặt kính hiển hóa ra cảnh vừa rồi Đỗ Thủ Cao và Phong Kiếm giao thủ,
tuy rằng chẳng qua chỉ là một chiêu thật đơn giản nhưng trong đó lại tràn ngập vô số thủ đoạn. Đỗ thủ cao vậy mà mạnh như thế, nếu ta vì gia tộc Ngân Câu mà dụng đến thì nhất định tương lai có thể vì gia tộc mà bồi dưỡng được một tên sát thần. Ống tay áo Đông Phương Kính Nguyệt Trường Vũ, tiên tâm hạo miểu, mang theo linh khí hư huyễn động lòng người. Làm cho người ta không khỏi muốn quỳ lại nàng. Hình ảnh trên hạo thiên linh kính vừa chuyển một cái, một bóng người hiện trên mặt kính, không phải Phong Phi Vân thì là ai? Khi thấy bóng dáng Phong Phi Vân nhảy xuống vực thẳm, sau đó lại còn xông vào Thương Sinh Động Phủ, vẻ mặt Đông Phương Kính Nguyệt càng ung dung hơn, một luồng hàn sương giật tán ngập trời làm cho hai tên đệ tử của đại diễn tiên môn đang trốn trong hốc thâm cốc thiếu chút nữa đã chết cóng. Phong Phi Vân, để xem lần này ngươi chạy đi đâu. Đông Phương Kính Nguyệt hóa thành một đạo tàn ảnh, bay vút ra ngoài, cũng là xông vào Thương Sinh Động Phủ. Đây, dám chắc lại là một vị tiền bối, thực lực thật sự còn cao hơn cả sư phụ. Mộc sư huynh nằm dạp trên mặt đất, trên mặt dính đầy hàn sương trắng. Rất dễ nhận thấy vị nữ tiền bối này và Phong tiền bối có đụng chạm rất lớn, hai người bọn họ đều là đại thần thông, nếu như đấu với nhau thì nhất định là kinh thiên động địa. Trong Thương Sinh Động Phủ nhất định sẽ có một trận hiếu chiến đây. Hai vị đệ tử của đại diễn tiên môn bị khí thế trên người Đông Phương Kính Nguyệt làm cho hoảng sợ, cũng không dám ở lại trong thâm cốc thêm một khắc nào nên vội vàng chạy ra khỏi cốc. Sau khi Phong Phi Vân đi vào Thương Sinh Động Phủ liền cảm thấy giống như đang tiến vào một tòa băng đăng, trước mắt tuyệt đối không thấy bóng dáng của Đỗ Thủ Cao và 15 tên hộ pháp, rõ ràng là bọn họ đã tiến vào sâu trong động phủ. Dọc theo đường đi đầy ngập vết máu và vết kiếm, dù cho không tận mắt nhìn thấy thì cũng có thể đủ đoán được bọn họ vừa đi vừa đấu, cực kỳ oanh liệt. Bọn họ ai sống ai chết cũng không liên quan đến ta, bây giờ quan trọng là phải tìm cho được cô nàng tiên tuyết muội muội nhát gan kia, ở đây u ám đáng sợ, nhất định là nàng bị dọa đến khóc nhè rồi đây. Phong Phi Vân nhanh chóng đi về phía trước, cũng không biết đã đi được bao xa rồi. Bỗng nhiên trước mắt loáng thoáng chuyển tới thanh âm tụng kinh của hòa thượng. Hình như là đang siêu độ vong linh. Dưới lòng đất này tại sao lại có tiếng hòa thượng tụng kinh? Phong Phi Vân chợt dừng bước, vẻ mặt hơi biến đổi một chút, đột nhiên nghĩ tới lời nói của thằng nhóc sai vặt ở trạm dịch Bạch Mã. Trong hầm mỏ của gia tộc Ngân Câu đào ra được thứ chẳng lành, có một toàn miếu thờ từ mấy ngàn năm trước được đào lên, hòa thượng trong miếu thờ đã xảy ra thi biến, nghìn năm không chết, thân thể không thay đổi. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Nếu như Thương Sinh Động Phủ và hầm mỏ kia nối liền nhau thì chẳng phải mình đang đi thẳng tới nơi chẳng lành hay sao? Nếu như vậy thì e rằng toàn bộ những người ngày hôm bước vào Thương Sinh Động Phủ sẽ phải chết tại nơi này. Trên trán Phong Phi Vân đổ mồ hôi lạnh, so với người khác thì hắn chính là người hiểu rõ ràng nhất về sự nguy hiểm đáng sợ của nơi xảy ra thi biến, nếu tu vi không có cấp bậc thiên mệnh thì căn bản là không có khả năng sống sót. Thiên mệnh chính là một cảnh giới cao hơn thần cơ. E rằng chỉ có mấy lão tổ của Phong gia mới có thể đạt tới cảnh giới thiên mệnh này. Những người như tiên căn hay thần cơ tuy là cũng được gọi là cao thủ nhưng mà cùng với tu sĩ cảnh giới thiên mệnh lại cách xa vạn dặm. Phong Phi Vân rất muốn quay lại đường cũ để trở về nhưng mà trong lòng nghĩ đến Phong Tiên Tuyết có lẽ đang bị dọa đến sợ run lẩy bẩy thì hắn lại cắn răng, tiếp tục bước về phía trước. Động phủ dưới lòng đất có rất nhiều ngã ba, bốn phương đều thông suốt, quanh năm lại ngập tràn luồng thi khí ảm đạm. Vì vậy nếu như những tu sĩ linh dẫn sơ kỳ xông vào mà trong vòng nửa canh giờ không bước ra thì cũng sẽ bị những thứ thi khí này hạ độc. Sau khi Phong Phi Vân biết đây là nơi nguy hiểm đáng sợ thì càng trở nên cẩn thận, mỗi khi đi được một đoạn thì lại dùng linh lực khắc một huyền văn hình người trên vách đá, coi như là đánh dấu. Thanh âm tụng kinh càng ngày càng rõ ràng. Phong Phi Vân dán tay vào vách đá, lóng tai lắng nghe. Chợt một tiếng nổ dữ dội vang lên. Từ giữa vách đá truyền tới làm cho màng nhĩ Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã bị chấn vỡ. Có người đang đấu nhau, hơn nữa lại có tiếng một cô gái, chẳng lẽ là Tiên Tuyết? Phong Phi Vân mừng rỡ, vội vàng lần theo tiếng động đuổi tới. Thanh âm của tiếng động kia càng lúc càng lớn, giống như muốn phá hủy toàn bộ Thương Sinh Động Phủ. Chân Phong Phi Vân đạp trên mặt đất, mặt đấy tròng trành hết sức gay gắt, rất nhanh thì đã đi tới chỗ tranh đấu. Con mẹ nó, tại sao lại là người phụ nữ chết bầm này? Phong Phi Vân nói. Chỉ thấy ba cổ thi tăng nhân mặc tăng bào rách nát đang đại chiến không ngừng với Đông Phương Kính Nguyệt, ngay cả vách đá cũng bị đánh nát thành từng tàn nhỏ. Thân thể của ba cổ thi tăng nhân này đều đã hư thối đến phân nửa, cơ thể khô quắt,
hai mắt trống rỗng, trên đỉnh đầu sứt mẻ đầy huyết sắc. Bọn họ đang ngâm kinh văn, bàn tay bện thành Phật ấn, tu vi đáng sợ vô cùng khiến cho Đông Phương Kính Nguyệt lâm vào thế cực kỳ nguy hiểm, ngay cả khi nàng tế xuất Hạo Thiên Linh Kính thì cũng bị tay của một thi lão đánh bay, vây nàng vào trong vách đá. Ha ha, Đông Phương Kính Nguyệt à, Đông Phương Kính Nguyệt, cô cũng có ngày hôm nay sao? Phong Phi Vân trốn ở một bên xem kịch vui, trong lòng cảm thấy vui sướng. Dĩ nhiên hắn cũng âm thầm bội phục tu vi cường đại của Đông Phương Kính Nguyệt, một mình nàng lại có thể đấu với ba cổ thi nghìn năm lâu như vậy, nếu như đổi lại là người khác thì đã sớm bị chúng phân thây ra gặm ăn mất rồi. Ba tăng nhân cổ thi nghìn năm, mỗi một vị đều có thân kim cương bất hoại, xương ống chân cứng rắn như ngọc thiết, hơn nữa linh khí trong người lại luôn luôn vận chuyển, trong đan điền lại có một viên bảo thạch to như nắm tay chiếm cứ, lại còn phát ra hắc quang mù mịt. Bọn họ đã chết mấy nghìn năm, cơ thể không những xảy ra thi biến mà ngay cả thần cơ bọn họ từng tu luyện cũng xảy ra dị biến, biến thành thi nguyên. Tiểu cô nương Đông Phương Kính Nguyệt có cần tôi giúp một tay hay không hả? Phong Phi Vân dựa vào vách đá, đứng bên cạnh cười to nói. Thân phận Đông Phương Kính Nguyệt cao vô cùng, tu vi càng siêu phàm thoát tục, bất luận là đi đến chỗ nào cũng sẽ có vô số người quỳ gối nghênh tiếp, vẫn chưa từng có một ai dám gọi Đông Phương Kính Nguyệt là tiểu cô nương. Nhưng mà lúc này nàng đã bị ba tăng nhân cổ thi bao vây, trên cánh tay ngọc ngà đã dính đầy máu, đây là bị một vị cổ tăng dùng móng tay cào một đường, vết máu tạo thành nhìn thấy mà đau lòng. Nếu để ý một chút thì trên chiếc cổ thon dài cũng có một vết thương, độc thi đen kịt đã xâm nhập vào da, ăn mòn linh khí trong người nàng. Phong Phi Vân, nếu như ngươi xuất thủ tương trợ thì toàn bộ ân oán giữa chúng ta đều xóa bỏ. Lúc này Đông Phương Kính Nguyệt đã bị dồn đến đường cùng, sau khi ba vị cổ thi tăng nhân kia dính phải vết máu trên người nàng thì càng trở nên điên cuồng, chiến lực càng lúc càng tăng cao. Phong Phi Vân cười hắc hắc. Nghe nói gia tộc Ngân Câu vô địch thiên hạ. Địa vị Đông Phương Kính Nguyệt trong gia tộc cao không thể với tới, nếu có thể nghe được cô dịu dàng gọi ta một tiếng Phi Vân ca ca thì ta nhất định giúp cô thoát khỏi nguy hiểm. Hiển nhiên Phong Phi Vân không thể nào cứu Đông Phương Kính Nguyệt được, cô gái này bất luận là tu vi hay trí tuệ đều thông minh hơn người, thế hệ trẻ cũng không có được mấy người có thể theo kịp nàng, sau khi cứu nàng, nhất định người đầu tiên nàng muốn giết cũng chính là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân biết nàng kiêu ngạo vô cùng. Tuyệt đối sẽ không thể nào gọi mình là Phi Vân ca ca cho nên mới trêu chọc nàng. Người phụ nữ chết bầm hung dữ này nếu chết đi thì tốt hơn, tránh khỏi việc bị nàng truy sát 3 ngày 3 đêm. Phi Vân ca ca, thanh âm ngọt ngào bay thấu trời xanh, giọng nói thủy mỹ như làn nước, bất kỳ một người đàn ông nào sau khi nghe được thì xương cốt toàn thân cũng sẽ bị tê dại. Phốc, Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã ngã cắm đầu xuống đất, vậy mà nàng ấy lại kêu thật. Hơn nữa tiếng kêu này lại làm cho người ta không thể nào cự tuyệt được, thật giống như hai người yêu nhau gọi nhau vậy. Khụ khụ, cái này. Lúc này Phong Phi Vân đã rất khó đứng vững, có trời mới biết vậy mà Đông Phương Kính Nguyệt kia lại không để ý đến chuyện vặt vãnh này, lần này là hắn tự làm khó hắn rồi. Phong Phi Vân, ngươi vẫn còn chưa ra tay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn làm một người nói không giữ lời? Thanh âm Đông Phương Kính Nguyệt liền thay đổi, tràn đầy lạnh lẽo. Không có lấy một chút sự dịu dàng như mới vừa rồi. Cứu ngay chứ, đại trượng phu nói là làm. Tuy là Phong Phi Vân hối hận vô cùng nhưng vẫn phải đạo nghĩa không thể chùn bước mà xuất thủ, cùng lắm thì cứu nàng trước, sau đó đưa nàng tới một nơi không có ai rồi giết chết nàng sau vậy. Hiển nhiên Phong Phi Vân không thể nào như mãng phu mà liều mạng với ba vị cổ thi tăng nhân kia, trên ngón tay hắn ngưng tụ một ngọn linh quang nhàn nhạt, ở trên mặt đất khắc ra từng đạo phù văn. Từng chữ một nối liền nhau, từ từ cũng khắc ra 9 tòa phù văn ở cùng một chỗ, hợp thành một tòa cửu hoàn tế đàn. Đối phó với cổ thi nghìn năm này tuyệt đối không thể dùng cách tấn công thông thường để đối phó với bọn họ, cần phải vẽ phù lục luyện thi, ngưng tụ luyện thi tế đàn. Dùng thực lực tế đàn để luyện hóa cổ thi. Phong Phi Vân đau lòng lấy từ trong ngực ra viên chân diệu linh thạch kia, thở dài mà nói. Giữ còn chưa kịp nóng người mà giờ thì đã mất đi. Nếu muốn thôi động luyện thi tế đàn thì cần một lượng linh khí cực lớn, với tu vi Phong Phi Vân bây giờ thì vẫn còn kém quá xa, chỉ có thể dùng đến linh thạch để thôi động tế đàn, dùng cái này để luyện hóa ba cụ cổ thi kia. Lên! Sau khi đem chân diệu linh thạch đả nhập vào tế đàn thì cả tòa tế đàn cũng giống như đang sống lại vậy, nhanh chóng chuyển động, dưới linh lực Phong Phi Vân điều động, hướng về ba vị cổ thi tăng nhân kia trùm tới. Bắt!
Thực lực tế đàn dưới sự thôi động của chân diệu linh thạch càng lúc càng trở nên lớn mạnh, một luồng lực thôn phệ được phóng thích ra ngoài làm cho ba vị cổ thi tăng nhân vô cùng cường đại kia bị thu vào trong. Thình thịch, chợt Phong Phi Vân đạp đất nhảy lên, một cước giẫm nát tế đàn, sau đó một tiếng rền vang xuất hiện trên mặt đất. Ba cổ thi tăng nhân kia cuối cùng cũng bị trấn áp, quang mang trên tế đàn lập lòe, vẫn có thể nghe được thanh âm tụng kinh ở bên trong, cái này cũng không luyện hóa được ba vị cổ thi tăng nhân kia rồi. Tuy là Đông Phương Kính Nguyệt vẫn hờ hững lạnh nhạt như trước nhưng mà trên bạch y đã nhuốm máu, mồ hôi cũng đã lăn xuống trên những sợi tóc, lại cho thấy nàng đã bị thương rất nặng, thậm chí độc thi đã ăn mòn linh khí trong người nàng. Tuy là nàng vẫn còn mang chiếc khăn che mặt nhưng mà Phong Phi Vân lại biết được lúc này vẻ mặt nàng đã trắng bệch như tờ giấy. Nàng xứng đáng là một vị kỳ nữ tử, với tu vi cường đại mạnh mẽ đã chế trụ được độc thi trong người, vẫn có thể lộ ra tâm cao khí ngạo, hừ lạnh nói. Phong Phi Vân, không ngờ ngươi còn có thể sử dụng loại thuật kỳ môn độn giáp huyền diệu này, tài hoa của ngươi so với những tài tuấn nghịch thiên trong phong gia còn mạnh hơn rất nhiều lần, nhưng mà chưa từng có một ai ám uy hiếp ta. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đông Phương Kính Nguyệt cảm thấy hôm nay mình thật sự đã bị áp bức và lăng nhục quá mức, mà lại bị uy hiếp bởi tên Phong Phi Vân kia, kêu hắn một tiếng Phong Vân ca ca, đây quả thực. Điều này làm cho nàng có cảm giác kích động đến buồn nôn. Nếu như chuyện này truyền đi, nhất định nàng sẽ không có mặt mũi nhìn một ai. Nàng nhẹ nhàng vung tay một cái, Hạo Thiên Linh Kính vốn bị dính trên vách đá đã bay đến trong tay. Một cổ linh khí mạnh mẽ giật xuất trên đầu ngón tay nàng làm cho thần uy của Hạo Thiên Linh Kính bị dẫn động. Uy lực linh khí hủy thiên diệt địa, một khi dẫn động thì có thể chấn động rung sụp một vùng. Người phụ nữ chết bầm này quả nhiên là ăn cháo đá bát mà. Bỗng nhiên Phong Phi Vân cảm giác được luyện thi tế đàn dưới lòng bàn chân rung động mãnh liệt, dường như ba vị cổ thi tăng nhân kia muốn phá tế đàn lao ra. Tiểu cô nương Đông Phương Kính Nguyệt đừng làm loạn nữa. Cổ thi nơi này đã đạt đến trình độ thi biến đệ nhị rồi, luyện thi tế đàn căn bản là không thể luyện hóa được bọn họ đang muốn trùng xuất ra. Vẻ mặt Phong Phi Vân biến đổi, quả thực là so với trước kia còn trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn vốn cho rằng nơi này chẳng qua chỉ là một chỗ hung sát tuyệt địa, cho dù có cổ thi thi biến cũng chưa chắc không có đường sống, nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng những cổ thi ở nơi này vậy mà đã xảy ra thi biến đệ nhị, đây quả thực là dọa người mà. Đây rốt cuộc là chỗ quỷ quái gì đây? Tuy là Đông Phương Kính Nguyệt không biết cái gì là thi biến đệ nhị nhưng mà cũng đã nhận ra có điều không ổn, chỉ thấy một tòa luyện thi tế đàn dưới chân Phong Phi Vân đã bắt đầu tan vỡ, từng đường khe hở đã nứt ra. Má ơi, chạy trốn đi! Phong Phi Vân liền quay đầu bỏ chạy, toàn bộ linh khí trong người đều được điều động, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Phía sau lưng truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ba vị cổ thi tăng nhân kia đã phá niêm phong mà xông ra ngoài, thi khí trên người càng nồng đậm hơn, cả người cũng đã trở nên đen kịt như than, trong miệng lỉa chỉa đầy răng nanh, bất ngờ khạc ra một mảng lớn thi vụ. Bọn họ ngửa đầu thét lớn, thanh âm chói tai gay gắt, sau đó lại hướng về phía Đông Phương Kính Nguyệt mà đuổi theo. Tuy là Đông Phương Kính Nguyệt nắm giữ một món linh khí nhưng lại không cách nào trấn sát được thân thể cổ thi kim cương bất hoại, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bay bọn họ ra xa. Nhưng sau đó thì bọn họ lại lập tức lao vào tấn công. Cuối cùng nàng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ chạy. Đông Phương Kính Nguyệt, người đừng chạy theo ta, người muốn hại chết ta phải không? Phong Phi Vân chạy trốn thục mạng ở phía trước, vậy mà lại phát hiện Đông Phương Kính Nguyệt đang đuổi theo sau lưng hắn, mà ba vị tăng nhân cổ thi kia cũng đang hùng hổ, dữ tợn đuổi theo về phía này. Phong Phi Vân, nếu như ta chết thì cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Độc thi trong người Đông Phương Kính Nguyệt bắt đầu lan tràn, chỗ vết thương bắt đầu chảy ra máu đen làm cho dọc theo đường chạy trốn vết máu vương vãi. Mà những cổ thi tăng nhân kia khi ngửi được khí tức huyết dịch lại đuổi theo một lạch, hoàn toàn không thể nào bỏ rơi được. Trong lòng Phong Phi Vân tức giận đến mức chửi má nó, nhưng lại biết rõ bây giờ dù cho mắng mẹ Đông Phương Kính Nguyệt thì cũng không có tác dụng gì, chỉ có cách nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này mới là việc nên làm. Trên đường chạy trốn cũng không biết đã chạy qua nơi nào nữa, đường phía trước thì càng lúc càng rộng mở, thật giống như đang đi tới một tòa địa cốc, một hồ nước trong lòng đất hiện ra trước mắt, nước trong hồ kia lại là huyết sắc. Phong Phi Vân chẳng chút do dự nào liền vọt tới, trên thực tế thì ba vị cổ thi tăng nhân phía sau thật sự là đuổi theo quá nhanh, cũng không cho phép hắn được chần chừ.
Hắn vốn muốn đạp trên mặt nước mà lướt qua, nhưng mà dưới đáy hồ lại có một cổ sức hút cường đại, trực tiếp kéo hắn vào trong hồ nước. Phốc! Đông Phương Kính Nguyệt cũng theo bước hắn, lọt vào trong hồ máu, trực tiếp nện vào đỉnh đầu Phong Phi Vân, thiếu chút nữa đã làm hắn hôn mê bất tỉnh. Mẹ kiếp, cô nương chết bầm này, người cố ý phải không? Má ơi, lại đuổi tới rồi kìa. Phong Phi Vân thật vất vả lắm mới có thể nổi lên từ dưới đáy nước, nhưng vừa đúng lúc nhìn thấy ba cổ thi tăng nhân kia đuổi đến, thân thể bọn họ đều rửa nát phân nửa nhưng lại mặc áo cà sa vàng óng ánh, hướng về phía Phong Phi Vân chụp tới. Phong Phi Vân vội vàng đạp ở trong nước, cơ thể hơi nghiêng về phía sau, một tay nắm lấy thắt lưng của Đông Phương Kính Nguyệt đang bơi ở phía sau, tay hắn chợt kéo một cái, cơ thể mượn lực mạnh mẽ thối lui, muốn thoát khỏi cái áo choàng cà sa của những cổ thi tăng nhân đang chụp tới. Nhưng mà vừa rồi hắn đã dùng sức quá mạnh, chiếc đai lưng bạch ti của Đông Phương Kính Nguyệt cũng đã bị kéo xuống, toàn bộ thân thể nàng đều bị lộ ra, cặp tuyết lê trắng như tuyết lộ ra một mảng lớn, quả thực là ướt át vô cùng. Xong rồi, gây họa nữa rồi. Cô nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt này là một người có lòng dạ hết sức hẹp hòi, nhỏ nhen, chẳng qua chỉ uy hiếp nàng gọi hắn một tiếng Phi Vân ca ca mà nàng đã hô hào muốn giết hắn, bây giờ lại tuột cả thắt lưng của nàng ra, nàng còn không phát điên mới là chuyện lạ. Hình như ba vị cổ thi tăng nhân kia rất sợ hồ nước huyết sắc này cho nên căn bản không dám dính phải huyết thủy trong hồ, vì vậy chỉ có thể đứng trên bờ gào thét, trong miệng không ngừng phun ra thi vụ hắc sắc. Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt nhanh chóng bơi lội trong hồ, y phục trên người đã sớm bị huyết thủy nhuộm đỏ, tóc trên đầu cũng dính đầy bột máu, ngay cả da cũng dính một lớp bùn máu. Sau khi leo lên bờ thì hai người đều ngồi thở dốc trên mặt đất, cả người đều ướt nhẹp, trên người không có lấy một chút sức lực, cũng may là ba vị cổ thi tăng nhân kia còn chưa đuổi đến, nếu không thì bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Tiểu cô nương Đông Phương Kính Nguyệt này, rốt cuộc thì cô đã đắc tội thế nào với ba vị cổ thi tăng nhân kia vậy, tại sao bọn họ lúc nào cũng đuổi theo cô không buông ta vậy? Phong Phi Vân thở không ra hơi, hỏi. Phong Phi Vân nằm trên mặt đất đợi cũng đã lâu, cũng không nghe nàng nói câu nào, chẳng lẽ nàng đã chết rồi hay sao? Hai tay Phong Phi Vân chật vật lắm mới đỡ cơ thể ngồi dậy được, quay đầu qua nhìn thì chỉ thấy Đông Phương Kính Nguyệt đã nằm ở phía sau lưng hắn, hai mắt nhắm nghiền, không hề nhúc nhích, giống như đã chết rồi vậy. Bởi vì ngâm trong huyết thủy quá lâu nên quần áo trên người nàng dán chặt vào người làm cho những đường cong trên cơ thể mềm mại kia hiện ra hết sức tinh tế, chiếc áo lụa mỏng màu trắng cũng đã bị huyết thủy thấm ướt, hai ngọn núi đầy đặn đĩnh lập, rất tròn trịa mà lại ướt át, chiếc eo thon nhỏ nhắn yêu kiều không có một chút thịt dư, còn có đôi chân ngọc thon dài mảnh khảnh. Phong Phi Vân nhanh chóng quay mặt đi, sợ nếu như nhìn tiếp thì sẽ làm ra những chuyện không thể khống chế được. Đây cũng là chuyện không có cách nào làm khác được, giống như vị nữ tử Đông Phương Kính Nguyệt này đây, bất cứ người nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ bị kích động không khỏi muốn ôm nàng trong lòng, huống chi lúc này nàng lại nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, giống như là đang cố ý chờ đợi Phong Phi Vân động thủ với nàng vậy. Thảo nào ta tuột thắt lưng của nàng ra mà nàng cũng không có phát điên lên, thì ra là độc thi trong người nàng đã lan ra đến đan điền thần cơ rồi. Bởi vì thắt lưng của Đông Phương Kính Nguyệt bị Phong Phi Vân kéo rơi ra nên chiếc áo khoác màu trắng cũng đã tuột ra làm cho da thịt bị lộ ra bên ngoài, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy được chiếc yếm màu tím nhạt, dường như còn tỏa ra mùi hương thoang thoảng mê người. Đây tuyệt đối là một nữ nhân làm người khác say mê đắm đuối, có thể khiến cho bất kỳ một người nam nhân nào trong thiên hạ vì nàng mà không biết đường về nhà. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào chỗ cổ và ngực nàng, trong mắt có vẻ rất giằng co. Lúc này Phong Phi Vân đang lo lắng một vấn đề, hiển nhiên không phải là nhào tới rồi mạnh mẽ hôn nàng, cướp đoạt nàng rồi, mà chính là cứu nàng hay là giết nàng. Chỗ cổ và ngực của Đông Phương Kính Nguyệt đều có vết thương do cổ thi gây ra, đã bị độc thi xâm lấn, vết thương đen kịt, nếu như thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn thì có thể thấy được một màn khói đen nhàn nhạt đang tỏa ra từ vết thương, chúng đang từ từ ăn mòn da thịt của nàng. Không nghi ngờ gì nữa. Nếu như lúc này Phong Phi Vân xuất thủ thì có thể dễ dàng giết chết nàng, sau đó ném xác nàng vào trong hồ máu, một chiêu là hủy thi diệt thể, từ nay về sau sẽ không bao giờ sợ bị nàng truy sát nữa, hơn nữa càng không sợ sự uy hiếp của gia tộc Ngân Câu. Ngay cả món linh khí Hạo Thiên Linh Kính cũng có thể đoạt lấy. Nếu như làm như vậy, nhất định là một vốn bốn lời. Đông Phương Kính Nguyệt cô đừng trách ta quá ác, chỉ trách vận khí cô quá kém mà gặp phải Phong Phi Vân ta. Hôm nay chính là ngày hương tiêu ngọc tổn.
Cô độc bất trượng phu. Phong Phi Vân biết rõ nếu như hắn không giết nàng, chờ sau khi nàng bình phục thì nàng nhất định sẽ bầm thây hắn ra vạn đoạn. Xuất thủ lúc này chính là thời cơ tốt nhất, sau khi giết người thì hủy thi diệt tích, ai biết là do Phong Phi Vân hắn ra tay giết nàng chứ. Phong Phi Vân niết trưởng thành quyền, muốn dùng một quyền đánh nát đầu của nàng, quyền phong cương mãnh, còn cách nàng khoảng 3 trượng mà đã làm cho toái thạch xung quanh người nàng chấn đắc chuyển động. Vèo! Quyền phong làm cho cái khăn che mặt của nàng bị thổi bay đi, lộ ra tiên nhan nghiêng nước nghiêng thành. Hàng lông mày thon dài cứ như lá liễu, lông mi uống cong còn dính huyết châu óng ánh, đặc biệt là đôi môi hoàn mỹ tới cực điểm kia, cứ như hai cánh hoa hồng nhỏ bé mong manh. Dung mạo xinh đẹp sau chiếc khăn che mặt kia quả thực làm cho người ra như muốn nghẹt thở, bất luận dùng ngôn ngữ nào để hình dung cũng sẽ không thể diễn tả hết được, hình dung tuyệt đối hết sức tuyệt mỹ. Khi thấy khuôn mặt này, cả người Phong Phi Vân run lên, người hắn cứ như bị lôi điện bổ trúng một cái vậy, hắn vốn muốn dùng một quyền đánh chết nàng thì lúc này hắn lại mạnh mẽ thu hồi lại. Phốc, quyền kình phản phệ làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thủy Nguyệt Đình, không, nàng là Đông Phương Kính Nguyệt, không, nàng là Thủy Nguyệt Đình, nhất định là Thủy Nguyệt Đình. Lúc này Phong Phi Vân cảm thấy lòng hắn đau như cắt, một chân quỳ trên đất, tay ôm chặt lòng ngực. Đã lâu lắm rồi mà hắn vẫn không có cách nào từ dưới đất đứng lên. Lần đầu tiên Phong Phi Vân gặp Đông Phương Kính Nguyệt thì đã ngộ nhận nàng là Thủy Nguyệt Đình, nhưng mà khi đó chẳng qua chỉ vì khí chất hai người quá giống nhau, nhưng mà ai có thể ngờ rằng, dung mạo dưới chiếc khăn che mặt lại giống hệt như Thủy Nguyệt Đình như thế này. Quả thực là cùng một người. Trong lòng Phong Phi Vân đối với Thủy Nguyệt Đình chính là hận, hận tột đỉnh, lúc này đã hoàn toàn bạo phát ra, vẻ mặt trở nên dữ tợn, hét lớn. Thủy Nguyệt Đình, lòng dạ ngươi thật là độc ác, lúc đó ngươi không để cho ta chết hẳn thì ngày hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Phong Phi Vân lảo đảo nghiêng ngã nhào tới, cưỡi trên người Đông Phương Kính Nguyệt, một quyền chợt đánh vào ngực nàng, bởi vì vừa rồi Phong Phi Vân mới bị quyền kình phản phệ đã bị thương cho nên sức mạnh của một quyền này cũng không mạnh cho lắm. Một quyền đánh vào ngực nàng, căn bản lại không đánh xuyên thủng người nàng mà ngược lại lại bị hai ngọn núi cao ngất trước người nàng làm tan mất phân nửa sức mạnh. Cũng không ai ngờ rằng, một quyền này của Phong Phi Vân vậy mà làm cho phân nửa độc thi trong người Đông Phương Kính Nguyệt bị đẩy ra ngoài. Phốc! Đôi môi anh đào của Đông Phương Kính Nguyệt phun ra một ngụm máu độc đen kịt, tất cả đều phun thẳng vào mặt Phong Phi Vân. Khuôn mặt Phong Phi Vân vốn rất dữ tợn bây giờ lại càng trở nên đáng sợ hơn. Cô lại dám phun vào mặt ta, cô dám phun vào mặt ta. Phong Phi Vân lại muốn dùng một quyền lấy mạng của nàng. Ice! Đông Phương Kính Nguyệt từ từ tỉnh lại, đôi mỹ ngâu từ từ mở ra, thân thể nàng vẫn có vẻ hết sức suy yếu nhưng lại có thể cảm giác được sự đau nhức nơi ngực truyền tới, lại nhìn thấy Phong Phi Vân đang cưỡi trên chiếc eo thon của nàng, trong lòng tức khắc nghĩ tới điều gì đó. Nghĩ đến những chuyện có thể phát sinh, Đông Phương Kính Nguyệt tức giận đến thiếu chút nữa lại phun ra máu. Đồ vô sĩ Phong Phi Vân kia vậy mà lại hèn hạ như vậy, thừa dịp nàng bị thương ngất xỉu mà lại. Đông Phương Kính Nguyệt cảm thấy lòng ngực đau đớn dữ dội, quả thật là giống như bị Phong Phi Vân ngắt nhéo vậy, hơn nữa lại còn dùng lực rất lớn mà bóp, tên khốn này lại có thể hạ lưu như thế. Đông Phương Kính Nguyệt lại nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra với bản thân, trong nháy mắt, ở mắt rơi xuống một giọt lệ, hung hăng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân. Phong, Phi Vân, ta, cho tới bây giờ ta, chưa từng thấy qua, một người hạ lưu, vô sĩ như người vậy. Phi. Đông Phương Kính Nguyệt lại phun một bãi nước bọt vào mặt Phong Phi Vân, lúc này lòng của nàng đã rối bời, lại có một sự kích động muốn tự sát. Cô lại phun vào mặt ta, cô lại phun vào mặt ta. Thủy Nguyệt Đình, nếu bàn về hạ lưu vô sĩ thì ta không bằng một phần vạn của cô, hôm nay tôi sẽ bắt cô trả hết nợ cho ta. Hai mắt Phong Phi Vân trở nên đỏ ngầu, bàn tay biến thành móng nhọn muốn bóp chết nàng. Điều này cũng không thể trách Phong Phi Vân tại sao lại trở nên điên cuồng như vậy. Đơn giản vì hắn thật sự hận Thủy Nguyệt Đình quá sâu đậm, trong thiên hạ cũng chỉ có Thủy Nguyệt Đình mới có thể làm cho lòng hắn trở nên rối bời như vậy. Phong Phi Vân, người không biết xấu hổ lại còn oán trách ra, người căn bản không phải là một người nam nhân. Đông Phương Kính Nguyệt tức giận trong lòng cũng không kém hơn Phong Phi Vân, thân thể thuần khiết thiêng liêng lại bị Phong Phi Vân chà đạp, nàng còn không chửi má nó thì cũng đủ thấy nàng đã rèn luyện bản thân nhiều đến thế nào. Không xứng làm nam nhân. Không xứng làm nam nhân, cô nói ta không xứng làm nam nhân, ha ha ha.
nhưng mà ta đã làm nam nhân rồi, đây là sự thật không thể chối cãi được, cũng không thể nào thay đổi được. Ha ha ha. Phong Phi Vân ngửa đầu cười to, cười đến mức hết sức thoải mái. Người mà hắn nói đến dĩ nhiên chính là Thủy Nguyệt Đình chứ không phải là Đông Phương Kính Nguyệt. Nhưng mà sau khi Đông Phương Kính Nguyệt nghe như vậy thì sắc mặt càng trở nên tái xanh, ngực phập phồng, một búng máu lại phun vào mặt Phong Phi Vân. Ngươi, vậy mà ngươi. Nàng vốn cho rằng chẳng qua Phong Phi Vân chỉ nhéo ngực nàng, lại không ngờ Phong Phi Vân lại cầm thú như vậy, phá hủy thân thể thuần khiết của nàng, cầm thú quá mà. Đầu óc nàng trống rỗng, liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi Phong Phi Vân cười xong, từ từ trở nên bình tĩnh lại, nhìn thấy mình đang cưỡi trên người Đông Phương Kính Nguyệt, lại nhìn thấy chỗ ngực của nàng bị một quyền của mình đánh cho máu ứ đọng. Đông Phương, Kính Nguyệt, xong rồi, lại nhận lầm người. Đánh nữ nhân thì không phải là tác phong của Phong Phi Vân ta. Mặc dù đối với Đông Phương Kính Nguyệt hắn vẫn hận thấu xương nhưng mà có thể một quyền trực tiếp đánh chết nàng chứ không thể nào giày vò nàng như vậy, đó cũng không phải tác phong của hắn. Đánh nữ nhân và giết nữ nhân là hai khái niệm khác nhau. Hèn chi nàng nói ta không xứng đáng làm nam nhân, đang lúc tâm tình buồn bực lại đánh vào ngực của nàng, được rồi, mặc dù là Phong Phi Vân ta không phải là chính nhân quân tử nhưng cũng là một người quang minh chính đại. Hôm nay cứu cô một mạng coi như là bù đắp cho một quyền vừa rồi vì đánh Thủy Nguyệt Đình là trút lên người cô. Hiển nhiên Phong Phi Vân không biết một khi cứu mạng này thì tương lai sau này tai họa trút lên đầu hắn còn nhiều hơn. Bà nương chết bầm, đáng lẽ cô phải chết ở trong tay ta nhưng mà hôm nay Phong Phi Vân ta đại phát thiện tâm cứu mạng cô, sau này nếu như còn muốn quấy rầy không buông thì ta tuyệt đối không nương tay. Phong Phi Vân tóm lấy hai tay đang giãy giụa của Đông Phương Kính Nguyệt. Sau đó bẻ ngược tay ra sau đầu, tại cái cổ trơn bóng mịn màng của nàng bắt đầu hút độc thi từ trong vết thương rồi phun ra trên đất một ngụm độc huyết đen xì. Phong Phi Vân, người buông ta ra, ta không muốn được ngươi cứu, nếu như ngươi còn dám đụng vào ta một lần nào nữa, ta sẽ cùng chết với ngươi. Đông Phương Kính Nguyệt cắn chặt hàm răng, cảm giác được đôi môi Phong Phi Vân đang ngọa nguậy trên cổ nàng, muốn đưa tay tát hắn một phát nhưng mà lúc này nàng lại không có một chút sức lực nào. Cũng chỉ có thể để mặc cho môi Phong Phi Vân tiếp tục hôn lên chiếc cổ ngọc của nàng. Đúng, chính là hôn, ít nhất thì nàng cho là như vậy. Điều này làm cho nàng như muốn nôn mửa. Đừng nhúc nhích, nếu như ta cũng bị độc thi xâm nhập vào cơ thể thì ngày hôm nay cả hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trong miệng Phong Phi Vân có linh khí cho nên mới không bị độc thi xâm phạm. Phong Phi Vân lại ngồi lên chiếc eo thon của nàng, sau đó dẹt một tiếng. Đem chiếc yếm của nàng xé toạt ra, sau đó lại vùi đầu vào tiếp tục hút chất độc. Chi chi. Một đoạn vết thương có độc nơi ngực của nàng càng sâu hơn, càng dài hơn nữa, nếu không nhanh chóng hút độc thi bên trong ra thì nhất định chỗ ngực nàng sẽ bắt đầu thối rữa xuyên bụng mà chết. Nhưng mà lúc này Đông Phương Kính Nguyệt thà rằng ngực bị thối rữa xuyên bụng chứ cũng không muốn tên vô sĩ Phong Phi Vân thừa nước đục thả câu, ít nhất thì nàng cũng cho là như vậy, tên Phong Phi Vân này quả thực chính là cầm thú trong cầm thú. Trong miệng còn phát ra tiếng chẹp chẹp nữa chứ, có vẻ như thực sự đang mút rất say sưa. Phong Phi Vân, ta cho ngươi biết, từ nay về sau ta không để cho ngươi yên đâu, ta muốn móc đôi mắt đê tiện của ngươi ra, chém nứt đôi tay bị ổi, còn có cái đầu lưỡi của ngươi nữa, nhất định cũng phải cắt đi. Ngay cả hơi sức mắng chửi người khác mà Đông Phương Kính Nguyệt cũng không có, trên trán đổ đầy mồ hôi, môi thở gấp, đôi gò má tuyệt mỹ ửng đỏ. Cũng không biết là vì độc thi tống ra bên ngoài rồi nên huyết khí trong người phấn chấn hơn, hay bởi vì xấu hổ mà đỏ mặt. Đông Phương Kính Nguyệt, cô cho rằng cô là ai, Phong Phi Vân ta tuy cũng coi như là một kẻ háo sắc nhưng cũng tuyệt đối không thể nào coi trọng cô, dù cho cô lột hết đứng trước mặt ta thì ta cũng sẽ không chạm vào cô một cái. Sau khi Phong Phi Vân phun một ngụm độc huyết xuống đất thì kéo y phục che ngực Đông Phương Kính Nguyệt lại, sau đó là không như thủy xà quấn trên chiếc eo thon thả kia nữa mà đứng phắt dậy. Hắn nói cũng là lời nói thật, dù cho Đông Phương Kính Nguyệt thật sự lột hết đồ mê hoặc hắn thì hắn cũng không mảy may động tâm, bởi vì hắn không thể nào chấp nhận một người nữ nhân có dáng dấp giống như Thủy Nguyệt Đình được, sở dĩ hắn cứu nàng chẳng qua cũng vì muốn bù đắp cho sự hổ thẹn trong lòng mà thôi. Độc thi đều đã được hút ra khỏi cơ thể, song mâu của Đông Phương Kính Nguyệt cũng dần dần hồi phục, có chút thần thái nhưng vì mất máu quá nhiều nên cơ thể vẫn còn hết sức suy yếu. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Phong Phi Vân. Sau đó lại lấy từ trong ngực ra một viên linh đan rồi bỏ vào trong miệng, sau đó khoanh chân ngồi xuống,
bắt đầu khôi phục nguyên khí. Dễ dàng nhận thấy viên linh đan này không phải là vật phàm, mặc dù đã nuốt vào cổ họng nhưng vẫn tản phát quang mang rực rỡ làm cho cả người nàng đều được bao phủ bởi ánh sáng. Mà cùng lúc đó Hạo Thiên Linh Kính cũng từ từ dâng lên, trôi lơ lửng trên đỉnh đầu của nàng, đem nàng bảo vệ thật chặt trong kính quang, hiển nhiên đây đều là nhằm vào Phong Phi Vân, nàng cũng không yên lòng đối với tên cầm thú vô sỉ này. Phong Phi Vân, chờ tu vi ta khôi phục tam tầng, nhất định giết chết ngươi ở tại chỗ này. Mặc dù Đông Phương Kính Nguyệt không phải người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà tuyệt đối là một nữ nhân cao ngạo, nàng tuyệt đối không cho phép Phong Phi Vân bôi nhọ mình mà còn có thể sống sót rời khỏi Thương Sinh Động Phủ. Cái này đúng là vết nhơ của cả đời nàng, chỉ có giết Phong Phi Vân mới có thể làm nàng an lòng hơn một chút. Lúc này Phong Phi Vân hiển nhiên không biết suy nghĩ trong đầu của Đông Phương Kính Nguyệt, hắn ngồi xổm người xuống, bắt đầu nghiên cứu độc huyết cổ thi trên đất. Chất độc này lại có thể làm một người cường mạnh như Đông Phương Kính Nguyệt cũng phải bất tỉnh thì độc huyết cổ thi này thật sự rất là lợi hại. Nếu có thể thu thập những độc huyết này rồi dùng để đối phó những nhân vật cấp trưởng lão khác thì khẳng định có thể làm cho bọn họ trong vòng một khắc đồng hồ sẽ hóa thành nùng huyết. Phong Phi Vân lấy ra chiếc hộp ngọc vốn đựng chân diệu linh thạch, thận trọng thu lấy độc huyết bỏ vào bên trong. Sau khi làm xong hết thảy, Phong Phi Vân đã mệt mỏi vô cùng, cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dưỡng thương. Ở bờ bên kia của hồ nước huyết sắc, tiếng gào thét của ba vị cổ thi tăng nhân kia vẫn truyền tới, thanh âm thê lương làm chấn đắc cả mặt hồ đãng xuất ra từng gợn sóng lăn tăn. Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt thì ngồi thiền ở cạnh huyết hồ, nhắm mắt chữa thương, những tiếng gào thét kia chẳng làm ảnh hưởng đến họ chút nào. Sau lưng của bọn họ mà một mảng đen kịt, căn bản là không thấy rõ rốt cuộc bên trong tồn tại thứ gì, chẳng qua chỉ mơ hồ nghe được tiếng bước chân vang lên. Nhưng mà vẫn không có người nào từ trong đó đi ra. Hoặc là nên nói, căn bản cũng không phải tiếng bước chân người. Vết thương trên người Phong Phi Vân so với Đông Phương Kính Nguyệt vẫn là nhẹ hơn, vết thương dần dần phục hồi cũng nhanh hơn. Hắn nhìn một chút sang phía Đông Phương Kính Nguyệt vẫn đang chữa thương, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi gò má phong hoa tuyệt đại, loại người xinh đẹp như vậy lại có một khí chất thế kia thì đủ làm động lòng bất cứ người nam nhân nào. Thảo nào nàng lại phải mang theo cái khăn che mặt, xinh đẹp thế này vốn không thuộc về phàm tục, nếu như bị những người có tâm cảnh tu vi thấp nhìn thấy thì e rằng trong nháy mắt liền bị say đắm thất thần. Khuôn mặt mê hoặc lòng người không dứt, lại còn không chỉ đơn giản là xinh đẹp mà còn có cả kiêu ngạo. Với khuôn mặt xinh đẹp có khả năng giết người, nếu không phải quá hẹp hòi thì Đông Phương Kính Nguyệt cũng có thể được coi là một kỳ nữ tử đương đại có 102. Đông Phương Kính Nguyệt hiển nhiên không phải là một nữ nhân hẹp hòi. Nếu không phải do Phong Phi Vân chẳng biết tại sao lại đánh nàng một quyền thì nàng cũng không thể nào đuổi giết hắn. Nếu không phải Phong Phi Vân lại lần nữa nhận lầm nàng là Thủy Nguyệt Đình, nàng cũng sẽ không thù hận Phong Phi Vân đến như vậy. Nếu như trên đời này không có Thủy Nguyệt Đình, cũng không có nhiều sự hiểu lầm như vậy thì Phong Phi Vân nhất định sẽ điên cuồng thích nàng. Đây là xác định, ngay cả Phong Phi Vân cũng không phủ nhận. Hiển nhiên Phong Phi Vân cũng biết rõ bây giờ Đông Phương Kính Nguyệt hận không thể giết hắn, uống máu hắn. Một khi tu vi nàng khôi phục một tầng thì chỉ sợ là cái chết của hắn sẽ càng gần. Thừa dịp nàng chưa tỉnh lại, mau rời khỏi đây thôi. Phong Phi Vân đưa mắt rời khỏi gương mặt khuynh thành của nàng, sau đó đứng dậy hướng về một đầu khác đối diện với không động đen kịt kia mà sải bước rời đi. Bên tai có tiếng bước chân nhàn nhạt vang lên, lúc đầu Phong Phi Vân còn tưởng rằng là do tiếng bước chân của hắn vang vọng nhưng mà sau khi hắn dừng bước thì tiếng bước chân kia vẫn cứ âm vang. Thật giống như có một người đang tản bộ trong bóng đêm vậy, cứ đi tới đi lui. Trước mắt là bóng tối vô phương tan biến, giống như bị từng tầng la mã hắc sắc che tầm mắt. Rốt cuộc thì là người nào, đi ra đi. Tiên căn trong đan điền Phong Phi Vân tản mát ra từng đạo thần thái, linh khí toàn thân đều vận chuyển, định bụng xuất thủ bất cứ lúc nào. Rốt cuộc là ai, ra đi. Rốt cuộc là ai, ra đi. Bên tai ngoại trừ những tiếng vọng lại cùng với những tiếng bước chân vẫn không ngừng vang lên thì tuyệt đối không có bất cứ ai xuất hiện. Giả thần giả quỷ, hiện hình cho ta. Trong đồng tử Phong Phi Vân dâng lên hai luồng hỏa miêu, Phượng Hoàng Thiên Nhãn nổ bắn ra quang mang, nhìn về hướng trong bóng tối, vừa nhìn thì lại làm cho hắn hoảng sợ, không kìm hãm được phải lùi về phía sau mấy bước. Đây là một cảnh hết sức chấn động. Trước mắt là một khoảng trống bao lao. Có một tòa miếu thần đổ nát trôi lơ lửng giữa không trung, cũng không biết là miếu thờ này đã bỏ hoang từ bao lâu nữa, chỉ thấy vách tường và ngói vụn đều kết đầy mạng nhện.
Tòa miếu thờ này cực lớn, có Phật điện, có Phật pháp, có sân, trong sân còn có đại thụ, nhưng bởi vì nhiều năm chôn vùi trong lòng đất cho nên đại thụ đã chết khô, trơ trụi, có phần sơ xác tiêu điều. Dĩ nhiên điều thật sự làm cho Phong Phi Vân khiếp sợ cũng không phải là tòa cổ miếu trong lòng đất kia, mà chính là những tăng nhân đi tới đi lui trong cổ miếu. Những tăng nhân này cũng không biết đã chết qua mấy nghìn năm nữa, nhưng tay vẫn cầm Phật châu, dường như còn đang tụng kinh nữa nhưng lại không nghe được tiếng tụng kinh. Những cổ thi tăng nhân trong tòa cổ miếu này có chừng hơn 1.000 người, mỗi một vị đều mang theo sát khí dày đặc, nhất định cũng không yếu hơn chút nào so với ba vị cổ thi tăng nhân vừa rồi truy sát Đông Phương Kính Nguyệt. Nếu như những cổ thi tăng nhân từ miếu thờ trong lòng đất kia chạy ra ngoài thì dám chắc sẽ gây ra đại hoại kinh thiên động địa, toàn bộ Nam Thái Phủ, thậm chí cả Vương Triều Thần Tấn cũng có thể không còn tồn tại. Hình như bọn họ bị thứ gì giam cầm, căn bản không thể đi ra khỏi tòa miếu thần đổ nát kia. Phong Phi Vân hơi an lòng, nếu thật như để cho những cổ thi tăng nhân thi biến này đều xông ra ngoài thì nhất định không có người nào có thể ngăn cản. Phong Phi Vân, ngươi còn dám trốn? Hôm nay ta xem ngươi chạy đi đâu. Thanh âm Đông Phương Kính Nguyệt vang lên, càng ngày càng gần, nàng đã đuổi theo rồi, không giết Phong Phi Vân thể không bỏ qua. Bà nương chết bầm, đừng tới đây, muốn chết phải không? Phong Phi Vân tức giận đến phải nói năng thô tục. Hiển nhiên Đông Phương Kính Nguyệt sẽ không tin chuyện hoang đường của hắn, sau khi được thanh âm của hắn, ngược lại còn nở nụ cười u ám. Hôm nay ngươi có cánh cũng không thể bay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.